Chương 1641 mạch khoáng bên trong phu hóa đến linh. Mà này Ma Long tộc người không biết là khi nào tiến vào quá nơi này, bọn họ cầm đi thứ gì, Lục. Vũ nói, tuy rằng bọn họ khó có thể từ cảnh tượng bên trong nhìn đến kia kiện đồ vật cụ thể là vật gì. Chính là từ kia Ma Long tộc biểu hiện bên trong, hẳn là phát hiện này trong đó thứ gì. Bằng không không có khả năng cho đến ngày nay tiến vào đến linh khởi mà ba người ý thức được sự tình nghiêm trọng tính không có đã làm nhiều trì hoãn tiếp tục thâm nhập đi vào một ngày thời gian trôi qua bọn họ rốt cuộc là tới chỗ sâu trong nơi xa màu nâu nham thạch vượn ma tộc bản đồ cũng là cuối cùng ghi lại nơi này lúc sau liền đột nhiên im bạt nơi này có ma long tộc dấu vết xem ra bọn họ thật sự tiến vào nơi này lục vũ nói này mặt trên có trận pháp dấu vết tuy rằng thập phần bí ẩn chính là cũng không có tránh được lục vũ đôi mắt hắn trận pháp tạo nghệ có thể nói có thấy hay không cổ nhân sau không thấy người tới tầm thường trận pháp căn bản khó có thể như hắn pháp nhãn này màu nâu quặng mỏ bên trong bị khai ra một cái cửa động lan tràn hướng chủng tộc khác quặng mỏ xem ra ngay lúc đó ma long tộc không nghĩ trêu chọc vượn ma tộc bởi vậy cố ý tránh đi rồi sau đó từ mặt khác địa vực sáng lập này một cái quặng đạo lâm việt nói Ma Long tộc là tới rồi hôm nay lúc sau mới bắt đầu trở nên không kiêng nể gì. Kiêu ngạo ương ngạnh này phía sau có linh giao đế vực chống lưng bởi vậy ở ma vực bên trong. Mấy năm nay rất cường thế, diệt ở bọn họ trên tay chủng tộc đã không dưới năm cái. Bọn họ được đến nơi này đại lượng mạch khoáng, mặc. Kệ như thế nào, chúng ta đều hẳn là vào xem, vượn. Cách nói sẵn có nói, mấy người tốc độ cực nhanh, trực tiếp tiến vào tới rồi trong đó nơi này mang theo một cổ ăn mòn lực lượng màu nâu nham thạch nếp uốn tựa hồ không phải nhân vi sáng lập mà là tự nhiên hình thành này này thượng tựa hồ mang theo nào đó hoa văn mà khi sớm đã tẩm vào trong đó bọn họ một đường mà đến có thể nhìn đến trên mặt đất có mấy cái ma long tộc thi thể ngã xuống trên mặt đất cũng không có người thu thập lúc này đã hóa thành xương khô từ từ lâm việt sắc mặt khẽ biến lục vũ bọn họ hai người chuẩn bị tiến lên tra xét thi cốt bất quá bị này lập tức ngăn trở chỉ thấy kia thi cốt bên trong bỗng nhiên gian chạy ra khỏi mấy cái màu đỏ sâu trường điều trạng ma khí vờn quanh ở trên đó cực độ dữ tợn miệng rộng chiếm cứ thân thể một nửa bọn họ bất quá ngón cái lớn nhỏ chính là trên người hơi thở lại là làm người thực cây ếch iota sợ tựa hồ không kém gì cổ tiên cảnh giới vượn thành trên người huyết khí bùng nổ trực tiếp đem trong đó một cái bắt được tạo thành bột mịn trong đó kia màu đỏ sậm máu rơi xuống nước đầy đất lâm việt cũng là nhất kiếm đem mặt khác một con chảm rớt chính là lâm việt trong lòng kia cổ nguy cơ cảm như cũ là không có giải trừ tựa hồ tại nơi đây vẫn là mang theo một cổ uy hát iota này sâu tựa hồ cùng kia ở cảnh tượng bên trong nhìn đến sinh linh hơi thở phía trên có chút cùng loại, bất quá nơi này sâu, lại là rơi xuống rất nhiều. Lục Vũ nói, hắn nhìn về phía trên mặt đất đoạn làm hai đoạn trùng thi, nhíu mày. Hắn tự hồ nghĩ tới thứ gì, chỉ là trong lúc nhất thời, khó có thể suy đoán. Liền ở ba người nghỉ chân là lúc nơi này quặng mỏ vách đá bắt đầu mấp máy. Thế nhưng lại là có vô số nhuyễn trùng, lúc này mang theo bén nhọn tiếng huyết gió. Xuất hiện ở quặng mỏ bên trong lục vũ mấy người chẳng lẽ là biến sắc, bọn họ tuy rằng có thể giết chết một hai chỉ. Chính là nhiều như vậy sâu xuất hiện, tuyệt đối không phải bọn họ hiện giờ có thể chống đỡ. Ta đã biết, đây là cái gì quặng mỏ, chúng ta ở kia tôn đại ma thân thể bên trong. Đây là trong thân thể hắn vật chất hóa linh, lục vũ kinh hãi, vật. Ấy tên là, đến linh, chính là cường giả mất đi lúc sau, trải qua thiên địa uẩn dưỡng. Ở này trong cơ thể ra đời đồ vật. Lục Vũ không có chút nào do dự, trực tiếp bỏ xuống Lâm Việt hai người. Hướng về phía sau vứt đi, mà thân thể bên trong có thể ra đời đến linh tồn tại. Ít nhất cũng là tiên tôn cấp bậc cường giả, hơn nữa, là trong đó người xuất sắc tồn tại. Bọn họ tùy tiện tiến vào tới rồi trong cơ thể, tất nhiên đưa tới sát kiếp, này cũng khó trách. Tiến vào ở đây quặng mỏ, chưa từng có một người có thể tồn tại ra tới tiểu. Tử, tốc tốc tế ra vũ hỏa, lục vũ hét lớn lâm việt bên phải đồng tử trợn mắt ánh mắt có thể đạt được chỗ nháy mắt bị vũ hỏa sở bao phủ toàn bộ quặng mỏ đều là hóa thành biển lửa toàn bộ quặng mỏ đều tựa hồ bị luyện hiện giờ hóa thành dung nham hội tụ ở trên mặt đất nơi đây độ ấm trở nên cực nóng vô cùng vũ hỏa vạn vật đều có thể luyện những cái đó sâu ở vũ hỏa dưới ở thê lương gào giống bất quá mặc dù là chỗ sâu trong cùng biển lửa bên trong nơi này sâu như cũ ở hướng về lâm việt phát động tiến công đế kiếm phía trên quấn quanh vũ hỏa lâm việt mang theo hai người sát ra một cái đường máu thông đạo dài lâu lâm việt cơ hồ đều đã kiệt lực thẳng đến mấy cái canh giờ qua đi bọn họ mới là thông qua nơi này nơi này có đến linh tồn tại chỉ sợ kia ma long tộc là mượn dùng kia kiện đồ vật mới tiến vào trong đó lục vũ mang theo lòng còn sợ hãi hắn vốn dĩ muốn rời khỏi chính là nghĩ lại lại là nghĩ đến này nếu là một vị cường giả biến thành khả năng trong đó có cái gì lưu lại tới thân tang cũng là nói không nhất định hắn tham lam tính tỉnh lại là lên đây cẩn thận dọ thám biết con đường phía trước lúc sau lựa chọn tiếp tục đi trước lúc này bọn họ đã đi tới một chỗ trống chảy mảnh đất nơi này quặng mỏ tựa hồ ở có vận luật mấp máy có thể nhìn đến kia quặng mỏ vách đá phía trên có vô số trùng trứng hiện giờ ở vào phu hóa bên trong rậm rạp giống như tổ ong thoạt nhìn thập phần ns iota người chẳng lẽ này sinh linh còn chưa từng mất đi lục vũ nhìn quặng mỏ không cấm mang theo sầu lo nếu là cái dạng này lời nói không khỏi liền có chút khủng bố có thể từ lỗ trống vách đá phía trên nhìn đến vách đá còn ở mấp máy tựa hồ có một cổ mỏng manh sinh cơ, không phải đến từ chính những cái đó đến lên. Mà là nguyên với này lỗ trống bản thân, nơi này còn tồn tại một tia sinh cơ, tuy rằng mỏng manh. Khá vậy không thể khinh thường. Mọi người đều là cảm nhận được, nhìn quặng mỏ vách đá. Tựa hồ ở đối mặt một tôn bể nghệ thiên hạ đại ma. Làm người nhịn không được muốn phủ phục mà xuống, này cổ ma khí bất đồng với ma vực không gian. Bên trong cái loại này nơi đây ma khí tràn ngập hủy diệt ý vị có loại tiệt diệt hết thảy sinh linh sát khí mấy người đã vận dụng tự thân mạnh nhất đồ vật dùng để bảo vệ mình thân tránh cho phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn nơi đây không gian thật lớn hình như nửa tháng liền mặt đất phía trên đều là đến linh xào huyệt có đã tổn hại có đến linh từ trong đó xuất thế khả năng chính là lâm việt bọn họ bắt đầu ở quặng mỏ nhìn đến những cái đó bọn họ còn không có phu hóa hoàn thành, chúng ta ẩn nấp hơi thở, cẩn thận thâm nhập lục. Vũ nhắc nhở nói, đến linh yêu cầu tiên tôn cấp bậc cường giả thần lực tẩm bộ. Trong đó chịu tài tiên tôn bộ phận đại đạo chi lực, trong đó kẻ yếu. Đều đã có cổ tiên lúc đầu thực lực nếu là trong đó càng cường đại tồn tại xuất thế. Đối với lâm Việt bọn họ là thật lớn phiền toái. Đào lưu che đậy ba người hơi thở cẩn thận hành tẩu ở khe hở bên trong, tiêu phí mấy cái canh giờ thời gian. Bọn họ hữu kinh vô hiểm trải qua nơi này, có thể nhìn đến một ít khe hở bên trong. Tồn tại thi cốt, rất nhiều đều đã hóa thành màu trắng bột phấn. Chỉ có năm đó sinh linh cường đại một chút địa phương, hiện giờ còn bảo tồn, toái cốt nhẫm nhẫm. Thập phần giữ tợn, nơi này là sinh linh tuyệt địa, tràn ngập một cổ sát khí, bọn họ bởi vậy mà. Tiến vào tới rồi càng sâu chỗ lại là một cái màu nâu thông đạo, uốn lượn khúc chiết. Nhìn không tới quấy, hô, liền ở lâm Việt ba người, chuẩn bị tiếp tục đi trước thời điểm. Đột nhiên, nơi này thổi bay ma phong cương khí, trong đó hỗn loạn bạch cốt. Hướng về bên ngoài bay đi. Ba người đem đào lưu đứng ở trước người. Mới gian nan chống cự ở này cổ kinh khủng cương khí, trong đó có tái cốt. Máu tươi lây dính ở trên đó, tựa hồ là vừa mới chết đi không lâu, xem. Gia ma long tộc người tiến vào tới rồi chỗ sâu trong, cũng chưa chết tuyệt. Vượn thành nhìn toái cốt, sắc mặt mang theo một tia ngưng trọng. Trường 1642 duy nhất đến linh đuổi giết họa thủy đông dẫn. Ma long tộc người, tựa hồ ở bên trong trả giá thật lớn đại giới, mất đi rất nhiều người. Thẳng đến hồi lâu thời gian trôi qua, nơi này trận gió tạm thời có điều bằng phẳng. Lâm Việt bọn họ chuẩn bị tiếp tục đi trước, cần thận này tôn sinh linh khả năng cũng chưa chết tuyệt lục vũ nhắc nhở nói hắn ở tiến vào đến nơi đây thời điểm đã có điều cảm ứng nơi này phát sinh dị tượng càng là kiên định hắn suy nghĩ bằng không nơi này tuyệt đối không có khả năng xuất hiện như thế dị động bọn họ đã tiến vào tới rồi nơi này ba ngày thời gian thời gian trôi qua cực nhanh lúc này quặng mỏ bên trong đã xuất hiện rất nhiều diệu thạch bất quá đều đã bị ma khí sở xâm nhiễm sinh linh khó có thể hấp thu, hơn nữa nơi này tồn tại đại nhân quả. Đem nơi này đồ vật mang đi ra ngoài, khả năng ở lúc sau năm tháng bên trong là lọt vào thanh toán, nơi này, chẳng lẽ chính là năm xưa kia tôn sinh linh nói hải sao, vượn. Cách nói sẵn có nói, nơi này đã hóa thành một phen thế giới, có thể nhìn đến. Trong đó nơi nơi đều là đã kết tinh diệu thạch, mỹ lệ bên trong. Cũng là mang theo một cổ tuyệt diệt hơi thở nơi này đã bị người sáng lập ra đường mòn, nơi nơi đều là toái cốt cùng huyết tinh, lây dính ở diệu thạch phía trên. nhìn không tới là bất luận cái gì sinh cơ, lâm việt bọn họ đi theo sáng lập tiểu đạo, hướng về phía trước mà đi. oanh! liền ở vượn thành không cẩn thận đạp tới rồi một khối diệu thạch. lúc sau, nơi này tảng lớn khu vực bắt đầu ầm ầm đem nổ mạnh, khủng bố tiếng gầm. thổi quét tảng lớn thổ địa, rút dây động rừng, nơi này diệu thạch bởi vì trong đó tuyệt diệt ma khí, lúc này thế nhưng cảnh giới bạo toái. Này cổ giao động tuyệt phi cổ tiên cảnh giới có thể chống cự, mặc dù là lục vũ vận dụng đào lưu. Bọn họ cũng là không biết bị đánh bay rất xa khoảng cách, bọn họ nghiêng ngả lào đảo đứng dậy. Khóe miệng càng là tràn ra một vòi máu tươi tới, tê. Bởi vì nơi đây rượu thạch tạc nứt trói buộc đánh thức thứ gì. Một con thân hình khổng lồ đến linh, trong dây lát từ chỗ sâu trong, rào nát đại địa lúc này hướng về lâm việt bọn họ truy kích mà đến nửa bước tiên tôn lục vũ kinh hãi tiên tôn không thể địch nổi chẳng sợ chỉ là dính vào nửa cái tự cũng là cực độ khủng bố mà lâm việt bọn họ ở vòm trời phía trên nhìn đến đến linh rõ ràng đã tới nửa bước tiên tôn nông nỗi khủng bố vô biên kia thật lớn thân hình che trời hiện ra nửa trong suốt trạng thái thật lớn miệng chiếm cứ thứ nhất biên thân hình nó trên người đã không có ma khí hắn đã đã xảy ra lột xác muốn đi ra con đường của mình lục vũ giật mình nói loại này sinh linh ra đời cùng tiên tôn trong cơ thể mà siêu thoát trong đó hiện tại đã hoàn toàn có thể xưng là hoàn toàn mới sinh linh lúc ấy đánh chết quặng mỏ bên trong kia mấy người chỉ sợ cũng là này tôn sinh linh bất quá ở trăm năm trước tựa hồ đều còn không có như thế khổng lồ này đến linh tuyệt đối là tại đây trăm năm thời gian bên trong tại đây sinh linh trong cơ thể được đến thứ gì, mới đưa đến tiến hóa như thế nhanh chóng, lâm việt bọn họ vận dụng từng người thủ đoạn. Cực nhanh tránh lui, tránh đi đến Linh đồng thời, cũng đang không ngừng hướng về phía trước tới gần. Đến Linh một cái hất đuôi, làm phía dưới đại địa ở tắc tắc ra nẻ. Đưa tới thật lớn động đất, lâm việt bọn họ căn bản không có nghĩ tới đêm này chấn sát. Chỉ là mong đợi, hắn không cần ở tiếp tục truy kích. Nửa bước tiên tôn tồn tại, ở Dương Gian đã thuộc về vô địch một liệt. Đủ để xưng tông làm tổ, Lâm Việt bọn họ hiện giờ bất quá là cổ tiên lúc đầu. Bọn họ tự phó có thể vượt cấp mà chiến, chính là đối mặt nửa bước tiên tôn. Chỉ sợ khó có thể chống đỡ nhất chiêu. Tiểu tử nhóm, sống sót, ta đi trước lục. Vũ một tiếng kinh hô, chỉ thấy hắn dẫm lên thiên hành độn pháp, đó là biến mất ở tại chỗ để lại một đạo tàn ảnh, lục vũ đối thiên hành độn pháp nắm giữ. So lâm Việt còn muốn tốt hơn rất nhiều. Ở năm đó, 72 tiên thuật ở dương gian đều là cực phụ nổi danh. Chính là giống nhau tiên tôn đặt ra thuật pháp. Đều là khó có thể cùng với bằng được, lâm Việt cũng là mang theo vượn thành. Bắt đầu nhanh chóng đào tẩu. Có thể nhìn đến, kia đến linh thân hình, lúc này đã chiếm cứ vòm trời. Trong ánh mắt mang theo một cổ thị huyết chi ý, đang ở không ngừng truy kích lâm việt bọn họ đến linh một tiếng bén nhọn gào giống làm lâm việt cùng vượn thành một cái lảo đảo đây là ẩn chứa thần niệm công kích lâm việt bọn họ hiện giờ cảnh giới căn bản chống đỡ không được nhất thời phun ra mồm to máu tới tới bọn họ liên tiếp bôn đào hai cái canh giờ cũng may đến linh tuy rằng có nửa bước tiên tôn thực lực chính là tự thân tốc độ bởi vì hình thể quá mức khổng lồ nguyên nhân không tính là cực nhanh lâm huynh, phía trước có người. Vượn thành ánh mắt bên trong, đàn sen bạch mang, hắn thấy được phía trước. Tự hồ có một đội người, ở cha xét cái gì? Vượn nguồn gốc vì kế thừa thủy tổ tinh huyết nguyên nhân, làm này có nào đó thần có thể. Đôi mắt biến hóa, tác dụng thuộc về trong đó một liệt tự hồ một đạo ánh mắt. Có thể nhìn đến thiên địa cuối, thượng nhưng thăm thiên ngoại, hạ nhưng coi cửu u. Ở mỗi một cái phương diện, so lâm Việt dùng vũ hỏa cùng táng băng ngưng tụ thần mát có lớn hơn nữa tác dụng. Ma Long tộc người sau, Lâm Việt nhìn về phía trước, trong mắt có phù văn tràn ngập. Hắn cũng thấy được phương xa, trong đó có một hai người, thực lực cực độ cường đại. Làm người cảm giác rất là tim đập nhanh. Bọn họ bên trong có cường giả, chỉ sợ đã siêu việt cổ tiên cảnh giới. Làm cho bọn họ cũng nếm thử đến linh tư vị, Lâm Việt trong lòng nói, chỉ thấy hắn trực tiếp mang theo vượn thành, hướng về nơi đó người. Nhanh chóng tiếp cận không biết khi nào lục vũ cũng là đảo ngược phương hướng đi tới lâm việt bọn họ bên người hào tiểu tử cùng ta nghĩ đến cùng đi lục vũ tán dương hiển nhiên hắn cũng cảm giác tới rồi bọn họ nghiêng phía trên có một đội sinh linh tồn tại nếu là không có ngoài ý muốn nói khả năng chính là kia ma long tộc người bọn họ nhanh chóng hướng về ma long tộc người tiếp cận phía trước đạo hữu thả từ từ lục vũ hô to lấy cường đại thần niệm truyền âm phía trước một đội người nhìn ba đạo ánh sáng ở nhanh chóng hướng về nơi này tiếp cận trong lúc nhất thời nhíu mày trừ bỏ bọn họ ở ngoài hẳn là không có người phát hiện nơi này mới đúng vì sao có người tiến vào sao lại thế này phía trước một đạo bạch y lão giả mang theo lạnh nhạt chi ý linh giao đế vực đại nhân này chúng ta cũng không biết một người ma long tộc cường giả lúc này cung kính nói này linh giao đế vực cường giả hiện giờ ở vào nửa bước tiên tôn trên người hơi thở thập phần cường đại theo hắn mở miệng chỉ thấy tự hồ đều sẽ xuất hiện tối cao pháp tắc có một loại nói là làm ngay hiệu quả không thể làm những người khác biết nơi này hơn nữa ta linh giao đế vực thân phận cũng là không thể ở mạch khoáng bên trong phát hiện tên kia nửa bước tiên tôn nói dương gian đệ nhất thế lực không cho phép linh giao đế vực tiến vào bọn họ sở nắm giữ mạch khoáng bên trong. Tuy rằng bọn họ trong tộc có linh giao đế tôn, chính là đang bế quan phía trước. Linh giao đế tôn đã từng hạ đạt quá mệnh lệnh, ở nàng xuất quan phía trước. Không được đi trêu chọc dương gian đệ nhất chủng tộc, đưa bọn họ giết chết. Nửa bước tiên tôn cảm giác tới rồi, phía trước tới người, bất quá là cổ tiên cảnh giới. Ở trong mắt hắn, bất quá là con kiến giống nhau tồn tại kia, trận pháp, ma long tộc người nọ, cảnh giới đồng dạng không yếu, lúc này lo lắng nói. Lục Vũ đã đem tự thân đệ tam sát trận triển khai, tuy rằng không có tiên tôn pháp khí thêm vào. Chính là, như cũ là mang theo túc sát hơi thở, phi cổ tiên cảnh giới tu sĩ có thể ngăn cản. Đây là cố tình vì này, đó là đem phía sau truy kích bọn họ đến linh khí tức che lấp. Hố nơi này người một phen. mươi 1643 nửa bước tiên tôn ra tay chiến đến linh tên kia nửa bước tiên tôn nhìn đến lúc sau trên mặt mang theo khinh thường chi ý đệ tam sát trận sao không thể tưởng được hiện giờ ma vực còn có kiềm giữ cần thiết xin hỏi rõ ràng nửa bước tiên tôn nói chỉ thấy hắn tay to che trời che lấp mặt trời hướng về lục vũ bao phủ mà đến hắn chỉ là để ý đệ tam sát trận đến nỗi lâm việt cùng vượn thành đối với bọn họ tới nói chính là con kiến không đáng hắn ra tay tới lục Vũ một tiếng cười lạnh, chỉ thấy hắn đem đệ tam sát trận phía trên khinh thiên trận pháp tiếp. Xúc, linh giao đế vực tên kia nửa bước thiên tôn, bỗng nhiên gian cảm nhận được cái gì? Sắc mặt đại biến, chỉ thấy trên không lâm việt bọn họ, thân hình đầu truyền. Đệ tam sát trận vào lúc này triệt hồi, mặt sau xuất hiện khổng lồ đến linh thân ảnh. Ma long tộc bọn họ ở tiến vào nơi này lúc sau, không biết có nhiều ít tộc nhân đều là chết ở đến linh trong tay, nếu không phải trong tay bọn họ có như vậy đồ vật. Khả năng đã tất cả đều ngã xuống ở nơi này. Lệnh nửa bước tiên tôn không nghĩ tới chính là Lâm Việt bọn họ cảnh giới như thế chi thấp. Cũng dám đi trêu chọc nơi đây duy nhất đến linh, này không thể nghi ngờ là ở tìm chết, hơn nữa. Bọn họ còn đem Họa Thủy Đông dẫn, biết bọn họ bên trong nửa bước tiên tôn sẽ ra tay. Ma Long tộc những người này nhìn đến lúc sau, đều không cấm là hít hà một hơi. Không được lùi lại, nửa bước tiên tôn đã ra tay, muốn thu hồi thủ đoạn. Đã là không có khả năng, oanh. Hắn bàn tay nháy mắt hướng về đến Linh chụp lạc, thật lớn tiếng vang dưới, đến Linh ăn đau. Ở phẫn nộ giống to, đến Linh ánh mắt tỏa định ra tay nửa bước tiên tôn, lại xem thời điểm. Lục Vũ bọn họ đã không biết rời đi rất xa, tốc độ cực nhanh. Khó có thể dùng lẽ thường đi suy đoán cảm ơn lục vũ một tiếng cười to đến linh đối với công kích chính mình nửa bước tiên tôn đã là giận dữ nó là thế giới này chúa tể sao có thể đã chịu như thế khiêu khích thảo hảo sinh đê tiện vài tên ma long tộc thái thượng trưởng lão lúc này càng là nhịn không được chửi ầm lên nhìn thẳng duy nhất đến linh ma long tộc rất nhiều người đều là không chịu nổi này cổ uy áp lúc này thế nhưng quỳ gối trên mặt đất thân hình không được run rẩy kia linh giao đế vực nửa bước tiên tôn. Lúc này cũng là sắc mặt u lãnh, không nói đến mới vừa rồi ba người kia từ nơi nào tiến vào. Còn theo chân bọn họ đưa tới như thế phiền toái, làm nửa bước tiên tôn đã động sát khí. Quả đen, nhân tộc, lúc này nửa bước tiên tôn, tựa hồ ý thức được cái gì kia. Nhân tộc trên người, tựa hồ có một cổ thần bí hơi thở, cùng âm phủ có chút tương tự. Chẳng lẽ, hắn chính là hố giết ta thái gia gia tiểu âm phủ dư nghiệt nửa bước tiên tôn nghĩ tới cái gì? lúc này đại kinh thất sắc, hắn là đà tiên tôn dòng chính tầng tôn thiên phú cực độ cường đại, hiện giờ đã ở vào nửa bước tiên tôn. hơn nữa hắn một mạch người thường xuyên cùng luân hồi cổ lộ giao tiếp, bởi vậy đối với tiểu âm phủ hơi thở thập phần mẫn cảm, lúc trước phát sinh quá mức với đột ngột, thế cho nên không có phản ứng lại đây, tiểu âm phủ dư nhiệt hưu đi. hắn hét lớn một tiếng, muốn rút ra thân tới đuổi theo giết lâm việt chính là hiện tại hắn đã bị đến linh theo dõi sao có thể tùy ý này đào tàu đến linh trực tiếp mở ra bồn máu mồm to muốn đem nửa bước tiên tôn cùng với nơi này ma long tộc người cắn nuốt hừ nhiệt xúc phía trước không nghĩ vận dụng đại pháp lực mặc cho rằng ngươi bị thương ta nửa bước tiên tôn nhìn lâm việt bọn họ thân hình đã biến mất ở thiên địa chi gian giờ phút này không cấm một tiếng hử lạnh, hắn đem lửa giận rơi tại đến linh trên người. Đà tiên tôn tăng tôn, giờ phút này bạo phát toàn bộ thần có thể, thân hình trực tiếp hóa thành mấy ngàn trượng, này thượng có màu đen quang huy đan sen, tựa hồ có luân hồi hơi thở đan chéo. hắn bàn tay to hóa thành màu đen, trong tay có nguyên thủy sao trời ở sinh diệt. lập tức hướng về đến linh chấn sát mà đi, rời đi lâm việt bọn họ cũng không có đi xa, mà là lấy đào lưu che lấp hơi thở. Giấu kín ở cách đó không xa diệu thạch tiểu sơn bên trong. Đánh đi, đánh đi. Lục vũ ở một bên cười nói, trong ánh mắt. Mang theo gấp không chờ nổi ánh mắt, nói, đến lúc đó lưỡng bại câu thương. Liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, đến linh chính là thứ tốt, lục. Vũ trong ánh mắt toát ra tham lam. Nhìn hai gã nửa bước tiên tôn thực lực sinh linh đã chiến đấu kịch liệt ở cùng nhau, đà tiên tôn tàng tôn, lúc này trong ánh mắt. Toàn là phù văn dày đặc. Lâm Việt vẫn luôn bình tĩnh trong ánh mắt, lần đầu tiên lộ ra khó có thể che giấu sát khí. Làm cảnh vật chung quanh độ ấm đều là sậu hàng, quanh thân diệu thạch. Càng là không chịu nổi hắn hơi thở, hóa thành bột mịn. Đây là hắn đi tới dương gian tới nay. Lần đầu tiên hiển lộ ra như thế sát khí, Lâm Việt từ tên kia nửa bước tiên tôn trên người như thế nào cảm thụ không ra người này tuyệt đối cùng đà tiên tôn có quan hệ hắn sở thi triển thủ đoạn mặc dù là lâm việt cả đời đều sẽ không quên ở tuyệt vọng tiểu âm phủ bên trong đó là đà tiên tôn ra tay đem giếng cổ từ giới hải bên trong ns iota khởi đại ngày vô lượng phật tôn bọn họ đều là bởi vì đà tiên tôn mà chết hiện giờ mặc dù là kiềm giữ luân hồi lá bùa cũng không biết hướng đi đây là lâm việt trong lòng đại hận cũng là hắn đi vào dương gian nguyên nhân chủ yếu chi nhất ta. Tất nhiên đem ngươi một mạch đuổi tận giết tuyệt. Lâm Việt ánh mắt khôi phục bình tĩnh, bất quá trên người lực lượng. Lại là giống như một tòa trầm miên núi lửa, tựa hồ tùy thời có thể bùng nổ tiểu. Tử, làm sao vậy? Lục Vũ cùng Lâm Việt như thế lâu, vẫn là lần đầu tiên từ nay trên người. Cảm nhận được như thế lạnh thấu xương sát ý, người nọ cùng linh giao địa vực đà tiên tôn hẳn là có liên hệ đi lâm việt nhìn về phía nửa bước tiên tôn thấp giọng nói thoạt nhìn hẳn là chính là đà tiên tôn một mạch người không thể tưởng được trải qua một cái thời đại phát triển hắn một mạch bên trong thế nhưng ra đời một vị nửa bước tiên tôn lục vũ nói nửa bước tiên tôn lại nói tiếp cùng cổ tiên bất quá nửa bước xa chính là chênh lệch phía trên lại là cách xa vạn dặm chạm đến tới rồi tiên tôn lĩnh vực cho dù là một đạo ánh mắt đều có thể cho cổ tiên hình thần đều diệt càng là bất luận rất nhiều thủ đoạn tiên tôn ở dương gian đó là vô địch tồn tại mỗi một cái thời đại mới có thể ra đời một người thiên đế tiên tôn ở một cái thời đại bên trong đồng dạng cũng là khó có thể sinh ra một hai tôn tới này không chỉ là cùng cơ duyên tạo hóa có quan hệ còn sự tình quan một người tự thân thiên tư cùng với thiên địa chấp thuận. Hiển nhiên này đã tiên tôn một mạch bởi vì hàng năm tiếp xúc luân hồi cổ lộ. Tựa hồ được đến nào đó khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, bởi vậy hắn một mạch bên trong. Mới có thể sinh ra một người nửa bước tiên tôn. Chỉ là không biết hiện giờ đi vào ma vực là cái gọi là chuyện gì ta. Muốn đem này chém giết, Lâm Việt bình tĩnh nói, hắn ánh mắt nhìn về phía không ngừng cùng đến linh chiến đấu nửa bước tiên tôn có hừng hực sát ý tiên tôn mặc dù là cách vô tận khoảng cách cũng có thể cảm giác đến người khác đối với chính mình triển lộ sát ý bất quá nơi này đã bị đào lưu đem sở hữu hơi thở đều là này che lấp xuống dưới mặc dù là nửa bước tiên tôn trong lòng mang theo nào đó dự cảm bất hảo chính là hắn nghĩ chỉ có lâm việt cùng lục vũ tiến đến lúc ấy người vương tiên tôn bọn họ đi đến nhân gian vực thời điểm Lâm Việt đã át chủ bài ra hết, hiện tại trên tay. Không có khả năng lại có cùng tiên tôn địch nổi chiến lược. Bằng không cũng sẽ không bị này đến linh đuổi giết, nhìn đến chính mình lúc sau. Cũng không sẽ chạy trốn, ở này xuất thần hết sức. Đến linh trực tiếp đem này cánh tay xé rách rớt, máu tươi đầm đìa, xúc sinh. Đà tiên tôn tằng tôn hét lớn, trong tay xuất hiện một thanh trường thương. Buông xuống linh đánh lui mấy trượng, trên người hắc quang kích động làm này thân thể nhanh chóng trọng tố này vào lúc này vận dụng toàn lực ở chiến đấu bên trong hắn phát hiện này đến linh thật không tốt đối phó này trên người có một cổ tiên tôn hơi thở thoát thai với nơi này đại ma cơ hồ ở phát ra dưới có thể đem này áp chế tìm chết đà tiên tôn tầng tôn hét lớn chính mình hắn trên người xuất hiện giáp trụ cầm trong tay một cây trường thương giống như một người chân chính tiên tôn Bễ nghẽ trên trời dưới đất, có cổ xá ta này ai khí chất. Trường thương cùng giáp trụ, đều là đà tiên tôn tự mình vì này chế tạo pháp khí. Tánh mạng giao tu, hiện giờ cũng đã tới nửa bước tiên tôn phẩm chất. Này thượng có luân hồi hơi thở. Trường 1644 đại khư vạn linh cuối cùng về sở. Hắn lực lượng, đến từ chính luân hồi cổ lộ, lâm việt có thể từ này trên người. Cảm giác đến kia cổ quen thuộc hơi thở, đến linh ở gào giống này thân mang theo thần niệm công kích phía dưới một ít thực lực so thấp ma long tộc người. Lúc này thần niệm rách nát trực tiếp chết ở dư uy bên trong. Còn lại người đều là kinh hãi, đang không ngừng lui về phía sau, đà tiên tôn tàng tôn. Căn bản không có phản ứng ma long tộc người chết sống. Hai người từ cao thiên giết đến mặt đất, vô số rượu thạch hóa thành bột mịn. Tinh khí tràn ngập toàn bộ thế giới, làm nơi này thế giới thoạt nhìn rất là mộng ảo giống như thần ma cư trú tịnh thổ. Đà tiên tôn tằng tôn hét lớn, tóc từ bạch biến thành đen, dáng người cũng trở nên anh đĩnh. Hắn đi trước rèn luyện tinh huyết, làm chính mình khôi phục tới rồi đỉnh trạng thái, khủng bố lực lượng, xé rách núi sông đại địa. Trên người luân hồi hơi thở lượn lờ, hắn một bàn tay dò ra, quả thực này vô số hồn linh. Cơ hồ ở nháy mắt, đó là buông xuống linh bao vây ở trong đó, hồn linh đều là linh giao đế vực từ luân hồi cổ lộ bên trong trải qua vô số tuế nguyệt mang ra tới trí cường già ở trích trong đó chân linh lúc sau đà tiên tôn một mạch sáng lập ra một cái con đường có thể mượn dùng hồn linh tăng lên thực lực của chính mình cùng cảnh giới không đếm được hồn linh không biết chủng tộc lúc này đang không ngừng xé rách đến linh suy yếu này lực lượng tựa hồ muốn lôi kéo hắn cùng vãng sinh tiến vào kia hư vô mờ mịt luân hồi đà tiên tôn tằng tôn đạm mạc nhìn đến linh, trường mâu phía trên, đan sen phù văn. Có đại đạo lực lượng, chịu tải ở trên đó. Sỏ xuyên qua hoàn vũ, nơi này tàn khuyết đại đạo. Đều là theo đà tiên tôn tầng tôn nâng lên trong tay trường mâu, mà hướng về này hội tu. Hình thành khủng bố gió lốc, đây là tiếp xúc tiên tôn trình tự cường giả sao. Vượn thành ánh, mắt bên trong, mang theo vẻ mặt ngưng trọng hiển nhiên cổ lực lượng này đã vượt qua hắn nhận chi, tuy rằng hắn tổ tiên cũng là tiên tôn cấp. Bậc cường giả, chính là ở đã lâu năm tháng tới nay, bọn họ đều là vượn ma tộc nội tình. Chưa bao giờ sẽ dễ dàng ra tay. Hiện giờ hắn ở chỗ này, mới xem như chân chính ý nghĩa nhìn đến. Thiết kế tới rồi tiên tôn trình tự chiến đấu, trường mâu nở rộ hàng tỷ trượng quang huy. Tựa hồ ở đà tiên tôn tầng tôn phía sau, xuất hiện một chút luân hồi cốc lộ hư ảnh, suy trường mâu trực tiếp đến linh xuyên thủng lúc này ở thê lương gào giống không thể tưởng được đà tiên tôn hậu đại thế nhưng như thế cường đại lục vũ trong ánh mắt không cấm mang theo giật mình nói bọn họ tiếp xúc tới rồi luân hồi cổ lộ hơi thở hiện giờ còn đem này dung nhập tới rồi tu vi bên trong phía chân trời phía trên đã bị trường mâu hơi thở sở bao phủ khổng lồ đến linh vào lúc này bị xuyên thủng, nửa trong suốt máu tươi, không được chảy xuôi trên mặt đất. Hội tụ thành sông lớn, thoạt nhìn thập phần dữ tợn cùng đáng sợ. Nhiệt xúc chịu chết đi, vốn dĩ người an tĩnh ngốc tại nơi này, tường an không có việc gì. Vì sao, muốn tới trêu chọc ta, đà tiên tôn tăng tôn mang theo bá đạo chi ý, bị xuyên thủng đến. Linh, thân hình dần dần thu nhỏ lại, hư phai nhạt lên. Bất quá nó tự hồ mang theo không cam lòng, trong miệng phun ra nuốt vào thất luyện không ngừng hướng về Đà Tiên Tôn Tầng Tôn phát động tiến công hiện tại đến Linh khí tức mỏng manh này đó công kích khó có thể đối Đà Tiên Tôn Tầng Tôn tạo thành bất luận cái gì thương tồn đến Linh xem ra vẫn là khó được một mặt thuốc bổ hắn đi tới thân hình rút nhỏ vài lần đến Linh trước người trong ánh mắt mang theo vui sướng chi ý mới vừa rồi hắn còn không có phát hiện hiện tại bởi vì đến Linh máu tươi sái lạc mới làm hắn ý thức được điểm này hắn bàn tay to hóa thành ngàn trượng. Muốn buông xuống linh luyện hóa ở trong đó, chính là nhưng vào lúc này. Đến linh phát ra thê lương kêu thảm thiết. Vang vọng toàn bộ thế giới, ầm ầm ầm, đại địa ở chấn động, nó tự hồ ở nếm thử đánh thức cái gì. Đà tiên tôn tầng tôn liên tục lùi lại. Hắn cảm nhận được cái gì đáng sợ sự tình sắp sửa phát sinh, lúc này muốn lùi lại. Chính là đã không có khả năng. Nơi này bị một cổ hơi thở sở bao phủ, tại đây một khác thế giới này tựa hồ sống đã tới tới giống nhau cụ bị chính mình thần niệm khổng lồ uy áp đem thế giới này cảnh giới bao phủ xuống dưới ma long tộc trên tay cầm một cục đá sáng lên đến linh kêu rên một tiếng thân hình thế nhưng nhanh chóng hoàn toàn đi vào tới rồi trong đó này đến linh là mở ra nơi đó chìa khóa ma long tộc người giật mình chính là bọn họ không có vui vẻ bao lâu nơi này khủng bố uy áp đủ để chém giết bất luận kẻ nào chính là đà tiên tôn tằng tôn ở vào nửa bước tiên tôn cảnh giới cũng là khó có thể chống cự không có khả năng nơi này sinh linh sao có thể còn sống đà tiên tôn tằng tôn khó có thể tin linh giao đế vực cho tin tức là nói nơi này sinh linh ở bị thiên đế trọng thương lúc sau liền mai táng hạ mình thân cuối cùng háo chết ở năm tháng bên trong hiện giờ vì sao thế giới này chung còn sẽ phát ra như thế dao động đà tiên tôn tằng tôn, trên người hơi thở bị áp chế, hóa thành lão niên bộ dáng Bị áp rơi xuống mặt đất phía trên. Tràn ngập vô tận uy nghiêm, tựa hồ nơi này tồn tại hơi thở chủ nhân. Chính là trong thiên địa duy nhất thánh A-la, mà khí mênh mông cuồn cuộn chín vạn dặm Làm người nhịn không được muốn thăm viếng xuống dưới, lâm việt bọn họ cũng là ở thừa nhận lớn. Lào áp lực, khóe miệng đều là đã tràn ra máu tươi tới, đã từng ở vào tiên tôn đứng đầu đại ma cho dù là phát ra hơi thở mà thôi đều là làm sinh linh khó có thể thừa nhận thiên địa ở ầm 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 chấn động đại địa dạn nứt có vô tận lũ lụt từ mặt đất lao ra thực mau tảng lớn địa vực đều từ hóa thành đại dương mênh mông trong đó có tinh thần diệu khí tồn tại chính là nước biển lại là màu nâu trong đó có thi cốt ở chìm nổi cùng lúc đó có thể nhìn đến thuyền nhỏ ở lay động cực đại sóng gió thổi quét cũng là khó có thể đem thuyền nhỏ ném đi, này. Màu đen thuyền nhỏ, Lâm Việt thấp giọng lầm bẩm người gặp qua, lục. Vũ không cấm dò hỏi, này thuyền nhỏ đề cập tới rồi sâu đậm bí ẩn. Đã từng ảnh hưởng tới rồi toàn bộ dương gian. Hiện giờ xuất hiện ở chỗ này, đã là làm lục vũ vô cùng giật mình, còn không có nghĩ đến. Lâm Việt thế nhưng cũng là gặp qua này thuyền nhỏ, này cùng ta đã từng ở luân hồi thạch thành bên trong nhìn thấy quá giống nhau lâm việt nói nơi đây thuyền nhỏ cũng là không ngừng một chi ở hướng về thiên địa trung tâm một chỗ vực sâu rơi xuống không biết đi tới nơi nào luân hồi cổ thành lục vũ mày thâm nhan khi đó ta sinh mệnh trôi đi lúc sau mượn dùng cùng luân hồi cổ thành mới tiến vào đến dương gian được đến một sợi sinh cơ lâm việt chậm rãi nói khi đó chính mình bị tiểu âm phủ đồng quan sinh linh vận dụng quỷ dị thủ đoạn chỉ có thể chờ chết nguyên hòa cuối cùng hiến tế chính mình mới đổi lấy lâm việt sinh hy vọng chủ nhân nơi này đến tột cùng là ai lục vũ nhìn về phía màu đen hải dương bên trong nơi này đại địa ở tan giã lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở biến mất hơn nữa bởi vì tồn tại áp chế nguyên nhân bọn họ khó có thể bay lên không nếu là rơi vào trong đó bị kia vực sâu cắn nuốt, không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Lâm Việt nhìn vực sâu, trên người Luân Hồi Đạo Tắc hơi thở tự chủ hiện lên, hắn duỗi tay chi. Gian, có một con màu đen thuyền nhỏ hướng về bọn họ phương hướng mà đến, đi. Lên đi, có lẽ có thể tìm kiếm đến một tia sinh cơ, Lâm Việt nói, ba người đi tới trên thuyền nhỏ. Luân Hồi đại đạo lực lượng, tiểu tử, đây là cấm kỵ, ngươi vì sao nắm giữ, lục Vũ nói, Lâm Việt ở vĩnh dạ nơi đột phá thời điểm, hắn vốn dĩ cũng đã bắt đầu hoài nghi. Lâm Việt trên người sở nắm giữ đạo tắc đến tột cùng là cái gì? Hiện tại gần gũi cảm giác lúc sau, không cấm sắc mặt đại biến. Làm hắn nhớ tới cái gì, Lâm Việt khẽ gật đầu, bọn họ đứng thẳng ở trên thuyền nhỏ. Miễn cưỡng có thể chống đỡ, không cho này rơi xuống hướng trung tâm ra vực sâu. mươi 1645 chiến đà tiên tôn tàng tôn. Ta hiểu được, này Tôn đại ma chưa từng có mất đi. Mà là mai táng mình thân. Ý đồ siêu thoát, bọn họ đều là ở tản mát ra khí cơ kiệt lực chống cự lại nơi này lực cắn nuốt. Bởi vì áp chế nguyên nhân, bọn họ cảnh giới, tựa hồ đều ngã xuống. Chỉ có nắm giữ Luân hồi đại đạo chân ý Lâm Việt không có đã chịu ảnh hưởng, đây là ý gì? Vượn. Thành khó hiểu dò hỏi. Đại khư, hắn ở trong cơ thể mình diễn biến đại khư tiểu tử, ngươi có biết lục vũ nhìn về phía vượn thành đại khư ta chỉ là nghe nói quá tựa hồ đại khư hiện cũng chính là đại biểu cho một cái kỷ nguyên kết thúc vượn thành nhíu mày hắn nhìn nơi này khủng bố cảnh tượng không cấm nghĩ tới cái gì nơi đây liền không phải ở tiệt diệt hết thảy sinh cơ sinh linh vạn vật đi tới cuối lúc sau thiên địa vì ra đời đại khư nuốt hết hết thảy này rằng quy khư lục vũ nghĩ tới thứ nhất bí văn này tôn sinh linh sinh thời tất nhiên cực độ đáng sợ, lúc này thế nhưng ở chính mình nói hải bên trong diễn biến một man. Hắn đến tột cùng là cái gì thân phận lục? Vũ Tại hoài nghi, hắn sống đã lâu năm tháng, chính là chưa từng có nghe qua hoặc là gặp qua như vậy một người cũng dám ở chính mình trong cơ thể. Diễn biến quy khư. Khó trách năm đó nhân tộc tiểu oa nhi đối với nơi đây đều là có lớn lao kiêng kỵ. Xem ra ta ngủ say kia đoạn thời gian, thật sự bỏ lỡ cái gì kinh người đại sự kiện lục. Vũ không cấm thở dài. Tiền bối, ta cảm thấy hiện tại không phải cảm thán thời điểm mà là hảo hảo ngẫm lại. Chúng ta nên như thế nào sống sót, Vượn Thành cau mày. Tuy rằng bọn họ đã đem tự thân lực lượng toàn bộ thêm vào ở trên thuyền nhỏ. Chính là thiên địa trung tâm, kia một chỗ thật lớn vực sâu lại là đang không ngừng nuốt hết nơi đây nước biển, đã này đó phiêu linh thuyền nhỏ. Đà tiên tôn tàng tôn lúc này cũng là mượn dùng với luân hồi hơi thở. Khống chế một chi thuyền nhỏ, chỉ mang lên hai cái cổ tiên hậu kỳ ma long tộc. Đến nỗi những người khác đều đã rơi xuống nước biển bên trong, hóa thành xương khô. Bọn họ hơi thở, đều là đã chịu áp chế, dám diễn biến quy khư cái thế đại ma, này cảnh giới chỉ sợ so lục vũ tưởng tượng càng vì khủng bố, gần là tàn lưu hơi thở bùng nổ. Mặc dù là nửa bước tiên tôn, cũng là khó có thể chống cự. Đà tiên tôn tăng tôn nhíu mày, hắn đã cảm nhận được tự thân cảnh giới, đang ở biến mất. Lúc này đã ngã xuống tới rồi cổ tiên cảnh giới, đà tiên tôn huyết mạch, lâm. Việt nhìn về phía trước, ánh mắt như điện, hắn tóc đen phất phới, trong mắt mang theo sát khí. Tiểu âm phủ dư nghiệt, là ngươi hại chết ta tổ ra ra, đà. Tiên tôn tàng tôn nhìn về phía Lâm Việt. Sắc mặt lạnh nhạt vô cùng, hắn có thể từ Lâm Việt trên người. Rõ ràng cảm giác đến tiểu âm phủ hơi thở. Đồng thời đối với Lâm Việt bộ dạng, cũng là khắc sâu tận xương. Hắn hố giết chính mình tổ ra ra, dẫn tới hắn hiện giờ một mạch. Ở linh giao đế vực bên trong địa vị giảm đi, lần này thù hận. Sớm đã không thể dùng bất luận cái gì đồ vật hóa giải, không có bất luận cái gì ngôn ngữ lâm việt trực tiếp vận dụng luân hồi đại đạo chân ý câu thông nơi này thuyền nhỏ hình thành một chỗ ngôi cao hắn cất bước này thượng hướng về đà tiên tôn tằng tôn sát đi đi vào dương gian ta muốn chém tẫn đà tiên tôn một mạch lâm việt bình tĩnh nói trên người hắn luân hồi hơi thở triển lộ giống như luân hồi chi chủ giống nhau sắc mặt lạnh nhạt không mang theo chút nào cảm tình lâm việt nghĩ tới ở tiểu âm phủ thân hữu coi như chính mình thụ nghiệp ân sư đại ngày vô lượng phật tôn hắc ám thần quan chờ đều là chết ở đà tiên tôn thủ hạ đây là đại thù làm lâm việt vẫn luôn ghi khác hiện giờ thấy được đà tiên tôn một mạch bên trong cường giả lâm việt lại khó có thể ngăn chặn trong lòng sát ý sóng gió thổi quét lâm việt một tịch bạch y dựng thân ở thuyền nhỏ cấu trúc ngôi cao phía trên vạt áo phất phới hôm nay chảm ngươi chỉ có ngắn ngủn hai chữ lâm việt ra tay hiện giờ hắn không hề che lấp huyết mạch bên trong mang theo một cổ ma khí làm nơi này sóng gió đều là bị áp chế xuống dưới hắc kim sắc huyết khí kích động ở màu đen mặt biển phía trên đế kiếm xuất hiện ở trong tay chảm ta đà tiên tôn tằng tôn như là đang nghe một cái chê cười khinh thường nói chẳng sợ ta hiện giờ cảnh giới bị áp chế ở cổ tiên ngươi cho rằng chính mình có cơ hội sao, có thể tới đạt nửa bước tiên tôn tồn tại. Cái nào không phải một cái thời đại người xuất sắc. Bọn họ tất nhiên đã đem mỗi một cái cảnh giới, đều là tu luyện tới rồi trọn vẹn. Hơn nữa có nửa bước tiên tôn lắng động lại, hiện giờ tuy rằng xuất phát từ cổ tiên hậu ký. Cũng là không thể địch tồn tại, Lâm Việt không hề có bất luận cái gì ngôn ngữ. Hắn trực tiếp vận dụng thời không trồng lên lực lượng, ma khí vờn quanh không có chút nào lưu thủ, hắn muốn cứ thế cường thủ đoạn. Đem đà tiên tôn tầng tôn chém giết, suy. Mặt biển phía trên, nở rộ 49 đóa tiên liên, theo lâm Việt nhất kiếm vẽ ra, bắt đầu nở rộ. Tiên kiếm ra, thiên địa ám, đà tiên tôn tầng tôn không có đại ý. Hắn tuy rằng không có cùng lâm Việt giao thủ quá, chính là ở người vương trở về lúc sau. Cũng biết được đương kim nhân tộc thần chủ thiên tư tuyệt luân ở một cái thời đại cũng không thấy, hiện giờ chính diện đối thượng lúc sau. Ở chống cự mấy bính tiên kiếm, đà tiên tôn tàng tôn, kinh ngạc phát hiện. Chính mình thế nhưng có chút chống đỡ không được cổ lực lượng này. Đặng đặng lùi lại vài bước, chính là cầm chiến mâu cánh tay, đều là hơi hơi tê dại. Ở xuất hiện co rút, Lâm Việt hiện tại có thần vương lệnh thời không trồng lên cùng tối cao ma khí thêm vào mặc dù là đối mặt cổ tiên hậu kỳ cường giả cũng nhưng chém giết chẳng sợ đối diện người có nửa bước tiên tôn tích lũy lúc này lâm việt cũng là không rơi với hạ phong hắn trong lòng mang theo sát ý ra tay chi gian chiêu chiêu sắc bén cơ hồ đều đại sát chiêu hai người đã chiến ở cùng nhau phía dưới mặt biển không ngừng tạc nớt lục vũ thần sắc có chút nôn nóng bởi vì bọn họ lúc này đang ở không ngừng hướng về trung ương vực sâu hối đi thoạt nhìn nếu không bao lâu bọn họ liền muốn rơi vào trong đó hai người chi gian có đại hận từng người đều không có lưu thủ vãng sinh đà tiên tôn tằng tôn hét lớn một tiếng chỉ thấy hắn phía sau hiện lên luân hồi lộ hư ảnh rồi sau đó lấy bàn tay nâng lên hướng về lâm việt trấn áp mà đi luân hồi lâm việt cười lạnh chỉ thấy hắn giơ tay chi gian càng thêm hùng vĩ luân hồi chi ý thổi quét toàn bộ mặt biển. Luân hồi chỉ ý thập phần thần bí, ở lâm Việt trong tay, thoạt nhìn mềm mại vô lực. Chính là đương tiếp xúc tới rồi kia chiếu dọi ra tới một đoạn luân hồi cổ lộ lúc sau. Mắt thường có thể nhìn đến kia đoạn luân hồi cổ lộ chậm rãi tan rã Cho đến biến mất không thấy, như là chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, luân. Hồi đạo tắc đà tiên tôn tằng tôn giật mình, nói, thế gian này. Sao có thể có người nắm giữ này đại đạo? toàn bộ dương gian thế lực lớn đều là biết luân hồi đại đạo chính là cấm kỵ đến nỗi cụ thể vì sao lại là không có người đã biết nếm thử tiếp xúc quá luân hồi đại đạo người đều đã hóa thành lịch sử bụi bặm lâm việt không có quản cái gì cấm kỵ lúc này trong lòng chỉ nghĩ chém giết đà tiên tôn tầng tôn tối cao ma khí tung hoành ở mặt biển phía trên làm nơi này ma khí đều là có điều thoái nhượng tối cao ma khí tự hồ làm này kiêng kỵ lại là nhất kiếm đánh ra tiên liên kiếm quyết trải qua gấp trăm lần thời không trồng lên. Nở rộ dưới, toàn bộ chiến trường đều là tràn ngập thượng hỗn độn chi khí, lâm việt chiến lực. Ngập trời, nói trạch vận lý vờn quanh ở này quanh thân. Tiên kiếm cắt qua đà tiên tôn tăng tôn thân thể nhiều chỗ, lâm việt một tay cầm kiếm. Một tay diễn biến nguyên thủy thật dài, đã đi tới đà tiên tôn trước người, khủng bố uy thế. Trong khoảng thời gian ngắn, làm đà tiên tôn tăng tôn khó có thể chống đỡ mồm to ho ra máu, sao có thể? Đà tiên tôn tằng tôn mang theo khó có thể tin, mới đầu nghe nói người vương giảng thuật. Hắn còn khịt mũi coi thường, cho rằng chính mình ở cổ tiên là lúc. Cũng nhưng vượt cấp mà chiến, chính là chân chính đối mặt lúc sau, mới biết lâm Việt đáng sợ. Siêu Việt nhận chi phạm trù, này cổ chiến lực, là từ xưa đến nay bên trong. Chưa từng có ghi lại quá, vượt qua hai cái cảnh giới, nghiền áp một cái thời đại thiên kiêu đây là kiểu gì đáng sợ? mươi 1646 mượn dùng thanh liên hiện thế hắc y nam tử. Hiện tại Lâm Việt cơ hồ đã đối đà tiên tôn tầng tôn hình thành nghiền áp chi thế, chính là thuyền nhỏ liền thành ngôi cao, lúc này cũng mau rơi xuống hạ đại khư, dưới. Trong đó tràn ngập tiệt diệt hơi thở, tựa hồ nơi này, chính là vạn linh trung điểm. Là bọn họ cuối cùng về sở. Phốc đà tiên tôn tầng tôn, rốt cuộc là chống đỡ không được, ngã quỵ ở trên mặt đất phụt lên mồm to máu tươi, người thiên tư lại là cực độ đáng sợ. Mơ hồ làm ta phải mỗi ngày đế không bao lâu, hôm nay, lưu ngươi không được. Đà tiên tôn tàng tôn ánh mắt âm hàn, lâm việt chiến lực. Đã làm này cảm nhận được áp lực cực lớn, nếu là không đem này tiêu diệt nói, ở tương lai. Tất nhiên trở thành linh giao đế vực họa lớn, đốt. Ta tàn khu tế ta thật huyết. Đại đạo tại thượng, chu sát dị đoan. Đà tiên tôn tàng tôn trong miệng niệm tụng khởi một chút cổ xưa ngôn ngữ, nơi này thiên địa đều là trở nên yên tĩnh lên. Ở mỗ một khác, làm quy khư đều là yên lặng một đoạn thời gian, Lâm Việt sắc mặt khẽ biến. Lâm Việt tiểu tử, hắn vận dụng linh giao đế tôn đế Pháp, không thể ngạnh hắm, lục. Vũ kinh hãi, lúc này ở một bên nhắc nhở nói. Đại đạo chi lực hiện lên ở đà tiên tôn tăng tôn thân thể chung quanh. Hắn thật huyết ở đốt cháy, tàn khu cũng ở giải thề tựa hồ muốn hóa thành căn nguyên ký hiệu. Hắn hiện giờ thân thể cũng chịu tải không được cổ lực lượng này, tìm sụp đổ. Nơi đây bị đầy trời phù văn bao phủ. Bao trùm ở mặt biển phía trên, lâm Việt càng là hãm sâu trong đó. Tại đây sôi trào phù văn trước mặt, giống như lay động tàn đuốc, tùy thời đều khả năng tắt. Ở mỗi một khác, chính là lâm Việt phía sau luân hồi đạo tắc, đều là đã chịu áp chế khó có thể hiện lên ở bên ngoài cơ thể linh giao đế tôn lực lượng sao lâm việt vẫn là lần đầu tiên hiện giờ gần gũi cảm thụ đương thời thiên đế sức mạnh to lớn hắn trong lòng cũng là dâng lên một cổ vô lực cảm giác ai đều không có nghĩ đến đà tiên tôn tầng tôn ở cuối cùng một khác thế nhưng như thế quyết đoán trực tiếp vận dụng linh giao đế tôn thủ đoạn không tiếc với lâm việt đồng quy vu tận lục vũ lúc này nôn nóng vô cùng chỉ có thể tại chỗ dạo bước. Vòng trời phía trên, tựa hồ xuất hiện một đạo hư ảo thân hình, phong hoa tuyệt đại. Lạnh nhạt trong ánh mắt, có ra roi vũ nội chi thế, gần là thấy như vậy một man. Lâm Việt hốc mắt bên trong, đều là không được chảy lạc máu tươi. Trong đó từ vũ hỏa cùng táng, băng ngưng tụ căn nguyên ký hiệu, đều là xuất hiện ảm đạm. Lâm Việt điều động toàn thân lực lượng, muốn kiệt lực chống cự cổ lực lượng này, chính là, ở đương thời thiên đế trước mặt thứ gì đều là phí công. Lâm Việt trong ánh mắt mang theo mãnh liệt không cam lòng. Theo linh giao đế tôn ánh mắt trông lại, muôn vàn đại đạo đều là phủ phục. Cụ tượng hóa thiên địa chi gian, rồi sau đó cực cảnh đốt cháy, toàn bộ đại vũ. Hết thảy sinh linh, tự hồ đều là khó thoát một kiếp, sắp sửa bị động hiến tế. Vượn thành cũng là tuyệt vọng nhìn một màn này đã không biết suy nghĩ cái gì đại khư vào lúc này đều là khó có thể tán phát uy năng này đó là đương thời đại đế uy thế vũ nội không người không có gì dám không tôn chi thần vương lệnh lực lượng lúc này cũng là đã chịu áp chế chỉ có trong đó khởi nguyên cổ tự còn ở phát ra mỏng manh quang mang chính là ở áp chế dưới cũng ở mất đi tác dụng lúc này đà tiên tôn tằng tôn thân hình cùng thật huyết đều đã hoàn toàn đốt hết hắn như là một chú hình người hương dẫn động linh giao đế tôn một sợi hơi thở buông xuống khủng bố vô biên trường hợp là tuyệt vọng cơ hồ làm người chống cự tâm đều khó có thể sinh ra lâm việt muốn điều động chính mình trên người lực lượng nhưng vào lúc này trong thân thể hắn tối cao ma khí tựa hồ có điều cảm giác lúc này tất cả đều nhập chủ tới rồi thanh liên bên trong theo tối cao ma khí tiến vào tới rồi thanh liên bên trong thanh liên lay động này quanh thân tự hồ ở phân tích đại đạo bản chất hóa thành một đám ký hiệu xuất hiện ở trong hư không thanh liên không chịu lâm việt khống chế đi tới trong hư không tối cao ma khí đến mạch khoáng ở ngoài vọt tới ở mỗ một khác tự hồ có một đạo hắc y thân ảnh mang theo bễ nghẽ thiên địa khí thế chắp hai tay sau lưng dáng người anh đĩnh trực tiếp lôi kéo linh giao đế tôn hơi thở biến mất phá tan mạch khoáng đi tới rồi cũng chưa biết nơi từ đầu đến cuối, đều là không có nhìn đến kia hắc y thân hình. Là như thế nào ra tay, Lâm Việt nhìn, có loại thập phần quen thuộc cảm giác. Tựa hồ chính mình cùng bắt được hắc y thân hình, bản thân ở vào nhất thể. Hai người tuy hai mà một, vẫn là nói, này hắc y thanh âm, bản thân chính là thanh liên biến thành, người dấu vết. Nguyên lai vẫn luôn không có bị lau đi, ta liền biết, người tốt không trường mệnh tai họa để lại ngàn năm, lục vũ thấp giọng lầm bẩm hốc mắt bên trong, mặc danh chứa nước mát. Hắn tự hồ xuyên thấu qua hơi thở, đã biết hắc y nhân thân phận, chỉ là hiện tại mọi người. Đều là bị này cổ đáng sợ hơi thở sở kinh sợ, cũng không có người chú ý tới lục vũ bên này. Hồi lâu lúc sau, thanh liên một lần nữa xuất hiện ở mặt biển phía trên. Này thượng tự hồ có một đạo hơi thở, hoàn toàn đi vào tới rồi đại khư bên trong. Không biết là vì sao, Hảo ta đáp ứng ngươi. Đại vực bên trong xuất hiện một đạo cổ xưa thanh âm. Tăng thương vô cùng, giống như không thuộc về thời không này giống nhau, tất cả mọi người là không rõ một màn này. Một câu tàn phá thi thể xuất hiện ở trên thuyền nhỏ, đúng là kia đà tiên tôn tăng tôn. Chỉ là hiện tại trên người hắn hơi thở, cơ hồ đã tuyệt diệt, thật huyết, chân linh chờ Đều đang không ngừng tiêu tán, mặc dù là không ra tay, hắn cũng sống không nổi nữa. Lâm Việt một đạo ánh mắt vũ hỏa bốc lên tặng hắn lên đường. Làm này không hề gặp cha tấn mấy người thân hình đi tới đại khư bên cạnh vô tận nước biển. Đang ở hướng về phía dưới rơi xuống một chỗ thật lớn kẽ nứt kéo dài không biết nhiều ít vạn dặm. Có thể nhìn xem đã từng tiến vào đến mạch khoáng thi thể hỗn loạn ở nước biển bên trong. Đang ở không ngừng hạ trị rồi sau đó ở giữa không trung trở thành bột mịn dùng nhập nước biển bên trong nơi này sinh linh ta sợ đã mau thành công lục vũ vô cùng sầu lo dương gian lịch sử xa xưa ở thời đại nghi hoặc là kỷ nguyên thay đổi bên trong không biết mai táng nhiều ít bí tân mặc dù là lục vũ tự xưng là là tồn tại cổ sử như cũ là khó có thể nhìn trộm đến toàn cảnh vừa mới hắn hơi thở tựa hồ đối phía dưới sinh linh kể rõ cái gì lục vũ cắn răng một cái trực tiếp điều khiển thuyền nhỏ trực tiếp rơi xuống hạ trong đó vượn thành ở kinh hô đại khư cơ hồ nhìn không tới cái đáy sóng biển bởi vì hạ trụy chi thế hình thành hơi nước che đậy bọn họ thân hình lục vũ tiền bối ngươi làm gì vậy vượn thành khó hiểu bọn họ còn đang suy nghĩ như thế nào thoát ly nơi đây lục vũ khen ngược trực tiếp làm cho bọn họ rơi xuống xuống dưới yên tâm cái này mặt hẳn là sẽ không đối chúng ta tạo thành uy hát yota lục vũ mở miệng rồi sau đó lẩm bẩm tự nói nói dù sao cũng là nam nhân kia tự mình mở miệng cái này mặt sinh linh sẽ không như thế không biết điều lâm việt vận dụng luân hồi hơi thở lấy mấy cái thuyền nhỏ bảo vệ bọn họ thân hình vượn thành tại đây cũng chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng thủy tổ truyền thừa làm nơi này nước biển thiếu chút ăn mòn bọn họ thân thể bọn họ không biết rơi xuống bao lâu ở có thể so với trời cao thác nước dưới mấy cái thuyền nhỏ giống như bụi bặm giống nhau nhỏ bé mà bất lực rất khó tưởng tượng này đó cảnh tượng đều là ở một tôn sinh linh trong cơ thể diễn biến ra tới loại này thủ đoạn đã có thể nói thông thiên triệt địa hành trình cô tịch nơi đây như là không có cuối lúc này một đạo khủng bố uy áp đánh úp lại lục vũ mấy người đều là không chịu nổi ngất qua đi thẳng đến hồi lâu lúc sau lại trợn mát đã đi tới một chỗ màu xám không gian bên trong, có thể nhìn đến, có nước biển. Tựa hồ ở từ đê đập phía trên lưu lạc xuống dưới. Có thể chịu tải bọn họ thuyền nhỏ, bất quá ngón cái lớn nhỏ, đang ở đê đập phía trên. Hướng về phía dưới trôi nổi. mươi 1647 đại khư chỗ sâu trong thế giới khóc nước nở nữ tử. Lục vũ trong ánh mắt mang theo nghi hoặc chi ý, nơi này cảnh tượng làm hắn có chút quen thuộc, chính là trong lúc nhất thời lại là nghĩ không ra, nơi. Này là chỗ nào, tựa hồ, đã từng ta ở chỗ này chinh chiến quá. Lục vũ thấp giọng lẩm bẩm Lâm Việt cùng vượn thành, còn lại là ở đánh giá bốn phía. Nơi này là mênh mông vô bờ bình nguyên, thập phần bình thản. Chỉ có không quá một cái đốt ngón tay mặt nước, theo bọn họ thân hình khẽ nhúc nhích. Tại nơi đây nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng. Lục Vũ đi tới bất quá đầu gối đê đập, trong ánh mắt vẫn luôn mang theo nghi hoặc chi ý. Theo chạm đến dưới, tức khắc như bị sét đánh, tức khắc lùi lại ra vài bước thứ. "Gì, dám mưu hại Ngô?" Hắn mắt nhìn Bát Phương. Đường hắn lại trợn mắt thời điểm, Lâm Việt mấy người đã biến mất ở tại chỗ. Mặt nước như gương, lại khó tìm đến Lâm Việt hai người thân ảnh. Lâm Việt một người dựng thân ở như gương mặt thủy thượng, hắn lẳng lặng nhìn về phía trước ánh mắt hơi ngưng, có thể nhìn đến, phía trước xuất hiện một đạo bạch y thân ảnh. Tóc dài như thác nước, buông xuống tới rồi mặt nước phía trên. Nàng đưa lưng về phía lâm Việt, tựa hồ ở thấp giọng khóc nước nở, nước mắt nhỏ giọt ở mặt nước. Phía trên, nổi lên gợn sóng, chiếu dọi ra từng man. Có thể nhìn đến, một thiếu niên phấn chấn oai hùng, ở trinh chiến chư thiên. Thủ hạ có người theo đuổi, đều là trí cường tồn tại. Mà ở hắn nơi xa vẫn luôn có một cái tiểu nữ hài ôm một thanh thô giáp mộc kiếm. Trong ánh mắt mang theo vui sướng, nhìn không chớp mắt nhìn thiếu niên. Đãi ta bình định hết thảy, tất nhiên trở về nghênh thú ngươi, thiếu niên hứa hẹn. Thẳng đến kia thiếu niên, trưởng thành một cái anh đĩnh nam tử, một tịch hắc y. Cầm trong tay đại kích bên người người theo đuổi đều ngã xuống, chỉ có hắn cả người tắm máu. Đứng thẳng ở địch nhân thi thể xây ngọn núi phía trên, ánh mắt lộng lẫy chính là nơi xa tiểu nữ hài, đã không thấy. Chỉ có thể ở một cái tiểu thế giới bên trong, cách vô tận sông dài, nhìn xa nam tử. Lâm Việt trong lòng có điều xúc động, tự hồ hắn chính là này hắc y nam tử. Cuối cùng tuyệt vọng cục diện, hắn bị đại đạo xiềng xích vây trói. Trên người lượn lờ chứ ma khí, bị thiên đế tự mình lưu đầy tới rồi cũng chưa biết nơi, ngươi. Rốt cuộc tới, bỏ được quay đầu lại sao? một đạo mang theo khóc nước nở thanh âm vang lên thập phần tang thương lại như chuông bạc giống nhau làm nhân tâm thần đều là bình tĩnh xuống dưới thanh âm này từ mặt nước bên trong cảnh tượng truyền lại mà đến theo lâm việt trợn mắt kia tóc đen như thác nước nữ tử bóng dáng không biết khi nào đã xoay lại đây cùng lâm việt đối diện ở cùng nhau nàng đem lâm việt dũng mãnh vào trong lòng ngực nước mắt không được chảy xuôi lâm việt lúc này tâm thần tựa hồ xuất hiện tan rã cũng hoặc là chính mình thâm trình tự ý thức bị đánh thức hắn muốn ôm lấy nữ tử ánh mắt đã mê ly lên tựa hồ bế lên đi lúc sau lâm việt liền không hề là lâm việt mà là mặt nước cảnh tượng nam tử lâm việt thần niệm như là đi tới một chỗ cũng chưa biết nơi trong đó có đại đạo xiềng xích lan tràn tới rồi trong hư không hắn tứ chi cùng cổ đều là bị bó chủ Lúc này khó có thể tránh thoát, mang theo một loại tuyệt vọng cùng cô quạnh cảm giác. Đã đã nhập ma, đường lui không thấy, Dương Gian Vạn Linh cùng ngươi. Không đội trời chung, một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên. Lâm Việt dương mắt nhìn lên, lại là nhìn không tới phía trước cảnh tượng. Tựa hồ cách một cái đại thế giới, nơi này chỉ có vô tận ma khí ở tung hoành. Không ngừng ăn mòn này thân thể, đại mộng mấy ngàn thu, Lâm Việt tự hồ tâm đã chết. Không ta không nên ở chỗ này ngã xuống, ta là Lâm Việt, là 12 vũ trụ thần vương. Là tiểu âm phủ chúng sinh hy vọng, là nhân tộc thần chủ, mà không phải, đại ma, Lâm. Việt đột nhiên gian mở hai mắt, hắn trở về tới rồi hiện thế, nơi này cảnh tượng như cũ. Nữ tử nhìn đến Lâm Việt thức tỉnh biểu lộ một tia kinh ngạc. Rồi sau đó thối lui đến mấy trượng ngoại, có thể nhìn đến, Lâm Việt trong cơ thể thanh liên quấn quanh vô tận ma khí, không biết khi nào, đã bắt đầu nhập chủ hắn thần niệm. Tự hồ ở nữ tử thúc dục dưới, muốn đem này thay thế. Từ đây hóa thành một người khác, ngươi. Tâm tính, so với ta tưởng còn muốn cứng cỏi, xem ra tiểu âm phủ rèn luyện. Tuy rằng là trói buộc, cũng thành tự ngươi, nữ. Tử lên tiếng, đương lâm việt thấy được nữ tử lúc sau. Một nửa phong hoa tuyệt đại, đôi mắt sáng xinh đẹp, mà mặt khác một bên tắc đã hóa thành bộ xương khô đồng tử hiện ra xích hồng sắc thoạt nhìn ns yêu ta người vô cùng cái này làm cho nữ tử toàn bộ có vẻ vô cùng quỷ dị một nửa tiên khí một nửa ma khí ở này trên người đồng thời tồn tại ngươi là người phương nào lâm việt nhìn về phía nữ tử nếu không phải chính mình thức tỉnh lại đây chỉ sợ liền đã nói từ đây trở thành những người khác ta là ai ta là ai ta bất quá là một cái truy đuổi người khác bước chân nữ hài thôi, nữ. Tử nỉ non hồi lâu, cuối cùng từ từ nói. Nàng lần thứ hai nhìn về phía lâm Việt, duy nhất một con chứa có thu thủy đôi mắt bên trong. Mang theo vô tận nhu tình, người rất giống hắn, quá giống. Chính là hắn lại nói cho ta. Người không phải hắn. Nữ tử che mặt khóc nước nở, bi thương vô cùng, một lần làm lâm Việt nỗi lòng. Đều là đã chịu ảnh hưởng, không biết đi qua bao lâu lúc sau. Nữ tử mới lần thứ hai hòa hoãn lại đây. Nàng chuyển bi vì hỉ, nói ta ít nhất còn có thể tại thế gian nhìn đến ngươi tồn tại dấu vết. Này đã vậy là đủ rồi, chợt nàng nhìn về phía Lâm Việt nói. Người nhưng có cái gì vấn đề? Có, Lâm Việt gật đầu, nói đi. Nữ tử ngã ngồi trên mặt đất, lấy chính mình tuyệt mỹ một nửa gương mặt kỳ người. Nàng nhìn mặt nước chiếu rọi chính mình, có cô phương tự thưởng cảm giác ta muốn biết hay không là ngươi ở diễn biến truyền thuyết bên trong quy khư, Lâm Việt dò hỏi. Nữ tử không thể nghi ngờ là tuyệt mỹ, chính là không biết cái gì nguyên nhân. Dẫn tới một nửa gương mặt hóa thành bạch cốt, mặc dù là như thế cường đại cảnh giới. Đều là khó có thể khôi phục, đúng vậy, nữ tử không có xem Lâm Việt, bình tĩnh nói, vì sao? Đây mới là Lâm Việt suy nghĩ muốn hiểu biết sự tình, năm đó nhân tộc tiên hiền đối này thập phần trịnh trọng ở lui giữ tiểu âm phủ thời điểm đều muốn đem nơi đây phong ấn mang đi trong đó đồ vật có thể thấy được nơi này là chứa dục kiểu gì đáng sợ chính là làm lâm việt như thế nào cũng không nghĩ tới chính là này đại khư phía dưới thế nhưng vẫn luôn tồn tại như vậy một nữ tử quy khư a à, tiểu tử ngươi không có hắn thông minh quy khư tự nhiên là vì táng diệt chúng sinh bao gồm ngươi dối trá nhân tộc đáng chết bọn họ đều là đáng chết ta muốn bọn họ vì ngươi chôn cùng nữ tử nói tay ngọc duỗi hướng mặt nước bên trong kia nhìn không tới dung nhan anh đĩnh dáng người chính là hết thảy trung quy bất quá là hoa trong gương trăng trong nước thôi kia nam tử năm đó dấu vết đã bị hoàn toàn lau đi mặc dù là ngược dòng thời gian sông dài cũng là khó có thể tìm đến chỉ có ta còn nhớ rõ sao nữ tử thấp giọng lẩm bẩm thế nhưng có bắt đầu khóc lên, Lâm Việt lặng lặng nhìn nữ tử. Trên người nàng vẫn luôn mang theo bi thương chi ý. Năm đó nam tử cổ sử dấu vết bị lau đi, chỉ sợ trong đó có cực đại bí ẩn. Mới có thể làm thâm ái hắn nữ tử, không tiếc nhập ma, làm chính mình hóa thành như vậy bộ dáng. Cũng là phải vì này báo thù, chỉ sợ nàng theo như lời nói, cũng nhiều có buồn bực ý tứ kia hắc y tiền bối cũng là nhân tộc ngươi vì sao muốn đem này chủng tộc tiệt diệt lâm việt mở miệng cái gì nhân tộc nhân tộc đã quên đi hắn càng là ở cuối cùng đại chiến bình định lúc sau coi hắn vì đại ma coi hắn vì bất tường hắn có đại công tích chính là ở cuối cùng lại là bị thiên đế lão nhân trục xuất ở cổ sử bên trong đều là hủy diệt hắn hết thảy dấu vết nữ tử nghe nói lâm việt lời nói lúc sau không cấm bi phẫn nói chương 1648 mượn lâm Việt thân thể chiếu dọi đương thời. Cái gì trò má nhân tộc bọn họ đều hẳn là chết chôn vùi ở cổ sử bên trong, nữ. Tử lạnh giọng nói, nàng ngẩng đầu lên, một bên bộ xương khô. Mang theo giữ tợn chi sắc, lâm Việt nhìn mặt nước bên trong chiếu dọi cảnh tượng. Tự hồ cuối cùng kia hắc y nam tử, cùng chỉ còn lại có bóng dáng thiên đế, nói gì đó lời nói. Lâm Việt nhìn trộm không đến thiên cơ, chính là hắn lại là cùng hắc y nam tử. Có loại nói không rõ nói minh không liên hệ, có thể hiểu được đến này tâm cảnh. Rõ ràng ở cuối cùng, hắc y nam tử là vui mừng, chấp niệm nên buông xuống, Lâm. Việt không biết có phải hay không đã chịu hắc y nam tử tâm cảnh ảnh hưởng, lúc này chậm rãi nói. Nữ tử nghe vậy, thân hình ngẩn ra, nàng bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Việt, hồng hốc mắt cảm xúc giống như tuổi nhỏ nữ hài giống nhau như vậy bất lực cùng ủy khuất kia ở cuối cùng liền xem đều không xem ta liếc mắt một cái như thế quyết tuyệt chẳng lẽ thiên hạ thương sinh so với ta quan trọng như vậy nhiều sao nàng nhìn lâm việt ở chất vấn nhìn đến lâm việt không có lại trả lời nữ tử giận dữ quy khư lực lượng thổi quét mở ra toàn bộ không gian đều ở chấn động không biết ở vào nơi nào vượn thành cùng với kia lục vũ Tâm thần đại chấn, xong rồi, là kia điên nữ nhân. Lục vũ lông tơ dựng ngược, lưng phát lạnh, hắn trực tiếp bỏ lên trên đê đập. Muốn tìm được đường ra, thoát đi nơi đây, trong hư không, kích động này quy khư chi lực. Tựa hồ muốn kéo đại giới mất đi, nữ tử tóc đen loạn vũ, tựa hồ mất đi lý trí. Người nói cho ta, vì cái gì, vì cái gì, quy. Khư lực lượng, tất cả đều buông xuống tới rồi lâm việt trên người hắn bị cổ lực lượng này bao phủ, cơ hồ là dây lát chi gian, này thân hình đó là tiêu tán. Thanh liên vào lúc này hiện lên, thêm vào ở lâm việt trên người. Tối cao ma khí xuất hiện, thanh liên câu thông phía dưới hình ảnh, lúc này lâm việt khí chất. Tự hồ trở nên không giống nhau, vô cùng lực lượng cường đại xuất hiện. Vượt qua thế gian có thể cất chứa cực hạn. Không gian ở này bên cạnh hủy diệt lúc sau, lại là trọng sinh. Tuần hoàn lặp lại theo hắn phất tay chi gian nơi này quy khư chi lực thế nhưng bị này nạp vào tới rồi trong cơ thể tiểu hi một đạo tăng thương thanh âm xuyên thấu muôn đời truyền tới nữ tử trong tai quen thuộc thanh âm truyền đến cơ hồ là nháy mắt đó là làm nữ tử an tĩnh xuống dưới lâm việt hiện tại trên người lực lượng quá mức với vĩ ngạn ảnh hưởng đại đạo cùng thời không kia hắc y nam tử mượn dùng lâm việt thân thể lấy thanh liên cấu trúc nơi này một góc mảnh nhỏ. Ý thức một lần nữa xuất hiện ở này phiến thiên địa, ngắn ngủi cùng nữ tử gặp nhau, lê. Đại ca, người rốt cuộc là bỏ được tới gặp ta, nữ tử hốc mắt bên trong, chứa đầy nước mắt. Chính là đương nữ tử nhìn đến tâm tâm niệm niệm lê đại ca lúc sau. Lại là đem đầu buông xuống hạ, đem mặt sườn qua đi, tiểu. Hi hiện giờ đã xấu đến không thành bộ dáng, sợ làm sợ lê đại ca, nói nàng càng thêm khổ sở không sao người trước sau là ngươi lâm việt mở miệng nói trong ánh mắt mang theo cưng chiều chi ý khẽ vuốt nữ tử đầu thật vậy chăng nữ tử nói ngươi thực để ý sau lâm việt hỏi ta đây liền nghịch đoạt lúc này quăng đổi lấy ngươi dung nhan hắn lời nói thực đạm chính là lại tràn ngập một cổ khí phách chỉ thấy hắn nâng lên tay phải thời không đại đạo giống như ngoan ngoãn hài đồng giống nhau vờn quanh ở này cánh tay phía trên. Nam tử không có nắm giữ quá hạn không đại đạo, chính là lại là có thể khống chế chư thiên vạn đạo quy về chính mình sử dụng, lê đại ca, không cần. Nữ tử hốc mắt ửng đỏ, nói ta biết nếu là ngươi vận dụng cổ lực lượng này nói. Sắp sửa một lần nữa biến mất tại đây phiến cổ sử bên trong. Nhiều bồi ta một chút. Hảo sao? Hảo, Lâm Việt nói hai người nắm tay, đi ở trống không một vật không gian bên trong, chính là ở nữ tử trong mắt. Này đã thắng qua thế gian hết thảy kỳ cảnh. Lâm Việt trên mặt dần dần xuất hiện sương mù, này liên lụy nhân quả quá lớn. Mặc dù là ở nữ tử sở diễn biến quy khư không gian bên trong. Lúc này nam tử cũng khó có thể thời gian dài duy trì nguyên lai bộ dạng. Bởi vì nữ tử lúc này hơi thở thu liễm, vượn thành tìm được rồi đường về, về tới đê đập vị trí nhìn đến hiện giờ lục vũ, đang ở dùng đào luva va chạm đê đập, muốn đi ra nơi này, hắn trên mặt. Tự hồ thập phần nôn nóng, tự hồ dự kiến tới rồi đại khủng bố. Đã chết đều không quên hố ta một phen, thế nhưng hấp dẫn ta đi vào điên nữ nhân đạo chẳng, lục. Vũ tự nói, nói, nếu không phải không biết ngươi chết ở nơi nào. Tất nhiên đem ngươi thi thể bào ra tới, quất xác ngàn năm lục vũ một bên tự nói một bên ở lấy đào lu muốn đánh vỡ nơi này đê đập nói ai là điên nữ nhân đâu nữ tử cùng hiện tại đã bị nam tử ý thức chiếm cứ lâm việt đi tới nơi này lúc này nàng nghe được lục vũ trong miệng nói thầm sắc mặt lạnh lùng nghe được quen thuộc thanh âm lục vũ cả người chấn động vượn thành ở một bên chưa từng có nhìn đến quá lục vũ biểu hiện ra như thế bộ dáng chính là đối mặt nhà mình vượn côn lão tổ, cũng là không có như thế sợ hãi. Lục vũ như là xương đánh cả tím giống nhau, gục xuống đầu, hắn biết. Hôm nay chỉ sợ là khó thoát một kiếp, vị kia tuyệt thế giai nhân đang nói chuyện, lục. Vũ làm bộ nghe không thấy, lúc này giả câm vờ điếc. Hắn tả hữu nhìn quanh lúc sau, mới nhìn về phía phía sau, rồi sau đó đem đào lưu thu hồi. Khoan thai cười, nói, nguyên lai like là hi cô nãi nãi, nhiều ít năm tháng không thấy biệt lai like vô dạng a, à, hừ, nữ tử một tiếng hừ nhẹ. Đường Lục Vũ thấy được nữ tử bên người bao phủ ở hỗn độn bên trong Lâm Việt thân ảnh. Tức khắc giật mình ở tại chỗ, lão bằng hữu đã lâu không thấy, nam tử mang theo đạm cười. Người chính là Lê Lục Vũ giật mình ở tại chỗ, lúc này cả người run rẩy, tại đây một khác. Không cấm lão lệ tung hoành, là ta, nam. Tử gật đầu, Lục Vũ kích động, trực tiếp bổ nhào vào nam tử trên người đầu không ngừng vuốt ve này ngực. Ngươi không cần giống cái chết con thỏ giống nhau hảo sao, một bên nữ tử ghen nói, ngươi. Một cái nữ tác nhân ra, biết cái gì, lục vũ khinh thường nói, ngươi tìm chết không phải, nữ. Tử nhìn về phía lục vũ, lê huynh, hảo hảo quản giáo một chút nàng. Có người chống lưng, lục vũ cũng là kiên cường lên, nam tử hơi hơi mỉm cười, nói. Không cần cùng lục huynh so đo, hừ, nữ tử một tiếng hừ nhẹ tuy rằng hồi lâu không thấy lục vũ cũng là biết nam tử giờ phút này hiện hóa thế gian hẳn là vì cố ý thấy nữ tử bởi vậy cũng chưa từng có nhiều quấy dày ta còn có chuyện quan trọng không bằng muốn cho ta cùng với tiểu tử này đi ra ngoài đi thuận tiện cấp điểm thần vật là được lục vũ khoanh tay nói mắt lé nhìn về phía nữ tử đi ra ngoài có thể thần vật mơ tưởng nữ tử hừ lạnh nói lục vũ gật đầu nói vậy làm ta đi ra ngoài tiền bối ta muốn hỏi đang ở vượn thành muốn dò hỏi lâm việt hướng đi là lúc nơi đây dị biến đột nhiên lên cao chỉ thấy đê đập bỗng nhiên gian chấn động ở lục vũ kinh dị ánh mắt bên trong thẳng vào tới rồi trời cao bên trong không biết có cỡ nào khủng bố này nộp lên dệt thiên ngoại nói văn thập phần cổ xưa tựa hồ từ thiên địa ra đời chi sơ liền đã tồn tại oanh kia hóa thành không biết rất cao đê đập phía trên trong đó bùn đất đánh rơi xuống trong đó xuất hiện một cái quan tài mộc chất đã hủ bại đến chưa từng bộ dáng mơ hồ có thể nhìn đến trong đó vật bồi táng này một mạch còn chưa chết tiệt sao nam tử nhìn về phía chỗ cao chỉ thấy kia quan tài ở chấn động cuối cùng theo tiếng rách nát lê từ từ quá muôn đời cùng ngô một trận chiến Quan tài bên trong xuất hiện một cái cả người lượn lờ hôi khí sinh linh có thể nhìn đến. Một đám thời đại ở này bên cạnh người táng diệt. Đây đều là năm xưa chân thật phát sinh quá sự tình. Hiện giờ bất quá là ở này bên người diễn biến. Bất quá này tựa hồ cũng là một đạo tàn niệm, hắn bản thể sớm đã ở cổ trước. Liền đã bị chấn diệt, muốn mượn dùng tiểu hy diễn biến đại khư sống lại sau, nam tử nhìn về phía bao phủ ở hôi khí trung sinh linh, rồi sau đó đối bên người nữ tử nói. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. mươi 1649 trời sinh chính là vì chiến mà sinh lê. Nam tử ánh mắt lộng lẫy, chiếu sáng hoàn vũ. Hắn nhìn về phía trên không, trên người hơi thở áp sụp thời không. Hai người tự hồ ở cách lịch sử sông dài vọng, năm. Đó ngọn nguồn chi nhất, quả nhiên như rùa đen giống nhau, sinh mệnh lực như thế ngoan cường nam từ 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 nói mặc dù là đối mặt đã từng táng diệt một đám thời đại trí cường già hắn không có chút nào sợ hãi mà là ở trêu chọc ta thừa nhận ngươi rất mạnh chính là đã trở thành qua đi hôm nay chảm ngươi một đạo tàn niệm cũng có thể thỏa mãn ngô ở sống lại trước nguyện vọng kia sinh linh mở miệng tuyên cổ bất diệt đê đập đang không ngừng sụp xuống trần về trần thổ về thổ đã đã qua đời đi liền chặt đứt niệm tưởng nam tử nói, hắn ra tay, theo một trưởng rơi xuống, này thượng chứa dục muôn vàn. Các loại phù văn đan chéo ở cùng nhau, giơ tay chính là trí cường công kích. Nam tử cũng nắm giữ quá khởi nguyên thật dài, bất quá ở này trên tay. Uy năng lại là khủng bố vô biên, tựa hồ có thể nhìn đến, vô số khởi nguyên dị thú. Đều là phủ phục ở này dưới chân, rồi sau đó hóa thành từng đạo nguyên văn, quy về hắn trong tay khủng bố đại chiến bùng nổ, toàn bộ không gian tự hồ đều không chịu nổi cổ lực lượng này. Bọn họ chặn một mảnh thời gian sông dài, chân thân tiến vào trong đó. Đang không ngừng giao thủ, tránh cho lan đến hiện thế, Lê, hắn. Lục Vũ trong lòng mang theo bi thống, mặc dù là ngắn ngủi sống lại. Như cũ có địch thủ tìm tới tới. Lê cả đời đều ở chinh chiến, chưa từng có dừng lại bước chân, thẳng đến cuối cùng. Cổ xử bên trong dấu vết đều là bị lau đi, tại đây ngắn ngủi chiếu dọi thời gian. Như cũ muốn ma diệt năm xưa đại họa ngọn nguồn, đoạn tuyệt hắn sống lại hy vọng. Này đê đập là nữ tử từ kia chiến trường mang đến, vẫn luôn chưa từng nghĩ đến. Trong đó thế nhưng còn dấu kín có cổ quan, nàng biết, lê đây là ở bảo hộ nàng. Tránh cho ở lúc sau năm tháng bên trong, đại họa ngọn nguồn sống lại, lan đến gần chính mình. Lê Đại Ca là vì chiến mà sinh, ở lộng lẫy chiến đấu bên trong hạ man. Nhưng thật ra phong cách của hắn, nữ tử nói, ngược lại. Trong ánh mắt mang theo một cổ sắc bén, nói, bất quá, lúc này đây. Ta sẽ không làm hắn một người, bên người không có viện thủ, cho đến kiệt lực. Nói, nữ tử trên người quy khư lực lượng hiện lên, cổ lực lượng này là trí cao vô thượng. Có thể táng diệt chúng sinh, nàng mang theo vô tận sức mạnh to lớn cũng là đi tới chiến trường bên trong, Lê Đại ca ta đã không phải năm xưa tiểu nữ hải, nữ. Tử nói, vô tận quy khư chi lực, ở này trong tay ngưng tụ, đê đập ở rách nát. Đàn chéo ở trên hư không bên trong, nàng xuất hiện ở thời gian sông dài bên trong, ngươi. Đêm này chém giết, ma diệt việc, phó thác cho ta đó là, nữ tử nói. Nàng biết, nam tử là kiêu ngạo, bởi vậy nàng cũng không chuẩn bị vào lúc này ra tay mà là lẳng lặng đứng ở một bên, trong lòng ngũ vị tạp trần, lẩm bẩm bao lâu năm tháng đi qua. Hiện giờ, ta rốt cuộc có tư cách đứng ở lê đại ca bên người. Khủng bố chiến đấu bùng nổ, hàng tỷ nói khủng bố sức mạnh to lớn. Từ thời gian sông dài chung giật tan ra tới, tạo thành thế giới đại sụp xuống, tiểu. Tử, tốc tốc tiến vào. Lục vũ đối vượn thành hô to, bọn họ trốn vào đào lưu bên trong, lúc sau càng là lấy từ đại hồng thủy thế giới được đến hắc gậy gọc cấu trúc một phương đại trận mới có thể miễn cưỡng chống đỡ cổ lực lượng này lê huynh kia mãng phu vẫn là giống nhau không nhẹ không nặng lục vũ thở dài bất quá trong ánh mắt lại là tràn ngập ảm đạm vượn thành nhìn chung quanh không gian rách nát không cấm lo lắng nói lâm huynh không biết đi nơi nào chúng ta có phải hay không hẳn là tìm được hắn lục vũ nhìn về phía vượn thành nói du mộc đầu ngươi tâm tâm niệm niệm lâm việt tiểu tử hiện tại liền ở khi đó quang sông dài bên trong có nghĩ đi vượn thành trong lúc nhất thời không hiểu cuối cùng mới bừng tỉnh đại ngộ nói người nói kia bao phủ ở hỗn độn chung tiền bối là lâm việt lục vũ lắc đầu nói nói là cũng không phải lê huynh bất quá là mượn lâm việt thân thể làm tự thân ngắn ngủi trọng lâm thế gian Vượn thành hít hà một hơi, trong lúc nhất thời thất ngữ, há to miệng. Ngơ ngẩn nhìn phía trên, Lâm Huynh đến tột cùng là cái gì thân phận? Thời gian sông dài cơ hồ đều đã bị đánh vỡ nát, siêu việt tiên tôn cấp bậc chiến đấu. Vượn thành đôi mục đều là chảy xuôi máu, hắn nhìn không chớp mắt. Muốn đem mỗi một màn đều là khác ở trong óc bên trong, tiểu hy, còn sẽ thổi sáo. Nam tử tựa hồ thành thạo, lúc này đối lấy ra lâm việt cùng ngọc thanh thần nữ tín vật chính là kia một đoạn sáo trúc, hiện giờ đã chữa trị, khi tiếp nhận sáo trúc, gật gật đầu. Đặt ở môi bên cạnh, giờ phút này, nàng thực hạnh phúc. Nàng cảm thấy hiện giờ, chính mình rốt cuộc có thể đuổi theo thượng nam từ bước chân, ngươi. Ở sinh thời, liền đã khám phá kia một bước, nam. Tử giơ tay NS yêu ta tới một chút thời không, luyện hóa ở trong tay. Trở thành 49 bính vô thượng tiên kiếm, hướng về sinh linh chém xuống mà đi. Cho dù là đơn giản thủ đoạn, ở nam tử trong tay. Đều có một loại hóa hủ bại vì thần kỳ lực lượng không? Có khả năng Dương Gian tuyệt đối không cho phép một cái thời đại. Ra đời hai gã như thế cường giả, ngươi là như thế nào làm được? Tên kia sinh linh bị áp chế, trên người màu xám hơi thở bùng nổ. Một đám bị này thân thủ táng diệt thời đại, hiện lên ở này chung quanh chính là bị tiên kiếm tất cả hủy diệt, sinh linh đến đến toàn lực khó khăn lắm đem tiên kiếm thế công chặn lại cảnh giới. Cảnh giới thứ này, đối với ta tới nói, đã không có bao lớn ý nghĩa, nam. Tử nhàn nhạt thổ lộ một câu, một trưởng dò ra, bao phủ toàn bộ cắt đứt thời gian sông dài. Siêu thoát rồi vĩnh hằng, tuyên cổ bất diệt sinh linh, lúc này cảm nhận được sợ hãi. Trên người bạo phát hàng tỷ nói màu xám quang huy, hóa thành xiềng xích. Hướng về nam tử quấn quanh mà đi, nam tử bá đạo thân ảnh, một bước bán ra đem màu xám xiềng xích tất cả dẫm toái ngay sau đó đó là một quyền như là cách hàng tỷ chính là trong chớp mắt đó là tới rồi sinh linh phụ cận một quyền đem này đánh rơi xuống thân hình đều rách nát giống như toái sứ không có máu nhỏ giọt ở quyền ấn dư uy dưới sinh linh liền máu đều chảy xuôi không ra bị tất cả trưng làm khụ khụ xem ra lúc trước vây giết ngươi không có sai bằng không nếu là làm ngươi sống đến đương thời, chỉ sợ là đại họa hại. Sẽ ảnh hưởng muôn đời kết cục đã định, sinh linh mở miệng, từ từ nói. Bọn họ cái này số cấp sinh linh, đối với sống hay chết, tựa hồ sớm đã xem phai nhạt. Tiệt diệt hết thảy sinh linh tình cảm, mặc dù hắn biết hiện giờ sắp bị chấn sát. Cũng bất quá là nhíu mày, bất quá càng nhiều, là mang theo may mắn. Bởi vì khó có thể so với hắn trạng thái, càng thêm tuyệt vọng bất quá là mượn dùng cùng người khác một góc niệm tưởng sống lại không có chút nào sống lại khả năng suy sinh linh thân ảnh rách nát ở thời gian sông dài bên trong nam tử tự nhiên sẽ không cho hắn chút nào sống lại hy vọng theo buông tay chi gian sinh linh mảnh nhỏ bị này ngưng tụ ra tới không có lưu lại một chút dấu vết tại thế gian một khúc tất chiến đấu cũng kết thúc có thể nhìn đến nam tử trên người hơi thở cũng là trở nên mỏng manh xuống dưới trải qua lúc này đây chiến đấu nam tử thời gian cũng là không sai biệt lắm tiểu hi giao cho ngươi nam tử đem sinh linh còn sót lại dấu vết từ thế gian loại trừ giao phó tới rồi nữ tử trong tay quy khư lực lượng xuất hiện đem kia sinh linh dấu vết hoàn toàn ma diệt đi song này cuối cùng đoạn đường đảo cũng không tồi nam tử nhìn về phía vòm trời ánh mắt tựa hồ đạt tới dương gian mỗi một chỗ tới năm xưa hắn chinh chiến mỗi một chỗ bất quá hắn cuối cùng ánh mắt lại là dừng lại ở nhân gian vực nơi đó có bọn họ vô số niệm tưởng nguyên lai tổ địa đã đi tới rồi tiểu âm phủ sao hi tiền bối mưu tính sâu xa nam tử cười nói hắn dắt nữ tử tay đi tới quy khư không gian bên trong hai người ngồi ở đã hóa thành bình thường đê đập phía trên nữ tử trên tay xuất hiện năm xưa thô giáp mộc kiếm mang theo hồi ức thật muốn trở lại khi còn nhỏ, vô ưu vô lự, thật tốt. Nam tử mang theo một cổ ý cười, nhìn về phía nơi xa, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 1650 giải quyết lâm Việt trên người nguyền rùa đặc thù phương thức. Ngược dòng hắn cả đời này, đều là ở vào chinh chiến bên trong. Có bao nhiêu thua ở trong tay hắn chi địch, mặt nước dưới cảnh tượng, ở dần dần tiêu tán. Nam tử trên người hỗn độn chi khí, cũng dần dần biến mất. Nữ tử mang theo ôn nhu ý cười, dựa vào nam tử đầu vai, nàng là cỡ nào hy vọng. Nơi này giờ khắc này là vĩnh viễn, chính là, nam tử hấp hối thời gian đã tới rồi. Hiện tại trên người hắn hơi thở, ở tiêu tán, cho đến không thấy. Lâm Việt mở hai mắt như là trải qua vô số năm năm tháng. Hắn đáy mắt tang thương chợt lóe mà không, các ngươi đi thôi, nữ. Tử nói, nàng sắc mặt biến đến thập phần bình tĩnh, trong ánh mắt lại là có một cổ nói không nên lời ảm đạm đa tạ tiền bối lâm việt chắp tay hắn ở mới vừa rồi có một cổ cảm ứng nếu là nữ tử vận dụng trí cường thuật pháp đem toàn bộ quy khư lực lượng rót vào đến hắn trong cơ thể khả năng chính mình thật sự đã biến thành nam tử mà nữ tử không có làm như vậy bằng vào thủ đoạn của nàng lâm việt có thể rõ ràng cảm giác được chính mình không có chút nào có thể chống cự đường sống nếu là ngươi đến lúc đó trưởng thành không đứng dậy, ta sẽ xuất thế. Làm ngươi chân chính trở thành lê đại ca, nữ tử nhàn nhạt nói. Lâm Việt sắc mặt mang theo một tia ngưng trọng, nữ tử tuyệt đối không phải ở nói giỡn. Nếu là đến lúc đó thiên địa biến đổi lớn thời điểm, Lâm Việt không có cụ bị kia thực lực. Nữ tử khả năng sẽ không chút do dự ra tay, đến Lạc Tiên Tử tỷ tỷ, đưa chúng ta đi ra ngoài đi. Lục Vũ ở một bên, vui tươi hớn hở nói, hắn rốt cuộc có thể đi ra ngoài nơi này. Đối với hắn tới nói, đối mặt nữ tử cùng tao ngộ thượng cửu u bên trong lệ quỷ vô dị. Trong lòng vẫn luôn lo sợ bất an, tùy thời đều nghĩ đến trốn chạy bọn. Họ có thể đi, Lục Vũ ngươi từ từ. Nữ tử nhìn về phía Lục Vũ, bình tĩnh nói, chỉ là kia ánh mắt bên trong lại là mang theo một cổ không tốt, hỏi Lê Đại ca có phải hay không cùng ngươi ước định cái gì? Lục Vũ nghe vậy khoan thai cười, trả lời nói, không thể nào, hắn đã bị cổ xử lau đi. Sao có thể cùng ta từng có cái gì ước định, ngươi cũng biết, ở lúc ấy. Ta liền đã trọng thương lâm vào ngủ say. Nhìn nữ tử ánh mắt, Lục Vũ chỉ cảm thấy ra đầu tê dại, lúc này không dám nhìn thẳng. Ánh mắt ở không được trốn tránh, phải không, nữ? Tử sâu kín mở miệng, nói, hảo, chuyện này chúng ta bất luận, mới vừa rồi điên nữ nhân. Là đang nói ai? Lục vũ lưng phát lạnh, này nữ tử nhất lòng dạ hẹp hói. Hắn ở cổ trước nào đó thời đại bên trong, đều đã bị này tra tấn hỏng rồi. Đến nay đều là lòng còn sợ hãi, Lê Huynh đều đã nói, không cần cùng ta giống nhau so đo, lục. Vũ lúc này đề cập nam tử, không đề cập tới còn hảo, này vừa nói khởi. Nữ tử sắc mặt nháy mắt u lãnh lên, lục vũ dự cảm đến không đúng, muốn điều khiển đào lưu. Lập tức trốn chạy, nữ tử cảnh giới, tuy rằng hiện giờ còn không thể xuất thế. Chính là đã đứng hàng tiên tôn đứng đầu hàng ngũ, chỉ là buông tay chi gian. Toàn bộ không gian, tựa hồ đều là ở vào tay nàng chung, lục vũ kinh hãi, nói. Người lại tiến bộ, nữ tử không có trả lời, nơi này bị kia cổ thần bí đại khư lực lượng sở bao phủ, chỉ có thể nghe thấy lục vũ tiếng kêu thảm thiết ở trong đó hết đợt này đến đợt khác. Không biết đi qua bao lâu, lục vũ trên người lông chim đều là rơi xuống không biết nhiều ít. Không sai biệt lắm muốn chọc mặt mũi bầm dập. Đốn trên mặt đất ảm đạm thần thương, nữ tử còn lại là đắc ý bĩu môi, hiện giờ nữ tử. Như cũ là có thiếu nữ tâm tính. Thẳng đến lục vũ như vậy, nàng mới dừng lại tay tới, tuy rằng không có đối lục vũ tạo thành thực chất tính thương tổn, chính là ở này trong lòng, lại là để lại khó có thể chữa trị vết sẹo ác. À, nữ nhân, lục vũ thấp giọng khóc nức nở, nói, này không khi dễ người sao. Người nói cái gì, nữ tử nhìn về phía lục vũ, chưa nói cái gì, lục. Vũ đứng dậy, lục vũ nhặt lên rơi xuống trên mặt đất lông chim. Không được thở dài, nữ tử nhìn về phía lâm Việt, nói, ngươi lại đây một chút lâm việt trong lòng phát khẩn chính mình không có trêu chọc quá nữ tử lúc này kêu hắn qua đi chẳng lẽ cũng là muốn tra tấn hắn một phen chỉ là nữ tử bất quá là báo cho mà không phải trưng cầu lâm việt ý kiến cho dù là lâm việt vận dụng cả người thủ đoạn lúc này cũng là khó có thể tránh thoát kia cổ lực lượng lâm việt liền như vậy tới nữ tử trước người vượn thành đã không nỡ nhìn thẳng đem đầu phiết quá một bên, lục vũ cũng là căn cứ vui sướng khi người gặp họa ý tứ, nhìn kỹ. Rốt cuộc chính mình không thể một người thừa nhận thương tổn, trên. Người của ngươi có lão đông tây lưu lại nguyền rủa Nữ tử một đạo ánh mắt tựa hồ nhìn thấu lâm Việt trong cơ thể hết thảy. Lúc này bình tĩnh nói, lâm Việt biết, nữ tử trong miệng theo như lời. Đó là tiên mồ bên trong lão giả, ở trong cơ thể mình sở lưu lại nguyền rùa hắn khẽ gật đầu nếu là nữ tử có thể ra tay giải quyết trên người hắn tai họa ngầm đảo cũng là một chuyện tốt đúng là ở tiên mồ bên trong có một cái lão giả đối ta gieo nguyền rùa làm ta mang đi tạo hóa bổ thiên thuật lâm việt trả lời nói nữ tử ánh mắt nhìn thẳng lâm việt trong cơ thể còn có một loại nguyền rùa nàng nhàn nhạt mở miệng chỉ thấy buông tay chi gian lâm việt trên người xuất hiện hai cổ nguyền rùa chi lực một đen một xám mang theo bá đạo chi ý tựa hồ ở không lâu năm tháng lúc sau, muốn tuyệt diệt Lâm Việt hết thảy sinh cơ. Sẽ không lưu lại bất luận cái gì cơ hội, thân. Thể này là Lê Đại ca, các ngươi mấy thứ này, cũng tưởng nhúng chàm sao. Nàng một tiếng hừ lại, nhìn hai cổ nguyên rùa lực lượng, nàng trong lòng. Lập tức bốc lên nổi lên một cổ ý tưởng, nàng đem Lâm Việt trên người nguyên rủa rút ra. Rồi sau đó, lại là lộn xộn ở cùng nhau, rồi sau đó, một lần nữa loại vào Lâm Việt trong cơ thể một cổ cuồng bạo nghiêu lực lượng cơ hồ ở nháy mắt. Chính là muốn đem Lâm Việt thân thể xé rách vô thượng hơi thở. Thanh liên bộc phát ra lực lượng thần bí mới gian nan chống lại cổ lực lượng này. Hai cổ nguyên rùa đều là vô thượng giả thủ đoạn lúc này lộn xộn ở cùng nhau. Ở Lâm Việt trên người lẫn nhau bài xích làm này khổ không nói nổi. Cơ hồ thần niệm đều là muốn mất đi, Lâm Việt. Hắn hiện tại đã không biết nữ tử đến tột cùng là ở cứu hắn vẫn là ở hại hắn, bất quá mới vừa rồi nữ tử đều không có ra tay, hiện tại nói vậy. Cũng là nghĩ tới biện pháp gì, ở lấy lâm việt thân thể làm thực nghiệm, điên. Nữ, thần tiên tỷ tỷ đây là ý gì? Lục vũ mang theo khó hiểu, hắn nhìn lâm việt bộ dáng, tựa hồ sắp mất đi. Thân hình đều là bởi vì này hai cổ nguyên rùa chi lực. Đang không ngừng tán loạn, nếu không bao lâu, lâm việt đem thần hồn câu diệt, đừng xảo, nữ. Tử nhíu mày, hảo lạc lục vũ thối lui đến một bên bất quá vẫn là nhắc nhở nói này hai cổ nguyên rùa chi lực chủ nhân khả năng đã tới cái kia cảnh giới cho nên vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn ta biết nữ tử nói nếu đều là cái kia số cấp cường giả không biết bọn họ có không có cảm ứng nàng khóe miệng mang theo nghiền ngẫm tươi cười nữ tử muốn mượn dùng với hai cổ nguyên rùa chi lực làm kia hai cường giả trong lòng sinh ra cảm ứng nhưng vào lúc này tiên mồ có tối cao đại đạo vờn quanh, màu xám lão giả xuất hiện ở tiên mồ phía trên. Hắn nhìn về phía không biết địa phương nào. Kỷ nguyên người săn thú, cũng dám đụng đến ta quân cờ, hắn. Trong mắt có tối cao lôi đình nở rộ, một ý niệm đó là buông xuống tới rồi cổ thành bên trong. Cổ thành ở ầm 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 sập, giếng cổ bên trong, lúc này xuất hiện một đạo thân ảnh. Thấy không rõ cụ thể khuôn mặt chính là không thể nghi ngờ, hắn cực độ cường đại, ý gì, lão? giả nhàn nhạt hỏi trong ánh mắt mang theo đối với chúng sinh lạnh nhạt không phải ta này một mạch ra tay nam tử hiểu biết tới rồi sự tình từ đầu đến cuối lúc này mở miệng nói liền ở thiên ngoại không biết nơi chung một tòa màu xám đại điện bên trong có luân hồi đại đạo vườn quanh có người tưởng cùng ta đoạt người diệt sinh lão nhân vương tọa phía trên một đạo sâu kín ánh mắt chiếu sáng hoàn vũ thẳng vào tiên mồ bên trong, dương gian đều là bị này một cổ không biết khi nào xuất hiện hơi. Thở sở kinh sợ, đều là cây ết yêu ta sợ nhìn về phía vòm trời phía trên. mươi 1651 ra mạch khoáng thịnh hội đem khai. Hai cổ nguyên rủa lực lượng ở lâm Việt trong cơ thể tung hoành đan chéo, lúc này. Hai cổ vô biên khủng bố hơi thở, nháy mắt tách ra mở ra. Nữ tử trên tay xuất hiện quy khư lực lượng, rót vào tới rồi lâm Việt trong cơ thể đem hai cổ sức mạnh to lớn chấn áp, rồi sau đó lại bình tĩnh mở miệng, nói. Thoạt nhìn hiệu quả vẫn là không tồi, khóe miệng nàng mang theo ánh oánh ý cười. Cuối cùng, hắn đem một đạo quy khư chi lực. Lưu tại lâm Việt trong cơ thể, hai cổ nguyên rùa chi lực. Lúc này cũng đã biến mất đến nỗi ngươi hai tôn cường giả như thế nào, nữ tử không có suy xét. Lâm Việt gian nan vận dụng thần vương lệnh thời không nghịch chuyển lực lượng mới đưa chính mình thân thể chậm rãi chữa trị. Nếu là hai cổ nguyên rùa chi lực không có biến mất. Tiếp tục ở trong cơ thể mình lẫn nhau dây dưa, khả năng chính mình đã là thân tử đạo tiêu. Tuy rằng lòng còn sợ hãi, chính là Lâm Việt vẫn là sắc mặt có chút cổ quái. Hướng về nữ tử nói một tiếng tạ, việc nhỏ, nữ. Tử tùy ý vẫy vẫy tay, nói, hảo, các ngươi nên rời đi, ta ở chỗ này thiên cơ không thể biểu lộ. Yêu cầu tiến vào trầm miên lục vũ lộ ra đại hỷ rốt cuộc là có thể thoát khỏi này điên nữ nhân trong tay theo quy khư chi lực tung hoành tại nơi đây bên trong lâm việt bọn họ thân hình cũng ở nhanh chóng biến mất bọn họ một lần nữa xuất hiện biển rộng phía trên bọn họ chân dẫm một chi thuyền nhỏ hướng về bờ biển vị trí tới gần mà nơi này ma long tộc đã hóa thành xương khô lúc này ở một chi trên thuyền nhỏ một khối thi thể trên tay, còn ôm kia tảng đá, trải qua đến linh hoàn toàn đi vào trong đó. Hòn đá đã đã xảy ra lột xác, lúc này giống như một cái trong suốt cự trứng. Tản ra oánh oánh ánh sáng, này thượng có một cổ lực lượng ở phát ra. Ngăn trở thuyền nhỏ ngã vào đại khư chi trong mắt, đây là thứ tốt, lục. Vũ ra đại khư lúc sau, trong ánh mắt, một lần nữa biểu lộ sáng rọi. Lúc này mang theo tham lam chỉ ý tiểu tử, hướng nơi đó tới gần lục vũ quái kêu lên kia chứng có có thể so với nửa bước tiên tôn đến linh nguồn năng lượng tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng thần vật lục vũ muốn được đến chỉ không nhiều lắm đương lâm việt vận dụng luân hồi chân ý muốn điều khiển thuyền nhỏ hướng về nơi đó tới gần thời điểm cự chứng có cảm ứng lúc này hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp đâm vào lâm việt trong cơ thể đi tới hóa thành tiểu thế giới nói hải bên trong nó lúc này dựa vào ở lâm việt thanh liên dưới đã chịu này quang huy chiếu rọi tựa hồ ở phát sinh nào đó lột xác ân lục vũ nhìn về phía lâm việt ta cũng không biết vì cái gì nó tiến vào tới rồi ta nói hải thế giới lâm việt bất đắc dĩ nói lấy ra tới cho ta xem lục vũ nói lâm việt tín niệm vừa động thanh liên lay động muốn đem kia cái cự chứng bài xích ra tới chính là theo nửa canh giờ qua đi lại là không có bất luận cái gì hiệu quả Cự chứng ỉ lại Lâm Việt trong cơ thể Thanh Liên, lúc này không muốn ra tới, không? Có cách nào?" Lâm Việt nói. Lục Vũ không tin, cuối cùng chính mình nếm thử một phen. Cũng là không có lấy được bất luận cái gì hiệu quả. Thẳng đến cuối cùng mới từ bỏ, hắn lại là đem tâm tư nhớ thương tới rồi trên thuyền nhỏ, muốn. Dùng Đào Lưu Thu, nói, "Này thuyền nhỏ cũng là thứ tốt, là của ta." Đánh ta một đốn, không cho vài thứ, nói được qua đi sau, Lục Vũ nói, ra tới lúc sau, đó là hải rộng nhậm cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Một cái điên nữ nhân, hiện tại như thế nào hạn chế được hắn, hắn vận dụng toàn bộ lực lượng. Chính là liền ở hắn sắp thành công thời điểm, đại khư chi trong mắt. Có một cổ to lớn hơi thở bùng nổ mở ra, khủng bố dao động làm cho cả biển rộng đều là quay. Hình thành khủng bố dao động, quy khư chi lực càng là trực tiếp tỏa định lục vũ. Tựa hồ lại có tiến thêm một bước động tác đó là muốn đem này hoàn toàn mạt sát, Lục Vũ Lưng phát lạnh, không cấm khoan thai nói. Nói giỡn, cô nãi nãi, tha ta đi, hắn. Không được xin khoan dung, thật sự bị nữ tử thu thập sợ, quy khư chi lực biến mất. Ác nhân còn cần ác nhân ma, Lâm Việt hai người, trong lòng đều là đối này. Tỏ vẻ tán đồng, bọn họ cuối cùng đi tới bờ biển, nhìn nơi này cuối cùng liếc mắt một cái lựa chọn như vậy rời đi sau khi ra ngoài nơi này sự tình không chuẩn cho người khác đem này lục vũ ánh mắt hung tợn nói hắn nhìn chằm chằm lâm việt hai người tiếp tục nói đặc biệt là điên nữ nhân đánh ta này cực độ ảnh hưởng hắn hình tượng uy hát yêu ta vượn thành cùng lâm việt vượn thành cùng lâm việt đều là gật đầu này trong đó đề cập tới rồi cấm kỵ có dấu muôn đời đại bí bọn họ tự nhiên sẽ không nói đi ra ngoài, bất quá đến nỗi lục vũ bị thu thập. Bọn họ trong lòng, đều là có chính mình tính toán. Rốt cuộc kiêu ngạo ương ngạnh quán hiểu rõ lục vũ. Còn không có như thế thê thảm quá, bọn họ đi ra quặng mỏ. Hiện giờ đã qua đi một tháng thời gian, Phúc Bá cũng là vẫn luôn bên ngoài chờ đợi, thiếu. Tộc trưởng, các ngươi ra tới, trong tộc truyền đến tin tức, làm ngươi mau chóng trở về phúc bá cung kính nói đã xảy ra sự tình gì sao vượn thành không cấm mở miệng nói về mà vực năm xưa đồng minh hiện giờ muốn triệu khai hội nghị phúc bá nói đồng minh triệu khai hội nghị cùng hiện giờ thiên địa biến hóa có quan hệ có lão quái vật đã biết trước tới rồi cái gì có một ít đại chủng tộc tiên tôn xuất hiện vấn đề lớn đều đã tọa hóa tiên tôn cảnh giới cường giả theo lý mà nói thọ nguyên vô tận chính là dương gian trải qua vô tận năm tháng, tiên tôn cảnh giới cường giả cũng không nhiều. Trong đó đề cập tới rồi nào đó bí ẩn, Ma vực đồng minh về chuyện này chuẩn bị sốt ruột dương gian đại chủng tộc. Bên trong tồn tại tiên tôn cảnh giới cường giả, đi vào ma vực Triệu Khai đại hội, chuyện này sự tình quan trọng đại. Vượn Thành cũng là khẽ nhíu mày. Bọn họ cái này trình tự sinh linh, đối với trong đó hiểu biết cũng không thâm, bất quá hiện giờ thiên địa sắp sửa biến đổi lớn. Đề cập tới rồi dương gian sở hữu sinh linh. Bởi vậy vượn thành làm tương lai vượn ma tộc người nối nghiệp. Cũng yêu cầu đi đến đồng minh, ma vực đồng minh sao? Vượn thành nhíu mày nói, năm đó ma vực đồng minh, sớm đã rách nát. Hiện lên trinh phạt không biết bao lâu năm tháng, hiện giờ lại đề cập việc này. Chỉ sợ mùi thuốc súng sẽ thực trọng đương nhiên này không chỉ có là bao gồm ma vực mà đề cập tới rồi ba nghìn vực trong đó có tiên tôn cảnh giới chủng tộc khả năng đến lúc đó đều là sẽ tới chẳng, không thể tưởng được đã có tiên tôn cảm giác tới rồi sau lục vũ khóe miệng mang theo một tia cười lạnh có phải hay không cùng kia mất mát giới cổ thành có quan hệ lâm việt dò hỏi tự nhiên bất quá không chỉ có tại đây lục vũ nói bọn họ đi ra mạch khoáng nhanh chóng về tới vượn ma tộc mà bên trong vượn côn bọn họ vì ứng đối lần này biến cố, đều là trước tiên xuất quan, lúc. Này đây, cũng mời nhân tộc, hy vọng đến lúc đó, thần vương có thể đã đến, vượn. Côn nói, hắn bên người, có ma vực lần này người phụ trách, bọn họ đều là mày thâm nhan. Về nhân tộc, ma vực rất nhiều đại tộc, đều là thương thảo quá. Tuy rằng hiện tại nhân tộc đã xuống dốc, chính là trong đó rốt cuộc hư hư thực thực có hai gã tiên tôn cảnh giới cường già hơn nữa làm ở cổ trước nhất cường đại chủng tộc tất nhiên biết rất nhiều bí tân. Khả năng đối với dương gian biến hóa, có chính mình một phen hiểu biết. Lục Vũ, người thấy thế nào, Lâm Việt nói, hiện giờ nhân tộc còn ở vào phát triển bên trong. Nếu là linh giao đế vực người xuất hiện, bọn họ khả năng cực độ nguy hiểm, lúc. Này đây đại hội, sẽ ở ma tộc mở, vượn côn nói. Hắn biết Lâm Việt bọn họ ở lo lắng cái gì, thở dài nói, linh giao đế vực người sẽ không tới. Bọn họ có thiên đế tồn tại, tự nhiên có thể trấn áp hết thầy, không cần lo lắng cái gì. Lúc này đây, từ ma vực chủ trì, 10 đại chủng tộc chi nhất ma tộc lần này phụ trách chủ trì. Có thể tới, chỉ dựa vào nhân tộc, không có khả năng địa vực lúc này đây náo động lục. Vũ gật đầu nói, bọn họ kia nói thiệp mời lúc sau, đó là bước lên vực môn chuẩn bị trở về nhân gian vực. Chương 1652 không biết nữ tử mời. Ma vực khoảng cách nhân gian vực có khoảng cách nhất định. Yêu cầu vượt qua nhiều đạo vực môn, khoảng cách thịnh hội mở ra thời gian. Còn có nửa tháng thời gian, lục vũ hạ thần vực chuẩn bị tại đây dừng lại hai ngày. Hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Có được vực môn, đều là một chỗ đại thành, hiện giờ dương gian ở vào trời đông giá rét thành thị ngói phía trên, đã bị tuyết động sở bao trùm. Từ đặt chân cao cảnh giới lúc sau, Lâm Việt đã hồi lâu không có gặp qua như thế đại tuyết. Nhìn toàn bộ phần lớn là ngân trang tố khỏa, trong mắt không cấm mang theo cảm khái chi ý. Dương gian mỗi một vực, đều là có dị tộc chấp trường. Chẳng qua trong đó cũng không thiếu có bình thường chủng tộc. Vì bảo đảm một chủng tộc huyết mạch thuần tịnh, dương gian có rất nhiều khó có thể xưng là chủng tộc sinh linh, ở vào đại địa phía trên bọn họ chiếm cứ dương gian một đại bộ phận tuy rằng có một ít tu vi chính là không tính là cường đại bọn họ là dương gian không thể thiếu một bộ phận có thể ở chỗ này nhìn đến nơi nơi đều là không biết cái gì chủng tộc sinh linh bọn họ ăn mặc đại áo phun ra nuốt vào nhiệt khí quá bình phàm người sinh hoạt tu sĩ sinh hoạt quá mức khẩn trương ở chỗ này nghỉ ngơi hai ngày đào cũng thích ý lục vũ nói lâm việt khẽ gật đầu trên người hắn có một cổ quy khư chi lực còn ở vào luyện hóa bên trong. Hơn nữa tự thân cũng ở cùng ma khí dung hợp hiện tại xuất phát từ lắng động lại bên trong. Ở dọc theo đường đi lắng động lại một phen là một chuyện tốt nơi này nhất phái phồn hoa. Nơi nơi đều là giao hàng tiếng động. Ta đi vào dương gian cũng không sai biệt lắm ba năm đi, lâm. Việt thở dài nói tuy rằng hiện giờ hắn chiến lực đã có thể sánh vai cổ tiên hậu kỳ chính là. Đối với toàn bộ linh giao đế vực tới nói, vẫn là xa xa không đủ, hắn không có ở tu luyện một chuyện thượng cảm nhận được nôn nóng. Này thành tên là Vọng Nguyệt, có một cái sông lớn từ đại thành đi ngang qua mà qua. Này thượng có con thuyền, bởi vì có tu sĩ ra tay nguyên nhân. Sông lớn cũng không có đông lại, này thượng tiên sương mù lượn lờ. Cùng đại tiết hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Bọn họ đi tới bờ sông, có chuyên môn người tiếp dẫn, cổ thành cực đại mượn dùng con thuyền du lãm chung quanh phong cảnh, đến cũng là hết thầy thích ý sự tình. Lục Vũ đã hóa thành một cái bạch y thiếu niên bộ dáng, môi hồng răng trắng, tay cầm quạt xếp. Thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, làm người nhịn không được muốn xem thượng hai mắt, lâm việt bộ. Dạng vốn là tuấn lãng, hai người đi tới bờ sông, khiến cho một chúng nữ tử chú mục. Khách quan, chính là muốn lên thuyền, một. Cái dáng người mập mạp trung niên nam tử chạy chậm đi tới lâm việt bọn họ bên người làm này một hàng người đều là có nhãn lực kính vừa thấy lâm việt bọn họ liền không phải người thường cho dù là lâm việt bọn họ đem trên người hơi thở cố tình che lấp lâm việt bọn họ tùy ý cho một ít đánh thưởng làm nam tử đại hỉ tất cung tất kính tự mình dẫn lâm việt hai người lên thuyền thân tàu là một chỗ khách điếm trong đó trang trí hoa lệ chỉnh thể từ gỗ đàn sở chế có thể nhìn đến, nơi này không thiếu có người tu hành tồn tại. Bọn họ thân phận tôn quý, vô luận ở đâu một cái thế giới, đều là cường giả vi tôn, cầu. Nô tài, hảo sinh chiêu đãi hai vị khách quan. Mập mạp nam tử quát lớn một tiếng, một cái ở góc, ăn mặc đơn sơ thiếu niên. Lập tức tiến lên, hắn đỉnh đầu người sống một đôi lang nhĩ, ở mùa đông. Cũng bất quá là ăn mặc một kiện đạm bạc xiêm y bởi vì đứng thẳng lên nhiệt khí tiêu tán đang ở không ngừng phát run môi đều là ô màu tím này khách điếm phồn hoa chính là đối với đánh tạp không có chút nào chiếu cố hai vị khách quan bên này thình thiếu niên này có lang tộc loãng huyết mạch tu vi bất quá bước thứ hai ở dương gian bên trong thập phần gầy yếu địa vị tự nhiên cũng là ở vào thấp nhất trình tự có thể ở đại thành bên trong có đánh tạp việc đã xem như thập phần khó được rốt cuộc loại này huyết mạch loãng tồn tại một ít người khả năng sẽ bị hạn chế không thể tiến vào đến có vực môn đại thành thiếu niên đi lên lúc sau trong ánh mắt tựa hồ mang theo một loại giã tính bất quá dây lát lướt qua chi gian đó là biến mất không thấy hắn che giấu đến cực hảo hơn nữa trên người tựa hồ có một loại truyền thừa có thể che lấp hắn khí cơ lục vũ hơi tò mò bất quá cũng không nói thêm gì bọn họ cái này trình tự rất khó có đồ vật có thể xúc động bọn họ cảm xúc bất quá là đối với lang tộc thiếu niên mang theo hơi hứng thú thôi hai vị khách quan yêu cầu bổn tiệm cô nương tương bồi sau lang tộc thiếu niên nói đối với này đó dò hỏi hắn sớm đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen hắn lau chùi mặt bàn không cần lâm việt mở miệng theo trà nóng rót đầy lang tộc thiếu niên bưng ấm trà đứng ở lâm việt bọn họ phía sau ở trong cửa hàng nhưng có cái gì tiết mục lục vũ dò hỏi sau nửa canh giờ sẽ có thú tộc cô nương tới đây biểu diễn lang tộc thiếu niên trả lời nói phải không lục vũ rất có hứng thú hắn trầm miên vô tận năm tháng đối với dương gian bình thường thế giới sớm đã quên đến không sai biệt lắm đi lấy hồ rượu trắng lâm việt nói chung quanh thỉnh thoảng có nữ tử ánh mắt hướng về lâm việt bọn họ nơi này tìm hiểu lại đây trong đó không thiếu có một ít tu sĩ bọn họ đều là ở khe khẽ nói nhỏ thỉnh thoảng gian còn truyền đến cười nhạo tiếng động quả nhiên hảo túi ra mặc dù qua đi đã lâu năm tháng như cũ sẽ hấp dẫn người chú mục lục vũ xu thí nói một tiếng rồi sau đó lấy tự nhận là tiêu sái tư thế uống một ly nhiệt rượu lúc này có hai cái nữ tu sĩ đã đi tới dáng người nhẹ nhàng bất quá thần sắc phía trên lại là có chút kiêu căng nói nhà ta sư tỷ muốn thỉnh công tử đi uống một chén. Bọn họ nhìn về phía Lâm Việt, mang theo không dung cự tuyệt, có thể, lục. Vũ nhàn nhạt buông chén rượu, trêu chọc trên trán một sợi tóc đen, thực. Xin lỗi, không phải nói ngươi, mà là vị công tử này, nữ tu sĩ nói. Không biết bọn họ đến từ chính cái gì chủng tộc, bất quá bộ dáng cực mỹ, không thi phấn trang. Cũng như từ họa chung đi ra, ngươi xác định không phải ta, lục. Vũ nhìn về phía hai gã nữ tử, mang theo khó có thể tin công. "Tử, xin cho ngươi đồng tử ít nói chút lời nói." Nữ tử nhíu mày nói, "Lục Vũ thực bị thương, lập tức đem mặt suy sụp xuống dưới." Sắc mặt âm trầm, "Đồng tử, như vậy anh Tuấn tiêu sái ngươi nói ta là đồng tử các." Người ánh mắt có phải hay không xảy ra vấn đề, Lục Vũ nói. Bất quá hai gã nữ tử đã không phản ứng Lục Vũ, mà là chờ Lâm Việt trả lời, "Không đi, Lâm Việt phẩm rượu, nhàn nhạt nói, hắn trực tiếp cự tuyệt. Cách đó không xa bàn tiệc phía trên, một thân tài mạn rượu, thân xuyên y phục rực rỡ nữ tử. Nhìn thấy sư muội mấy người chậm chạp tương lai, không cấm nhíu mày. Nàng bưng chén rượu nhìn Lâm Việt, rất có hứng thú, người phải nghĩ kỹ. Nữ tử tiếp tục nói, toàn bộ vọng nguyệt thành bên trong. Chưa từng có người có thể cự tuyệt sư tịch cùng ta không quan hệ, Lâm. Việt bình tĩnh nói, mở miệng chi gian, liền xem đều không có xem nữ tử liếc mắt một cái, lạt. Mềm buộc chặt, nữ tử nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Người như vậy, các nàng thấy quá nhiều, chính là chưa từng có người được đến sư tỷ yêu ái, không? Biết các ngươi nơi nào tới tự tin, nếu là không có mặt khác sự, đừng quấy giày ta nhã hứng, lâm. Việt nói, trực tiếp xua đuổi nói, ngươi. Hai gã nữ tử có chút buồn bực, sắc mặt đỏ lên. Nổi giận đùng đùng rời đi, các nàng về tới trước bàn, nói: "Sư tỷ, người nọ bất quá là không coi ai ra gì cuồng vọng hạng người, có ý tứ." Nữ tử cười, ngàn tư trăm mị, làm một bên một ít tu sĩ, đều là xem đến như si như say. Chương 1653 Kim Ô tộc lão tổ xảy ra chuyện. Nữ nhân này dáng người nhẹ nhàng, buông chính mình trong tay chén rượu. Rồi sau đó chậm rãi đứng dậy, đi tới Lâm Việt trước người, lập tức ngồi xuống, "Ngươi là cái thứ nhất cự tuyệt ta người, nữ tử nói. Lâm Việt chỉ là nhàn nhạt nhìn nữ tử liếc mắt một cái, đó là tự cố uống rượu. Nữ nhân đối với hắn tới nói, đã không có bao lớn hứng thú. Hơn nữa này nữ tử thân phận, tựa hồ thực thần bí, không biết đến từ chính cái nào chủng tộc. Bất quá tu vi lại là thập phần mạnh mẽ, mơ hồ chi gian có cổ tiên hơi thở phát ra, xin hỏi ngươi có chuyện gì lâm việt nói không có việc gì chỉ là muốn tìm ngươi uống hai ly nữ tử cười ngâm ngâm nói cũng không bận tâm cái gì đem lâm việt trong tay một nửa rượu cầm lại đây uống đi xuống rượu không tồi nữ tử cười lâm việt tự nhiên sẽ không cho rằng này nữ tử là chuyên môn tới tìm chính mình uống rượu khả năng có cái gì ý đồ lâm việt nghĩ đến chẳng lẽ là chính mình thân phận bại lộ nghi hoặc là bị nữ tử phát hiện cái gì bất quá cổ tiên cảnh giới cường giả hiện giờ đối với lâm việt tới nói cũng không có cái gì uy hát yêu ta chỉ cần nữ tử phía sau không có người bất luận chơi cái gì thủ đoạn hắn đều có thể thong dong đối mặt công tử tu vi tựa hồ rất cường đại mơ hồ chi gian làm ta đều là có điều nhìn không thấu hơn nữa người trên người có một cổ làm ta quen thuộc hơi thở nữ tử tiếp tục nói, nàng nhìn Lâm Việt vẫn luôn vẫn duy trì lạnh nhạt, không có chút nào buồn bực. Khóe miệng mang theo ý cười. Thực lực của ngươi cũng là không yếu, Lâm. Việt nói, nữ tử cười, rồi sau đó trong tay xuất hiện một thốc ngọn lửa. Mang theo kịch liệt độ ấm, tựa hồ có thể đem vạn vật đều là bỏng cháy, kim ô nhất tộc thấy. Được nữ tử trong tay ngọn lửa, lục vũ có chút giật mình hắn đã từng cùng kim ô nhất tộc có nhất định sâu xa lúc này nhìn đến lúc sau không cấm sắc mặt biến hóa vũ hỏa hơi thở lâm việc nhìn ngọn lửa trong ánh mắt không tự giác hiện lên một tia kinh ngạc hắn nắm giữ vũ hỏa rất nhiều năm đối với trong đó hơi thở quen thuộc vô cùng bất quá nữ tử sở nắm giữ chẳng qua là một tia không đủ tinh thuần chỉ có thể luyện hóa ở tự thân huyết mạch bên trong chính là này đối với vũ hỏa khống chế lại là thuần thục tới rồi nhất định trình độ lúc này ở nữ tử ngón tay phía trên nhảy lên lâm việt cũng rốt cuộc là đã biết nữ tử vì cái gì nói đúng với lâm việt có chút quen thuộc nguyên nhân khả năng chính là đến từ chính chính mình trong cơ thể vũ hỏa vũ hỏa không thuộc về dương gian bất quá lại là ở dương gian hiện hóa quá một đoạn năm tháng cuối cùng có thể là bởi vì hy thiên đế nguyên nhân bị đưa tới tiểu âm phủ bên trong chấn áp một ít quỷ dị, đến nỗi cụ thể sự tình lại là không biết. Nhìn về phía nữ tử, Lâm Việt trong lòng cũng là sinh ra một tia tò mò, hắn muốn biết. Vũ Hỏa đến tột cùng là đến từ chính địa phương nào, xem. Gia công tử rốt cuộc là tới một chút hứng thú. Nữ tử nói, nàng lấy Vũ Hỏa một tia hơi thở, đem chén rượu đun nóng, nóng chảy ở trên mặt đất sàn nhà bốc lên khói nhẹ nhà ngươi lão tổ còn ở lục vũ nhìn về phía nữ tử dò hỏi lão tổ ngươi có biết ta đến từ với cái gì chủng tộc nữ tử nhìn về phía lục vũ rất có hứng thú nói dương gian bên trong trừ bỏ kim ô nhất tộc người nào có thể nắm giữ vũ hỏa lục vũ nói trong ánh mắt mang theo khinh thường chi ý nữ tử hơi kinh ngạc chắp tay nói không biết là nơi nào tới tiền bối không có từ xa tiếp đón Lục Vũ tùy ý xua xua tay, ta cảm giác tới rồi, công tử trên người. Tự hồ có cái gì hỏa thuộc tính hơi thở, hiện giờ nhà ta lão tổ, xuất hiện vấn đề lớn. Không phải có không thỉnh ngươi đi đến tộc của ta tộc địa, nữ. Tử không có dấu giếm, nói thẳng nói. Người lão tổ đã xảy ra cái gì, lục vũ nhíu mày, kim ô nhất tộc cực độ cường thịnh. Ở dương gian đủ để bài tiến trước 20, lão tổ càng là sừng sững ở tiên tôn lĩnh vực tiếp cận một cái thời đại. Tiên tôn cảnh giới cường giả, thọ nguyên vô tận, lục vũ cũng là không rõ, kim ô tộc lão tổ. Tuyệt đối là cường đại, dương gian trừ bỏ số ít đỉnh cấp tiên tôn. Chỉ sợ không có người có thể đối này tạo thành bất luận cái gì uy hát yêu ta, nói ra thì rất dài. Nữ tử lắc đầu nói, nhưng vào lúc này, nàng giữa chán hiện lên một đạo kim sắc thần văn. Tựa hồ có cái gì tin tức, nàng sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hai vị ta có một chút sự tình yêu cầu đi xử lý một chút, một hồi ta sẽ tìm đến ngươi. Nữ tử nhìn về phía Lâm Việt nói, theo sau nữ tử ở mọi người ánh mắt bên trong. Mang theo vài tên nữ đệ tử, đó là ra nơi này, rồi sau đó hóa thành một đạo ánh lửa. Biến mất ở phía chân trời, không biết các nàng muốn đi làm gì. Đợi cho đi rồi, Lâm Việt hỏi cập lục vũ, nói, kim ô tộc, ngươi quen thuộc sao ta? Đã từng ở nơi đó ngủ say một đoạn năm tháng, lục vũ nói lại nói tiếp ta còn thừa kim ô lão tổ một ân tình mượn dùng kim ô thánh hòa hoàn thành một đoạn lột xác có cơ hội có thể đi nhìn xem lục vũ nói hắn trong ánh mắt mang theo hồi ức lâm việt khẽ gật đầu nếu là cùng lục vũ giao hảo thế lực lâm việt nhưng thật ra không có bao lớn lo lắng theo kim ô tộc nữ tử rời đi nơi này biểu diễn cũng bắt đầu rồi chỉ thấy kia ngôi cao phía trên có mấy cái thú tộc nữ tử dáng người yểu điệu ăn mặc một thân sa mỏng bên trong phong cảnh như ẩn như hiện bất quá các nàng thoạt nhìn tựa hồ cũng không cao hứng trong ánh mắt mang theo tuyệt vọng chi ý một ít người nhìn thú tộc nữ tử biểu diễn trong miệng nói uế lời nói ánh mắt lửa nóng nói nơi này thú tộc nữ tử huyết mạch đê tiện bất quá đều là nhất đẳng nhất hảo mặt hàng chỉ cần cạnh giới liền có thể được đến hắc hắc đêm nay như huynh nỗ lực hơn mọi người đều là ở tham thảo, nơi này thú tộc nữ tử, đều là bị dạy dỗ quá. Thập phần có lực hấp dẫn, mà đại bộ phận đi vào người trên thuyền. Đều là vì thế mà đến, lâm việt phía sau lang tộc thiếu niên. Trên mặt mang theo một cổ lạnh nhạt chi ý. Hắn nắm tay khẩn tích cóp, nhìn trên đài một người sinh có lang nhĩ nữ tử. Cực lực khắc chế cảm xúc. Xong sau, nơi này đã có người bắt đầu cạnh giới, trên đài tổng cộng 5 tên thú tộc nữ tử có sinh hồ đuôi bởi vì huyết mạch đê tiện loãng nguyên nhân bọn họ không có nhân quyền bị coi như vật phẩm giao dịch vài tên thú tộc nữ tử đứng ở trên đài không dám có chút phản kháng trong ánh mắt còn lại là tuyệt vọng không có gì ý thức đi trong phòng nghỉ ngơi bãi lâm việt nói đó là đứng dậy rời đi hắn có thể từ này đó nữ tử trong ánh mắt cảm nhận được tuyệt vọng chính là mỗi người đều là có chính mình cách sống có lẽ này đó nữ tử đi vào nơi này là vì sinh kế đối với những việc này lâm việt cũng không nghĩ có quá nhiều phản ứng mang chúng ta đi trong phòng lâm việt đối phía sau lang tộc thiếu niên nói hắn như thế nào không biết lang tộc thiếu niên trong ánh mắt kia cổ khó có thể che giấu sát ý thiếu niên vẫn luôn kiệt lực khắc chế mang theo lâm việt bọn họ tiến vào tới rồi phòng bên trong vào đêm mọi âm thanh đều tĩnh đại tiết bay tán loạn Lâm Việt nhìn trong chốc lát lúc sau, đó là đi tới giường phía trên. Hắn hiện tại ở lắng động lại chính mình tu vi. Không có chút nào hơi thở biểu lộ ra tới, liền ở hắn hiển lộ minh tưởng trạng thái thời điểm. Có một bóng người, lấy ẩn nấp động tác tiến vào tới rồi Lâm Việt phòng bên trong. Hắn ở tìm hiểu phòng, không có nhìn đến bất luận cái gì đồ vật cuối cùng. Hắn thổi ra một cổ khói mê, muốn đem Lâm Việt mê choáng, cướp đi trên người hắn đồ vật ngươi thủ đoạn, quá mức vụng về một chút. Lâm Việt nhìn bắt được bóng người, đã đến gần rồi chính mình. Nhàn nhạt mở miệng, nơi này ánh nến, theo Lâm Việt trợn mắt chi gian. Một lần nữa đốt lên, chỉ thấy kia lang tộc thiếu niên, trong tay cầm một phen sắc bén chỉ thủ. Nhìn đến Lâm Việt thức tỉnh, đem trên người của ngươi đồ vật giao ra đây, thiếu niên đôi tay cầm chỉ thủ, hung tợn nói. Chương 1654 thu lang tộc thiếu niên vì chết hầu lang tộc thiếu niên, từ nữ tử cùng Lâm Việt nói chuyện bên trong. Đã biết Lâm Việt là một người tu sĩ, tự hồ thực lực không yếu. Trên người đã có nào đó cường đại pháp khí, khói mê là hắn tiêu phí thật lớn đại giới. Từ một chỗ cửa hàng đặt mua, đối với linh thánh cảnh giới cường giả, đều là có tác dụng. Lang tộc thiếu niên không nghĩ cầu bất luận kẻ nào, lúc này mở miệng, trong ánh mắt mang theo lạnh nhạt chính là ở lâm việt mỏng manh hơi thở phát ra dưới hai tay của hắn lại là ở không được phát run trong lòng tín niệm làm hắn ổn định mang theo uy hát yota chi ý đối với lâm việt tới nói này lang tộc thiếu niên bất quá là miễn cưỡng chạm đến tới rồi bước thứ ba cùng con kiến vô dị tâm tính không tồi lâm việt khẽ gật đầu hắn một đạo ánh mắt làm lang tộc thiếu niên trong tay chỉ thủ trực tiếp rơi xuống kia trên đài mỗ vị thú tộc nữ tử, là ngươi thân nhân, Lâm. Việt ngồi ở trên ghế, nhàn nhạt hỏi, là tỷ tỷ của ta, Lang. Tộc thiếu niên đi trước chống đỡ chính mình thân mình, ánh mắt sâu kín. Mang theo một cổ bất khuất ý chí. Muốn từ ta trên người, được đến thần vật đi giải cứu ngươi tỷ tỷ, Lâm Việt bình tĩnh nói. Lang tộc thiếu niên ý tưởng thực đơn thuần, muốn từ Lâm Việt trên người, được đến thần vật chính là lại không có nghĩ đến hắn này đó tiểu kỹ xảo sớm tại thiếu niên chuẩn bị thời điểm liền bị lâm việt biết được các người này đó tự xưng là cao cao tại thượng tu sĩ đều là đáng chết lang tộc thiếu niên hung tợn nói tự hiểu là có thể tùy ý khống chế người khác sinh mệnh giết hại cha mẹ ta đem ta tỉ tỉ bắt đi nói lang tộc thiếu niên trong ánh mắt trải rộng tơ máu không có người dạy dỗ dưới hắn bằng vào chính mình nghị lực mạnh mẽ đem tu vi tăng lên tới bước thứ hai, cũng coi như là khó được, người không sợ chết, lâm. Việt nhìn về phía lang tộc thiếu niên, có chút tò mò hỏi. Chết ta ở ba tuổi năm ấy, cũng đã đã chết, hiện tại tồn tại, chính là vì cứu ra tỷ tỷ. Giết sạch kẻ thù, lang tộc thiếu niên lạnh giọng nói, bằng. Vào ngươi này bước thứ hai thực lực, lâm Việt tùy ý nhìn thoáng qua, muốn. Giết cứ giết, không cần nhiều lời lang tộc thiếu niên biết lâm việt thực lực tuyệt phi phàm tục tùy ý một đạo ánh mắt đều là có thể tạo thành như thế đáng sợ uy thế hắn đã từ bỏ chống cự thân mình thẳng thắn không tồi lâm việt khẽ gật đầu có lòng chắc ẩn ta có thể cho ngươi thần vật cứu tỷ tỷ ngươi bất quá có một điều kiện lâm việt nói hắn nhìn chúng lang tộc thiếu niên tâm tính điều kiện gì lang tộc thiếu niên nhìn về phía lâm việt trong ánh mắt có một tia kinh ngạc Lâm Việt tự hồ cùng hắn nhìn đến quá tu sĩ, có điều không giống nhau. Hiện tại thế nhưng đáp ứng giúp chính mình cái này con kiến, nhận. Ta là chủ, trở thành chết hầu, Lâm Việt bình tĩnh nói. Hơi do dự một phen, lang tộc thiếu niên quỳ gối trên mặt đất, nói. Chỉ cần có thể cứu ra tỷ tỷ của ta, ta đáp ứng ngươi, hảo. Lâm Việt một lóng tay điểm ra, lang tộc thiếu niên chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể xuất hiện một cổ khó có thể nói rõ lực lượng giống như cuồn cuộn nước biển. Tiến vào tới rồi này trong cơ thể, hắn lúc này mới xem như chân chính hiểu biết tới rồi. Lâm Việt có bao nhiêu cường đại? Tùy ý một chút lực lượng đều có thể cho này có linh thánh cảnh giới thực lực cứu. Già tỷ tỷ ngươi, liền đi đến nhân gian vực, đến lúc đó, sẽ có người giáo ngươi tu hành, Lâm. Việt vẫy vẫy tay, đường hắn chạm đến đến thiếu niên thân thể lúc sau, có chút hơi kinh ngạc này lang tộc thiếu niên trong cơ thể tự hồ có dấu bí mật đây cũng là hắn không có người giáo này tu hành cũng có thể đột phá đến bước thứ hai nguyên nhân tự hồ là mỗ vị cường giả năm xưa nói quả ở này trong cơ thể lâm việt tự nói hắn không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp dưới gặp được một thiếu niên trong cơ thể thế nhưng có như thế lực lượng là chủ nhân lang tộc thiếu niên quỳ trên mặt đất hắn tâm tính cứng cỏi hiện tại cũng đối lâm việt thuyết phục đã đem này coi là chân chính chủ nhân lâm việt xua tay cho một quả lệnh bài rồi sau đó cho một ít rượu thù cũng đủ thiếu niên đi đến nhân gian vực lúc sau làng tộc thiếu niên đi ra lâm việt phòng bất quá lâu ngày toàn bộ thuyền lớn phía trên bạo phát khủng bố đại chiến linh thánh cảnh giới đại chiến làm nơi này đại tuyết đều là ở không trung tan giã rồi sau đó hóa thành hơi nước tiêu tán ở trong thiên địa này thuyền lớn từ một vị linh thánh lúc đầu tu sĩ chấp trưởng, tại đây thành bên trong đã coi như nhất đẳng nhất cường giả. Hiện tại có Lâm Việt lực lượng thêm vào, lang tộc thiếu niên mang theo chính mình tỷ tỷ. Một đường sát phạt, đem chính mình năm xưa thù địch sinh sôi đánh bạo. Máu nhiễm hồng sông lớn, trong thành có phụ trách duy trì trật tự cường giả xuất thế. Cũng là không có có thể ngăn trở lang tộc thiếu niên cuối cùng chỉ có thể tùy ý bọn họ rời đi, Lâm Việt không có quản những việc này. Lang tộc thiếu niên cố tình tránh đi phá hư thuyền lớn, biết ngày thứ hai qua đi. Nữ tử về tới nơi này, bất quá có thể cảm giác đến trên người nàng hơi thở có chút hỗn loạn. Tựa hồ ở tối hôm qua bạo phát một hồi đại chiến. Cũng hoặc là mặt khác, nàng tìm được rồi Lâm Việt. Đem chung quanh không gian đều là phong tỏa lên, tránh cho tin tức lộ ra ngoài công. Tử nhưng có hứng thú nữ tử hơi hơi khom người nói khẩn cầu nói nếu là có thể trị liệu tổ tiên thương thế ta kim ô nhất tộc hứa hẹn có thể cho ngươi yêu cầu hết thảy đồ vật ngươi trong tộc có phải hay không còn có chuôi này cung thần lục vũ dò hỏi nữ tử nghe vậy nhíu mày hắn không biết lục vũ vì sao hiểu biết hắn trong tộc nhiều như vậy sự tình bất quá nàng hiện tại có việc cầu người tuy rằng cũng không xác định lâm việt có loại này lực lượng chính là hiện tại lão tổ trạng thái rất là nghiêm trọng bởi vậy nàng không nghĩ buông tha bất luận cái gì một cái cơ hội đúng vậy nữ tử trả lời nói vậy là tốt rồi nói lục vũ gật đầu nói hắn đối lâm việt sử một ánh mắt truyền âm nói kia cung thần là năm xưa nhân tộc một vị tiên hiền lưu lại có khủng bố uy năng tiên tôn đều từng tại đây cung nhiễm huyết có thể đối linh giao đế vực hỏa quạ tiên tôn tạo thành uy hát iota Lâm Việt nghe được Lục Vũ giảng giải, khẽ gật đầu, đối linh giao đế vực một vị tiên tôn. Có áp chế tác dụng, nói như vậy, liền cần phải được đến, ta. Muốn biết, ngươi chính là muốn mượn dùng vũ hỏa lực lượng, Lâm Việt nói. Nghe được vũ hỏa, nữ tử đại hỷ, nói, đúng là. Chỉ là vũ hỏa đã biến mất ở dương gian một cái thời đại. Hiện giờ chỉ có ta kim ô nhất tộc nắm giữ có. Công tử, ta cũng nắm giữ một tia căn nguyên, Lâm việt nói trong tay đồng dạng là xuất hiện vũ hòa hắn cũng không có nói ra tới chính mình nắm giữ toàn bộ vũ hòa căn nguyên có nhất định che giấu tuy rằng lục vũ cùng kim ô nhất tộc lão tổ có giao tình chính là rốt cuộc năm tháng qua đi lâu lắm nếu là kim ô nhất tộc mơ ước vũ hòa bằng vào bọn họ nhất tộc cường đại lâm việt hắn khả năng sẽ phát sinh nguy hiểm nhìn đến vũ hòa lúc sau nữ tử vô cùng vui vẻ nói có vũ hòa lão tổ thương thế có hy vọng, bất quá vì bảo hiểm khởi kiến. Tộc của ta yêu cầu đi đến đoạn ngày lĩnh, lấy được chín kiếp thần thảo. Nếu là công tử không ngại, có thể đồng hành, nữ tử nói. Chín kiếp thần thảo, có thể cho nhân thể chất tiến thêm một bước tăng lên, tiểu tử. Đối với ngươi có chỗ lợi, lục vũ nhắc nhở nói, lâm việt chuẩn bị cùng nữ tử mấy người đồng hành. Đoạn ngày lĩnh ở vào này đại vực phương Tây, tương truyền ở xa xôi thời đại có một tôn nguyên thủy đại ngay, bởi vì tiên tôn cảnh giới cường giả đại chiến. Từ vòm trời rơi xuống, hóa thành một phương tuyệt địa. Đã từng có rất nhiều cường giả, đều là ở trong đó luyện chế quá chính mình bản mạng pháp. Khi kim ô nhất tộc càng là cùng đoạn ngày lĩnh, có lớn lao liên hệ. Bởi vậy mới biết được có chín kiếp thần thảo tồn tại. Chương 1655 nhập đoạn ngày lĩnh tìm chín kiếp thần thảo bọn họ chuẩn bị tức khắc khởi hành, đi hướng đoạn ngày lĩnh, ở trên đường, nữ tử đáp ứng rồi. Nếu là thành công cứu trị kim ô tộc tổ tiên, có thể đáp ứng, cấp xuất thần cung, dùng làm tạ lễ. Đoạn ngày lĩnh ở ngoài, đã có kim ô tộc cường giả ở bên ngoài, cổ tiên hậu kỳ thực lực. Giống như đại ngày giống nhau, chiếu dọi núi sông vạn dặm, có hừng hực hỏa thuộc tính phù văn. Lượn lờ ở này bên cạnh người, cổ tiên cảnh giới cường giả, tổng cộng tới 7 người lúc này lập với trong hư không hiện hóa ra bản thể tràn ngập cường đại chi ý bất quá bọn họ tự hồ ở không lâu trước đây phát sinh quá huyết chiến trên người đều là mang theo thương thế chín đầu trùng nhất tộc không biết như thế nào đã biết tộc của ta lão tổ xảy ra chuyện bởi vậy tiến đến ngăn chặn đây cũng là ta hôm qua rời đi nguyên nhân nữ tử nói nàng đã thay một tịch váy đỏ này thượng dấu vết kim văn vai phải theo có kim ô bản vẽ đêm này yểu điệu dáng người, phụ trợ nhìn không sót gì, nữ tử tên là Ô Linh Nhi. Chính là kim ô tộc thiên tri kiêu nữ, thiên phú so với vượn thành, cũng là không nhường một tấc. Tựa hồ ở đương thời, có rất nhiều thiên kiêu xuất thế, sẽ là một cái lộng lẫy thịnh thế, bái. Kiến thất thúc, ô linh nhi chân ngọc nhẹ điểm hư không? Đi tới vài tên kim ô tộc cường giả phụ cận đây. Là ngươi theo như lời, nắm giữ một tia vũ hỏa căn nguyên tiểu tử sao? bị ô linh nhi gọi là thất thúc kim ô tộc cường giả trong ánh mắt mang theo kiêu căng nhìn về phía lâm việt sắc mặt rất là lạnh nhạt quả nhiên là anh kiệt thế nhưng có cổ tiên khí cơ lục thúc đi tới lâm việt trước người hóa thành một cái bụ bẫm trung niên nam tử lúc này cười ngâm ngâm nói quá khen lâm việt chắp tay kim ô tộc không thể nghi ngờ cực độ cường đại bằng không cũng sẽ không trở thành dương gian hai mươi cường bên trong thế lực Nơi này bảy tôn cường giả, trên người hơi thở đều là cực độ cường đại. Vượt xa quá giống nhau cổ tiên hậu kỳ cường giả. Đặc biệt là ô linh nhi trong miệng thất thúc. Tự hồ đã chạm đến tới rồi truyền thuyết bên trong tiên 49 đình. Trên người có một cổ như có như không tiên tôn hơi thở tồn tại, này cũng khó trách hắn mang theo. Kiêu căng, chín đầu trùng tộc đã tiến vào tới rồi trong đó, chúng ta cần thiết mau chóng đoạt ở bọn họ phía trước, đem chín kiếp thần thảo tìm được, lục. Thúc nói, bọn họ lúc này đều là hóa thành hình người, một tịch màu đỏ đạo bào, có phi phạm ý vị. Không ngừng là chín đầu trùng nhất tộc, còn có thạch linh tộc đám người. Đều là mơ ước chín kiếp thần thảo, hiện giờ tiến vào tới rồi trong đó, ô. Linh Nhi nói, đây là nàng tìm hiểu đi vào tình báo, đối với kim ô tộc tới nói. Áp lực không thể nghi ngờ gia tăng rồi rất nhiều đặc biệt là kim ô tộc thế địch chín đầu trùng nhất tộc bọn họ đã biết kim ô tộc lão tổ bị thương lúc sau đã có rất nhiều động tác tựa hồ muốn cùng kim ô tộc khai chiến đưa bọn họ ở dương gian xếp hạng thay thế ta kim ô nhất tộc chưa bao giờ sợ bất luận kẻ nào làm cho bọn họ đi vào trước lại là như thế nào thất thúc hừ lạnh một tiếng bọn họ kim ô nhất tộc đã từng ý vị lão tổ đã từng tiến vào đến đoạn ngày lĩnh chỗ sâu trong luyện chế chính mình bản mạng thần khí. Biết được quá chín kiếp thần thảo cụ thể vị trí, bởi vậy bọn họ không có nôn nóng. Ở chuẩn bị một phen lúc sau, Kim ô tộc cùng Lâm Việt hai người. Tiến vào tới rồi trong đó, lục vũ như cũ là trắng nõn thiếu niên bộ dáng. Lúc này đang ở khắp nơi tìm hiểu. Đoạn ngày lĩnh bên trong không có một ngọn cỏ. Nơi nơi đều là tản ra nóng cháy độ ấm màu lam ngọn lửa có thể bỏng cháy người thần niệm, gần là này ngoại tầng, linh thánh cảnh giới tu sĩ. Đều là không chịu nổi, nơi này màu lam ngọn lửa cơ hồ đã hóa thành căn nguyên đại đạo ký hiệu. Kim ô nhất tộc tại đây bên ngoài có vẻ thập phần nhẹ nhàng, bọn họ trời sinh gần hòa. Tu đại đạo hỏa chi căn nguyên, Lâm Việt cũng này đây vũ hỏa, chống đỡ nơi này bỏng cháy chi lực. Ở nào đó phương diện, so với Kim ô nhất tộc ở bên trong này, càng thêm như cá gặp nước rất là thong dong này bên ngoài ngọn lửa không coi là cái gì chỗ sâu nhất tồn tại thiên hòa đến lúc đó khả năng thất thúc bọn họ đều là không chịu nổi ngươi không cần ly đến quá xa ô linh nhi nhắc nhở lâm việt hai người lâm việt khẽ gật đầu lúc này đây vì được đến chín kiếp thần thảo kim ô tộc mang đến tiên tôn pháp khí có thể chống đỡ chỗ sâu trong thiên hòa nếu là đến lúc đó cùng chín đầu trùng tộc bùng nổ đại chiến, khả năng không tì vết cố kỵ đến lâm việt bọn họ, bởi vậy ô Linh Nhi thiện ý nhắc nhở. Dọc theo đường đi, ô Linh Nhi cùng lâm việt bắt chuyện, bất quá lâm việt lại là không thế nào. Phản ứng ô Linh Nhi, cái này làm cho ô Linh Nhi có chút bị thương, chính mình bộ dạng. Khuynh quốc khuynh thành, ở dương gian bên trong nổi tiếng, dương gian có lạc nhạn bàng. Ô Linh Nhi bình chọn vì đệ thập. Thế gian nam tử, cái nào không vì chi khuynh đảo chính là cố tình lâm việt tựa hồ đối nàng không có một chút hứng thú cùng nàng nói chuyện bên trong phần lớn cũng là về chín kiếp thần thảo theo không ngừng thâm nhập nơi này ánh lửa cũng là từ màu lam hóa thành đỏ đậm giống như sinh linh thật huyết đang không ngừng thiêu đốt có loại nóng cháy độ ấm ở trong đó thất thúc trên tay có một quyển cổ xưa bút ký này thượng đúng là ghi lại chín kiếp thần thảo cụ thể vị trí ở vào chỗ sâu trong sơn cốc mà kia sơn cốc cũng là đoạn ngày lĩnh nhất khủng bố địa phương bị thiên hỏa sở bao phủ đủ để luyện vạn vật lúc này thất thúc bọn họ cũng đã lấy ra tiên tôn pháp khí một cọng lông vũ này thượng có đại đạo lực lượng ở biểu lộ hình thành một cái vòng bảo hộ đem mọi người bao vây ở trong đó phía trước xuất hiện bóng người thạch linh tộc người vẫn luôn ở chỗ này chờ kim ô nhất tộc bọn họ biết kim ô nhất tộc biết chín kiếp thần thảo vị trí bởi vậy muốn từ bọn họ trên tay đoạt được chờ các ngươi hồi lâu vài tên cổ tiên hậu kỳ thạch linh tộc cường giả sâu kín nói dương gian đại tộc có thể vì thần vật không chọn hết thầy thủ đoạn nơi này không chỉ là có thạch linh tộc vũ tộc người cũng là xuất hiện ở nơi này tổng cộng chín tên cổ tiên hậu kỳ cường giả bọn họ đem kim ô nhất tộc vây quanh, kim ô nhất tộc biết, phía trước có mai phục. Chính là vì chín kiếp thần thảo, cũng không thể không lấy thân phạm hiểm. Trong tộc lão tổ trạng thái thật không tốt, cơ hồ muốn ngã xuống. Bọn họ cần thiết mau chóng mang về chín kiếp thần thảo. Bởi vậy chẳng sợ phía trước là đầm rồng hang hổ, cũng cần thiết thâm nhập thạch. Linh tộc, vũ tộc, các ngươi thật to gan. Kim ô tộc thất thúc nhàn nhạt mở miệng, hắn đã hóa thành một cái uy nghiêm trung niên nam tử một tịch tóc đỏ, cái chán có một đạo kim ô thần văn, tràn ngập lạnh nhạt chi ý, nghe. Nói ngươi trong tộc lão tổ xuất hiện vấn đề lớn, không biết có thể hay không căng lại đây. Thạch linh tộc một người cường giả, mang theo cười lạnh chi ý, tuy rằng kim ô tộc đem tin tức phong tỏa. Chính là không có không ra phong tường, bởi vậy này vực một ít có thủ đoạn đại tộc. Đều là mơ hồ được đến tin tức, đối với kim ô nhất tộc, đều là như hổ rình môi tiên tôn cảnh giới cường giả, là nhất tộc nội tình, cho dù là kim ô nhất tộc bên trong. Còn có ba gã tiên tôn cảnh giới cường giả. Chính là nếu là lão tổ ngã xuống nói, sẽ ảnh hưởng mấy cái chủng tộc chỉ thấy cân bằng. Tích lũy vô số năm tháng thù hận, sẽ trực tiếp bùng nổ, khả năng rất nhiều chủng tộc. Đều sẽ bởi vậy mà liên thủ, bình định rớt kim ô nhất tộc. Bởi vậy kim ô nhất tộc mới có thể không tiếc đại giới, phái bảy vị kim ô tộc cường giả đi vào đoạn ngày lĩnh muốn được đến chín kiếp thần thảo việc này dùng không được các ngươi lo lắng thất thúc nói bọn họ đều là biết tiến vào không thể thiếu huyết chiến bởi vậy không có bất luận cái gì do dự kim ô tộc thất thúc cường thế vô cùng vào lúc này trực tiếp ra tay ánh lửa trùng tiêu hóa thành một con ngàn trượng kim ô lập tức sát hướng về phía trong đó thạch linh tộc hai gã cường giả bất quá nơi này cổ tiên hậu kỳ cường giả, số lượng quá nhiều, làm kim ô tộc người. Đều chẳng lẽ là nhíu mày. Chương 1656 cứu ô linh nhi chiến vũ tộc cường giả. Kim ô tộc cường giả, hóa thành đại ngay, chiếu sáng hoàn vũ, ô linh nhi trong tay. Cũng là xuất hiện một thanh kim ô thánh kiếm, vào lúc này chuẩn bị đối phó với địch lâm. Đạo hữu người thả lui ra phía sau, ô. Linh Nhi bảo vệ Lâm Việt, lúc này thần sắc ngưng trọng nói nàng tóc đen dần dần biến thành lửa đỏ bởi vì tự thân hơi thở bùng nổ vũ động tuy rằng là cổ tiên lúc đầu tu vi chính là bằng vào nửa bước tiên tôn thánh kiếm miễn cưỡng có thể cùng cổ tiên hậu kỳ cường giả một trận chiến nàng giết đến một người vũ tộc cường giả trước mặt quay đầu lại nhìn thoáng qua như cũ bình tĩnh lâm việt trong lòng không cấm ngạo nghễ nàng đối thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin, nàng ở lường trước, lúc này Lâm Việt trong lòng, tất nhiên là giật mình. "Tiểu tử, bị xem thường nha." Lục Vũ đi tới Lâm Việt bên người, Lục Vũ thể chất thực đặc thù. Tuy rằng không có tu vi, chính là năm xưa cũng là mượn dùng Kim Ô thần hỏa chữa thương quá. Bởi vậy đối với nơi này thiên hỏa, cũng là có nhất định miễn dịch, hắn trêu ghẹo Lâm Việt. Nhìn Kim Ô tộc cùng hai tộc giao chiến, hắn cũng không có tính toán lập tức ra tay trước nhìn xem tình huống, đại chiến bùng nổ, bất quá bởi vì thiên hỏa tồn tại. Nơi này rất nhiều cường giả, thực lực đều là đã chịu hạn chế. Bọn họ đều là yêu cầu tiên tôn pháp khí bảo vệ, bằng không ở thiên hỏa dưới, khả năng bị thương. Hơn nữa, vũ tộc cùng thạch linh tộc đều là có bị mà đến. Bọn họ mang đến trong tộc tiên tôn pháp khí, đối với kim ô nhất tộc tiên tôn pháp khí hình thành áp chế này cũng làm kim ô nhất tộc tình cảnh càng thêm uy hát iota ô linh nhi cả người hơi thở hừng hực chính là chính mình cảnh giới trung quy là cổ tiên lúc đầu chính mình trên tay nửa bước tiên tôn thánh kiếm cũng là ở tiên tôn pháp khi áp chế dưới uy lực đại suy giảm kim ô tộc đệ tam truyền nhân đều tới a nếu là đem ngươi chấn sát nói vậy kim ô tộc ở lúc sau năm tháng bên trong thực lực lại là sẽ bị tiêu giảm rất nhiều vũ tộc bên trong cổ tiên hậu kỳ cường giả, giờ phút này mang theo ý cười. Hắn thân hình trở nên trong suốt, mưa to tầm tã, trong lúc nhất thời làm nơi này lửa lớn. Đều là dập tắt một lát, hừ, ô linh nhi một tiếng hừ lạnh, trong tay thánh kiếm. Tản mát ra hừng hực ánh lửa, hướng về vũ tộc cường giả sát đi. Vũ tộc cường giả tuy rằng ngôn ngữ bên trong, mang theo nhẹ nhàng thong dong Chính là đối mặt cầm nửa bước tiên tôn pháp khí ô linh nhi cũng là không có đại ý, hắn thân hình. Dùng nhập tới rồi mưa to bên trong, thoạt nhìn nhu nhược nước mưa. Giờ phút này trở nên sắc bén lên. Giống như hóa thành vô số thiên đao giống nhau. Hướng về ô linh nhi chém xuống, nước mưa dày đặc. Mặc dù là ô linh nhi vận dụng thánh kiếm phòng ngự, đem nước mưa chảm thành bột mịn, chính là. Nước mưa không có biến mất mà là bám vào ở ô linh nhi trên người. Này nộp lên dệt phù văn, làm này thân hình ở bị dần dần hạn chế nước mưa vô khổng bất nhập nơi này vũ tộc sát chiêu ô linh nhi thân hình co rút lỗ chân lông bên trong dần dần chảy ra máu tươi thoạt nhìn có chút thê thảm cổ tiên lúc đầu thực lực cho dù là có đồ vật đền bù ngươi cho rằng liền có thể cùng ta một trận chiến sao thấm vào đến ô linh nhi thân thể thượng nước mưa dần dần ngưng tụ hóa thành vũ tộc cường giả nửa người, bám vào ở ô linh nhi sau lưng, thoạt nhìn quỷ dị mạc danh. Hắn nắm ô linh nhi cổ, giam cầm này thân hình, trong thiên địa nước mưa. Nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh thiên đao, muốn đem ô linh nhi chém giết, tìm chết, ô. Linh nhi một tiếng khẽ quát đảo cầm thánh kiếm, hướng về phía sau chém tới, linh nhi. dáng người mập mạp kim ô tộc lục thúc, thấy được ô linh nhi bên này tình huống không cấm kinh hãi, hắn tránh thoát trói buộc, tay áo vung lên, kim ô thần hỏa bùng nổ. Kích động, hướng về thiên đao đánh tới. Chính là bởi vì này phân thần trợ giúp ô linh nhi, tự thân cũng là bị thạch linh tộc công kích. Nửa người suýt nữa thạch hóa, gian nan tiêu trừ cổ lực lượng này lúc sau. Không cấm mồm to ho ra máu, thiên đao cùng kim ô thần hỏa va chạm, tạo thành khủng bố dao động. Đại địa đều xé rách ô linh nhi chảm khai bám vào ở chính mình trên người vũ tộc cường giả tự thân đã chịu lan đến. Bay ngược đi ra ngoài, khóe miệng giật huyết thoạt nhìn rất là thê thảm. Vũ tộc cường giả xuất hiện ở mưa to bên trong, lạnh nhạt nhìn ô linh nhi. Không nghĩ cho nàng bất luận cái gì cơ hội, mưa to một lần nữa ngưng tụ. Mắt thấy liền phải đem ô linh nhi đánh chết, linh nhi. Lục thúc kinh hãi, bởi vì mới vừa rồi ra tay, hắn tự thân cũng gặp tới rồi bị thương nặng đã xoay người thiếu phương pháp, thất thúc cũng là đem ánh mắt nhìn về phía bên này. Hắn đã chịu hai kiện tiên tôn pháp khí kiềm chế, trong lúc nhất thời cũng là không thể phân thân tới. Ô Linh Nhi gian nan đứng dậy, chính là trên người hơi thở đã trở nên rất là hư nhược rồi. Mắt thấy sẽ chết ở thiên đao dưới, oanh hắc kim sắc huyết khí tung hoành. Ô Linh Nhi không chịu nổi này cổ hừng hực hơi thở, thẳng đến sau một lát trợn mắt thấy được nàng phía trước xuất hiện một đạo thon dài thân ảnh, nàng mang theo giật mình. Khó có thể tưởng tượng một cái thoạt nhìn thon gầy thân ảnh. Thế nhưng có như thế khủng bố huyết khí. Lâm Việt đứng ở này trước người, lấy quyền ấn đánh tan thiên đao lúc sau. Hơi thở không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, bình tĩnh đứng thẳng tại chỗ, Lâm. Đạo hữu đa tạ, ô linh nhi thất ngữ nàng sớm biết rằng lâm việt cùng hắn cùng chỗ với cổ tiên lúc đầu tuy rằng thiên phú đáng sợ chính là như thế nào cũng không nghĩ tới trên người hắn thế nhưng có như thế lực lượng có thể cùng cổ tiên hậu kỳ chống lại mà bất bại ô linh nhi giật mình rất nhiều nghĩ tới mới vừa rồi chính mình ý nghĩ trong lòng trong lúc nhất thời có chút buồn cười nguyên lai like chính mình kiêu ngạo ở lâm việt trước mặt cũng bất quá như thế khó trách Lâm Việt có thể vẫn luôn vẫn duy trì bình tĩnh. Mặc dù là đối mặt nhiều như vậy cổ tiên hậu kỳ cường giả như cũ không có biến sắc đi. Một bên nghỉ ngơi chữa thương đi. Lâm Việt không có quay đầu, nhàn nhạt nói. Hắn ánh mắt nhìn thẳng ở mưa to bên trong hiện hóa xuất thân hình vũ tộc cường giả, hắn đáp ứng. Rồi kim ô tộc điều kiện hiện tại xuất phát từ một cái trên thuyền. Tự nhiên không thể nhìn đến kim ô tộc người, ngã xuống ở bên trong này bằng không đến lúc đó hắn như thế nào được đến cung thần ô linh nhi đôi mắt do dự bất quá hiện tại chính mình trạng thái đã khó có thể lại chống đỡ đại chiến lâm đạo hữu người đem thánh kiếm cầm đi đi ô linh nhi thiện ý nói lâm việt lắc đầu đế kiếm xuất hiện ở trong tay thánh kiếm bảo vệ tốt chính mình là được nói lâm việt đã đi tới cao thiên phía trên trên người hơi thở khủng bố mơ hồ có màu đen lôi đình đan chéo ở này bên cạnh tối cao ma khí còn không có bị lâm việt chân chính luyện hóa bởi vậy lúc này dung ở này huyết mạch bên trong như cũ là mang theo màu đen thoạt nhìn mang theo một cổ yêu dị cảm giác kim ô trong tộc còn có dấu cường giả vũ tộc cường giả hiện hóa ra thân hình ánh mắt quái dị nói cổ tiên lúc đầu thời không chồng lên xuất hiện ở lâm việt trên người hắn muốn bằng mau tốc độ đem tên này vũ tộc cường giả đánh chết có thể nhìn đến, lâm việt thân hình có chút hư ảo, tựa hồ có từng đạo ảo anh. Chồng lên tới rồi hắn trên người, rồi sau đó nhanh chóng ngưng thật khủng bố lực lượng. Đan chéo ở này trên người, oanh. Lâm Việt nhất kiếm bổ ra, vũ tộc cường giả biến sắc thế nhưng không có ngạnh hám. Mà là đem thân hình dung nhập tới rồi nước mưa bên trong, đại lượng nước mưa bị hết sức lực đạo. Chảm khai, hóa thành xương mù tiêu tán rồi sau đó lâm việt ánh mắt bên trong vũ hỏa cùng táng băng xuất hiện ánh mắt có thể đạt được chỗ nước mưa bị đông lại đốt hủy vũ tộc cường giả thân hình bị buộc ra ánh mắt u lãnh nói vận dụng cấm thuật thêm vào lực lượng của chính mình xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu hắn đã bắt đầu kinh hãi một cái cổ tiên lúc đầu tu sĩ sao có thể có như thế lực lượng tẫn nhưng thử xem lâm việt đạm mạc mở miệng nơi này nước mưa đã bị trưng làm khó có thể xâm gần lâm việt thân hình. Chương 1657 hai tộc không địch lại bỏ chạy mà đi. Lâm Việt trên người ma khí cùng huyết mạch chi lực ngang dọc đan sen. Vũ tộc cường giả thân hình bị mạnh mẽ bước ra tới, từ đây ở không được lùi lại, Lâm Việt kế tiếp. Lại là nhất kiếm, tiên liên kiếm quyết đồng thời thi triển. Trực tiếp làm vũ tộc cường giả thân hình biến thành hai nửa. Mặc dù là vận dụng vũ tộc cấm thuật như cũ là khó có thể thoát khỏi, cuối cùng. Một nửa thân hình vỡ vụn lúc sau, Tiên Liên kiếm quyết thi triển, 49 đóa tiên liên nở rộ. Phát ra ra hừng hực kiếm quang, nam tử ở không cam lòng gào giống bên trong. Bị kiếm quang xuyên thủng, chảm thành bột mịn. Lâm Việt tắm gội nước mưa, mà khí tàn sát bừa bãi dưới. Giống như trong thiên địa một tôn đại ma giống nhau. Chính là kia ám kim sắc huyết mạch bên trong, lại là mang theo một loại thần thánh cảm giác hai cổ hơi thở ở này trên người vờn quanh, thoạt nhìn rất là đột ngột. Tràn ngập một cổ cường đại chi ý, ở vào điều tức bên trong ô linh nhi, trong ánh mắt. Mang theo khó có thể tin, nàng không thể tin được. Đây là một cái cùng nàng cùng cảnh giới tu sĩ, chính là bày ra ra tới chiến lược. Phía trước nàng cho rằng Lâm Việt là nào nhất tộc thiên kiêu, hiện tại xem ra. Nàng sai rồi, Lâm Việt thực lực, ở một chủng tộc bên trong đều là đủ để sánh vai lão tổ tồn tại chỉ sợ tiên tôn không ra thời đại lâm việt đó là cường đại nhất tồn tại không có người có thể đối này cấu thành uy hát yota lâm việt bằng mau tốc độ giải quyết chiến đấu bất quá hắn thân hình cũng là ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở da nẻ bao gồm thần niệm chờ thời không trồng lên tác dụng phụ xuất hiện thời không nghịch chuyển xuất hiện hắn rách nát thân hình nhanh chóng xuất hiện ở chiến trường hơi thở như cũ hừng hực vô cùng, làm tất cả mọi người là động dung, đa tạ tiểu đạo hữu lục. Thúc ở một bên chắp tay nói, ô Linh Nhi là hắn kim ô nhất tộc trung thiên kiêu. Tuyệt đối không cho phép xuất hiện ngoài ý muốn nếu là ô Linh Nhi ở chỗ này bị chém giết. Kim ô nhất tộc tổn thất đem cực kỳ thật lớn, rốt cuộc ô Linh Nhi bị dự ví. Khả năng ở đương thời đột phá tiên tôn tồn tại này thiên tư thực đáng sợ, bị kim ô nhất tộc ký thác kỳ vọng cao, vũ tộc người chẳng lẽ là kinh. Hãi, lúc này ở vào giao chiến bên trong, nhìn về phía Lâm Việt. Đều là mang theo kiêng kỵ chi xác Lâm Việt sở bày ra ra tới chiến lực quá mức với kinh người. Nếu là hắn hiện tại gia nhập đến chiến trường bên trong. Cục diện sẽ hiện ra nghiêng về một phía, lùi, vũ. Tộc người bởi vì ngã xuống một người cổ tiên hậu kỳ cường giả lúc sau đã mất đi tái chiến đi xuống ý tứ. Cổ tiên hậu kỳ cường giả, mặc dù là ở một cái cường thịnh chủng tộc bên trong. Đều là trụ cột vững vàng, một cái thời đại ra đời không bao nhiêu tôn. Chính là hiện tại bất quá là ở giao chiến giai đoạn trước, đều là mất đi một vị. Kim ô nhất tộc thần thông cùng thủ đoạn, đại đa số lại là đối vũ tộc có khắc chế tác dụng. Nếu là tiếp tục đi xuống, khả năng cuối cùng, bọn họ không chiếm được chút nào chỗ tốt, vũ tộc đạo hữu thạch linh tộc kinh hãi nếu là vũ tộc người rút lui bọn họ thạch linh tộc đồng thời đối mặt bảy tôn kim ô tộc cường giả thắng bại đã có thể nhìn thấy chính là hiện tại vũ tộc nhìn một bên lâm việt ở như hổ rình mồi hoàn toàn đã không có chiến ý nếu là lâm việt hiện tại gia nhập tiến vào đưa bọn họ từng cái đánh bại không có chút nào thắng lợi hy vọng vũ tộc hóa thành vài cổ hơi nước nhanh chóng thoát ly chiến trường, thạch linh tộc vài tên cường giả Đều là biến sắc, bọn họ rời đi đồng thời, cũng mang đi tiên tôn pháp khí. Kim ô tộc tiên tôn pháp khí, nở rộ ra khủng bố ánh lửa, luyện hoàn vũ. Hướng về thạch linh tộc hai vị trấn áp mà đi. Thất thúc đã tiếp xúc tiên 49 đình, vượt xa quá giống nhau cổ tiên hậu kỳ, ở mới vừa rồi. Mặc dù là có hai tôn tiên tôn pháp khí áp chế, đồng thời đối mặt hai gã cổ tiên hậu kỳ như cũ thế lực ngang nhau, vẫn luôn bảo trì bất bại. Hiện giờ vũ tộc tiên tôn pháp khí bị mang đi, lại khó áp chế kim ô tộc thất thúc. Trên người hắn hơi thở bá đạo mà mạnh mẽ tuyệt đối, lâm việt ở một bên nhìn. Hiện tại thời không trồng lên, ở vào làm lạnh thời điểm. Đã không thể lại bày ra kia cổ chiến lực. Bất quá nhìn ô linh nhi thất thúc, lâm việt sắc mặt. Cũng là mang theo ngưng trọng, hắn tuy rằng cùng nửa bước tiên tôn giao thủ quá, chính là này chân thật cảnh giới, lại là bị đại khư áp chế, chỉ có cổ tiên hậu kỳ thực lực. Không có chạm đến đến tiên 49 đỉnh. Nếu là ta chính diện đối thượng kim ô tộc thất trưởng lão, chỉ sợ cũng sẽ có một ít phiền toái, Lâm Việt nói, tiếp xúc tới rồi cái kia lĩnh vực cổ tiên hậu kỳ cường giả, thực lực đáng sợ. Hoàn toàn có thể nghiền áp cùng cảnh giới hạ tu sĩ. Lâm Việt tuy rằng có chém giết cổ tiên hậu kỳ thực lực, chính là nếu là chân chính đối mặt loại này cường giả, chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện đại phiền toái. Khả năng không địch lại, sẽ bị chấn sát ở này trong tay, hắn lại là đối với cổ tiên cảnh giới. Có một ít khắc sâu hiểu biết. Chúng ta cũng lui, thạch linh tộc cầm đầu cường giả. Đi trước tránh thoát kim ô tộc thất trưởng lão trói buộc, vào lúc này hét lớn. Làm giao chiến thạch linh tộc cường giả rút đi, tạm gác lại cơ hội, muốn chạy kim ô tộc thất trưởng lão đã đánh ra chân hỏa nói khi chúng ta kim ô tộc là tượng đất sao nói hắn trực tiếp vận dụng tiên tôn pháp khí muốn đem thạch linh tộc người lưu lại nơi này thạch linh tộc người kinh hãi cầm đầu cường giả trong tay tiên tôn pháp khí nở rộ quang huy vôi sắc hơi thở bùng nổ bao phủ toàn bộ không gian tạm thời chống đỡ ở kim ô tộc tiên tôn pháp khí ngay trong nháy mắt này kim ô tộc cường giả đã giết tới tiên tôn pháp khí ở va chạm, hư không đều ở dạn nứt, nơi này thiên hòa. Cũng là xuất hiện ảm đạm, tiên tôn cảnh giới cường giả quá mức với đáng sợ. Mặc dù là pháp khí xuất hiện, toàn lực thi triển dưới, đều có thể tàn sát một vực. Kim ô tộc cùng thạch linh tộc đều là cố tình áp chế xuống dưới. Bằng không đem bùng nổ thiên đại mầm tai họa, không kịp cố kỵ kị mặt khác. Thạch linh tộc cầm đầu cường giả, hét lớn một tiếng đi trước đột phá kim ô tộc tiên tôn pháp khí giam cầm mang theo hai người nhanh chóng rời đi để lại mặt khác hai người đại trưởng lão cứu chúng ta thạch linh tộc bị lưu lại hai người vạn niệm câu hôi chính là nhìn đến bảy tên kim ô tộc trưởng lão đầy trời công kích đã đánh úp lại đã không có tiên tôn pháp khí bảo vệ này hai gã thạch linh tộc mặc dù là chiến thể cực độ cường hoành nhưng như cũ là bị đánh thành bột mịn cuối cùng bị kim ô thần hỏa luyện thành dung nham thì cốt vô tồn chảy xuôi đầy đất bọn họ chết đi vị trí xuất hiện hai quả thạch tinh trong đó dựng dục khủng bố uy năng đây là thạch linh tộc cả đời đạo quả cô đọng có khó có thể tưởng tượng tinh thuần lực lượng kim ô tộc thất trưởng lão đem thạch tinh bắt được trong tay khẽ nhíu mày nói lâm tiểu đạo hữu này thạch tinh ngươi thu hảo đi nếu không phải ngươi cứu linh nhi hậu quả khủng không dám tưởng tượng. Kim ô tộc thất trưởng lão ít khi nói cười, hẹp dài đôi mắt bên trong. Vẫn luôn mang theo lạnh nhạt cùng kiêu căng, bất quá lâm Việt sở biểu hiện chiến lược. Lại là làm này lau mắt mà nhìn, đã là ngủ đông, lâm Việt tiềm lực. Nhưng phàm là người sáng suốt đều có thể nhìn đến. Lâm Việt không có cự tuyệt, hiện giờ hắn trải qua dọc theo đường đi chiến đấu. Hơn nữa trên người quy khư chi lực cơ hồ đã sắp tới cổ tiên trung kỳ, hiện tại đúng là lại là làm hắn tiến giai thần vật lục vũ một. Tiếng quái kêu, không biết khi nào lao ra, đi tới Lâm Việt trước người. Lâm Việt sớm có điều phòng bị, lục vũ kia lão quạ đen, thích nhất làm. Chính là sát thục, trải qua nhiều thế này nhật tử ở chung, Lâm Việt đối này bản tính. Đã hiểu biết thấu triệt, hắn thả người tránh ra, thấy như vậy một màn. Kim ô tộc lưu trưởng lão kinh ngạc bọn họ vốn dĩ cho rằng này Lục Vũ, bất quá là Lâm Việt đồng tử, không cấm ở ý vị kia một khối. Lục Vũ kém quá nhiều, hiện tại xem ra bọn họ nghĩ đến sai rồi, chẳng. Lẽ này Bạch Y thiếu niên, chiến lực cũng có thể với tới Lâm tiểu đạo hữu, lục. Thúc không cấm hoài nghi, lấy hắn cảnh giới, cũng là khó có thể từ Lục Vũ trên người. Cảm nhận được kia cổ tăng thương năm tháng hơi thở, cho rằng Lục Vũ cũng này đây vì thiên kiêu nhân và này không khỏi làm bọn họ trong lòng xuất hiện phỏng đoán thần phụ vũ hòa. Hơn nữa hai gã nhưng địch cổ tiên hậu kỳ người trẻ tuổi đồng hành. Này đến tột cùng là cái nào thế lực lớn người tài, xuất thế tới rèn luyện. Chương 1658 đệ tam sát trận một góc tàn khuyết trận văn. Hảo, một người một viên, Lâm Việt nói, hắn không có ích kỷ đem sở hữu nhận lấy. Vẫn luôn chuẩn bị để lại cho Lục Vũ một viên, bất quá Lục Vũ bộ dáng tự hồ là toàn muốn này lâm việt tự nhiên sẽ không đồng ý hi vọng thạch linh tộc có thể ngóc đầu trở lại lục vũ lấy qua thạch tinh lúc sau trên mặt mang theo mong đợi đồng thời nói nếu là sớm một chút nhớ tới người liền có thể đi chém giết một người thạch linh tộc mà không phải thứ gì đều không có vũ tộc ngữ gia kinh người chính là kim ô tộc một chúng trưởng lão nghĩ đến lâm việt cũng xác thật cụ bị như vậy thực lực chỉ là một bên ô linh nhi có chút bị thương nếu là lâm việt đi chấn sát thạch linh tộc chính mình không phải chết ở nơi đó sao chẳng lẽ chính mình tánh mạng ở bọn họ xem ra còn so bất quá một viên thạch tinh ô linh nhi tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn tự tin mà kiều mị chính là nội tâm lại là thập phần mẫn cảm hy vọng lần sau có cơ hội lâm việt nói hắn cầm thạch tinh cũng là từ trong đó cảm nhận được một cổ tinh thuần lực lượng nếu là chính mình lại nhiều thu thập mấy viên đến lúc đó đem tự thân quy khư chi lực luyện hóa, đột phá cổ tiên trung kỳ. Liền đã không có chút nào vấn đề. Mấy người làm ngắn ngủi tu chỉnh lúc sau, liền hướng về chỗ sâu trong tiếp tục xuất phát, lâm. Tiểu đạo hữu hy vọng đến lúc đó phát sinh nguy hiểm, người có thể ra tay bảo hộ Linh Nhi, Kim. Ô tộc lục trưởng lão nói, hắn thập phần lễ phép. Nếu là đến lúc đó tao ngộ thượng chín đầu trùng tộc, bọn họ bứt ra thiếu phương pháp. Ô Linh Nhi khả năng phát sinh nguy hiểm, bởi vậy lục trưởng lão mở miệng. Muốn làm Lâm Việt bảo hộ Ô Linh Nhi, chuyện nhỏ không tốn sức gì, Lâm Việt nói. Lục thúc, người liền cho rằng ta như vậy nhỏ yếu, ô. Linh Nhi không cao hứng, trong lòng nghĩ đến, Lâm Việt đối nàng một chút ý tứ không có. Chính mình còn cho không đi lên sao, này không phải. Phạm tiện, tự nhiên không phải ý tứ này, người cũng biết tiến vào đến thiên hòa tụ tập nơi cần thiết từ ngươi mới có thể vào trong đó, cần thiết bảo vệ tốt ngươi, Kim. Ô tộc lục trưởng lão giải thích nói, ô Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, không tự giác viết liếc mắt. Một cái lâm Việt, lâm Việt như cũ là nhìn phía trước, nơi này thiên hỏa, đã càng thêm hừng hực tới rồi nơi này. Mặc dù là kim ô tộc cùng thiên địa hòa tinh tương phù hợp, cũng là trong lúc nhất thời không chịu nổi, bọn họ bất đắc dĩ vận dụng tiên tôn pháp khí. Đem mọi người bảo vệ. Lâm Việt trên người xuất hiện một cổ như có như không vũ hỏa. Có thể chống đỡ ở nơi này ăn mòn, bất quá hắn cũng không có toàn bộ biểu hiện ra ngoài. Như cũ là ở vào Kim Ô tộc tiên tôn pháp khí bảo vệ dưới, tiểu tử, đem ngươi vũ hỏa vượt qua tới một tia ta có điểm nhiệt. Lục Vũ nói, Lâm Việt tự nhiên biết Lục Vũ tuy rằng không có nhiều ít tu vi, chính là chiến thể cùng thần niệm lại là cường đại vô cùng, có thể ở cổ trước trải qua kim ô thần hỏa lễ rửa tội. Nơi này thiên hỏa, căn bản đối hắn tạo không thành thực chất tính ảnh hưởng. Bất quá lâm Việt không có cự tuyệt, không biết lúc sau hay không sẽ bùng nổ đại chiến. Đến lúc đó không tì vết cố kỵ lục vũ, trước tiên bảo vệ này thân hình. Cũng là chuyện tốt, lâm Việt đem một tia vũ hỏa căn nguyên, độ vào lục vũ thân thể bên trong. Không hổ là ở cổ trước, dương gian đều vì này run dày vũ hỏa cư nhiên có như thế đáng sợ lực lượng lục. Vũ cảm thấy cả người thư thái, ở vũ hỏa căn nguyên tiến vào đến trong cơ thể nháy mắt. Hắn đó là đem này hấp thu luyện hóa. Vũ hỏa không biết ra đời cùng khi nào đại có truyền thuyết. Là nhân tộc một tôn cổ xưa thiên đế, từ giới hải chỗ sâu trong mang đến. Cuối cùng không cẩn thận rơi xuống tới rồi dương gian, tạo thành mấy cái đại vực hủy diệt. Mà kia mấy cái đại vực, sớm đã bởi vì đại chiến, bởi vậy mà phá hủy chính là ở cổ trước thời đại đại vực thượng tôn thời điểm lại là không có một ngọn cỏ đối với nghe đồn lâm việt cũng là hơi hiểu biết quá chỉ là nhân tộc cổ sử thất lạc một đại bộ phận tự hồ là có người cố tình vì này thế cho nên tới rồi hiện tại nhân tộc bên trong đều là đối với nhân tộc cụ thể lịch sử không phải thực hiểu biết chỉ biết ở nhân tộc lịch sử bên trong hư hư thực thực có tám vị thiên đế xuất hiện ở vào bất đồng thời đại cùng cực xa bên trong. Đây cũng là năm xưa nhân tộc cường thịnh nguyên nhân chủ yếu, có nhân tộc vài vị thiên đế khai. Cường khoách thổ thành tựu nhân tộc năm xưa huy hoàng thịnh thế, ở cùng lục vũ tham thảo thời. Điểm, mọi người đã là càng thêm thâm nhập. Phía trước xuất hiện một chỗ hẻm núi, có thể nhìn đến. Trong đó đã là bị thiên hỏa lượn lờ, nơi này thiên hỏa cũng là trở nên không giống nhau. Mơ Hồ Chi Gian, tựa hồ có thể từ chỗ sâu trong nhìn đến có chín màu tiên hỏa. Ở Mơ Hồ Chi Gian xuất hiện. Lúc này Lâm Việt trong lòng cũng là sinh ra một cổ quen thuộc cảm giác, hắn dõi mắt trông về. Phía xa, tựa hồ xuyên thấu chín màu tiên hỏa, ở trong đó thấy được một chỗ đại điện bên trong có kiến trúc, Lâm Việt hướng về kim ô tộc dò hỏi. Hắn khẽ nhíu mày, trong đó chính là tiên tôn cảnh giới cường giả đều là khó có thể thời gian dài nghỉ chân rất khó tưởng tượng trong đó thế nhưng có nhân tu kiến kiến trúc chỗ ở năm đó đoạn ngày lĩnh còn không có hình thành thời điểm có vô thượng cường già ở nguyên thủy đại ngày phía trên thành lập hành cung cuối cùng bởi vì nguyên thủy đại ngày bị phá hư cuối cùng rơi xuống tới rồi đoạn ngày lĩnh kim ô tộc lục trưởng lão giải thích nói này khả năng cũng là hẻm núi trở nên như thế đáng sợ nguyên nhân nơi đó có nguyên thủy đại ngày bên trong nhất căn nguyên chín màu tiên hỏa lâm việt khẽ gật đầu kim ô tộc vài tên cường giả đều là có tò mò từ phía trước nói chuyện bên trong bọn họ biết lâm việt cùng lục vũ đều là lần đầu tiên tiến vào đến nơi đây chính là hắn vì sao biết trong đó có hành cung tồn tại này không khỏi làm kim ô tộc vài tên cường giả đối với lâm việt càng thêm tò mò chưa từng có người tiến vào quá hành cung chính là tiên tôn cảnh giới cường già khả năng thấy quạt, chính là lại trước nay không có dám tiến vào kim ô tộc thất trưởng lão nói đề cập tới rồi nơi đó mặc dù là hắn cũng là khẽ nhíu mày tục truyền nói bên trong mặc dù là tiên tôn cường già tiến vào trong đó đều có ngã xuống nguy hiểm thậm chí còn ở lúc trước có tiên tôn cường giả muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn Tiến vào tới rồi đoạn ngày lĩnh chỗ sâu trong, cuối cùng đều là ngã xuống ở trong đó. Đến nay thi cốt đều là không có mang ra tới, này sự tích. Cũng là làm thần vực bao gồm chung quanh mấy cái đại vực. Đối với hẻm núi chỗ sâu trong vô cùng kiêng kỵ, ở lúc sau năm tháng bên trong, có lẽ có tiên tôn cường giả tiến vào luyện khí. Liền tính là thấy được hành cung, cũng không có dám nếm thử tiến vào Kim ô tộc một người lão tổ, năm xưa có ý tứ này bất quá lại là bị mặt khác hai gã lão tổ ngăn trở hẻm núi giống như thiên địa cái khe giống nhau tựa hồ là bị người dùng vô thượng đại pháp lực bổ ra làm nguyên thủy đại ngày căn nguyên rơi xuống tiến vào tới rồi trong đó bởi vì năm tháng nguyên nhân này hẻm núi đã bị luyện thành không biết bao lớn nói là hẻm núi lại là cơ hồ có thể bằng được một cái đại giới giống như một chỗ bồn địa giống nhau Trung quanh có cao phong vờn quanh này thượng có hừng hực phù văn không biết là ai sở lưu ngăn trở nguyên thủy đại nhật bản nguyên tiếp tục hướng về bên ngoài ăn mòn ta kiến nghị trước từ từ lục vũ lúc này nhíu mày hắn cảm giác tới rồi cái gì lúc này làm mọi người không cần lại tiếp tục đi trước có cái gì vấn đề sau hiện giờ kim ô tộc đã biết lâm việt cùng lục vũ đều không phải tầm thường tu sĩ giờ phút này gặp được lục vũ nhíu mày lục trưởng lão thái độ thực hảo ở dò hỏi lục vũ phía trước có thập phần mạnh mẽ tuyệt đối trận pháp lục vũ nhìn về phía trước tuy rằng như cũ là thiên hỏa tràn ngập chính là hắn trận pháp tạo nghệ khoáng tuyệt cổ kim mặc dù là cách một chút khoảng cách cũng là phát hiện manh mối chín đầu trùng tộc nhưng nắm giữ một góc đệ tam sát trận lục vũ dò hỏi nếu là cái dạng này lời nói sự tình không thể nghi ngờ trở nên rất khó làm lên đệ tam sát trận ở cổ trước thời đại đều là uy chấn dương gian. Đệ nhất cùng đệ nhị sát trận càng là sớm đã đánh rơi, dương gian đã không có tung tích. Này đệ tam sát trận, uy năng không thể suy đoán, chẳng sợ chỉ là tàn khuyết một góc. Cũng đủ để chấn sát dương gian hết thảy sinh linh. Lục vũ chính là mượn dùng đệ tam sát trận một góc. Hố giết qua cổ tiên hậu kỳ cường giả, hơn nữa hắn còn không có đem đệ tam sát trận phát huy ra. Toàn bộ uy năng, Chương 16599 đầu trùng tộc thiết lập hạ sát trận. Trong lời đồn, hình như là Lục trưởng lão mở miệng, mang theo ngưng trọng chi ý, bọn họ đối với Lục Vũ cũng là trở nên trịnh trọng lên, ở không có tiếp cận nơi đó thời điểm. Không chỉ có là phát hiện manh mối, càng là suy đoán ra cụ thể trận pháp. Đệ Tam sát trận ở Dương Gian cực phụ nổi danh, khả năng ở thời đại này đã cực nhỏ có người đã biết, càng là liền hơi thở cũng là chưa từng hiểu biết lục vũ không chỉ có biết tựa hồ còn cực độ hiểu biết ngươi nhưng có biện pháp sao kim ô tộc thất trưởng lão dò hỏi lục vũ trầm ngâm một chút nói có là có bất quá có chút phiền phức hừ không thể tưởng được chín đầu trùng nhất tộc vì ngăn cản ta chờ thế nhưng không tiếc vận dụng đệ tam sát trận thật là thật lớn bút tích thất trưởng lão hừ lạnh một tiếng trong ánh mắt tràn ngập lạnh nhạt bọn họ tuy rằng phải không tiếc hết thầy đại giới tiến vào đến hẻm núi bên trong. Lấy được đã thành thục chín kiếp thần thảo, chính là cũng sẽ không lăng đầu thanh. Người khác ở phía trước thiết lập hạ mai phục còn xông vào đi vào. Đệ tam sát trận, khả năng sẽ làm bọn họ nơi này người toàn bộ hủy diệt ở trong đó, yêu. Cầu thứ gì sao, lục trưởng lão dò hỏi, ta kim ô nhất tộc. Có thể không ràng buộc vì ngươi cung cấp, này ta biết lục vũ còn ở vào trầm ngâm bên trong nói tưởng tiến vào đến sát trận bên cạnh tra xét rõ ràng một ít đồ vật nếu là cần thiết ta yêu cầu mượn dùng ngươi kim ô nhất tộc tiên tôn pháp khí không thành vấn đề thất trưởng lão không có chút nào do dự trực tiếp đáp ứng nói hiện tại bọn họ đã ý thức được lâm việt cùng lục vũ thân phận không đơn giản khả năng tại đây đoạ ngày lĩnh bên trong còn cần bọn họ ra tay tương trợ lúc này đây không nghĩ tới ở cơ duyên xảo hợp dưới thế nhưng có thể đem lâm việt bọn họ tìm tới bọn họ tiêu phí nửa canh giờ thời gian đi tới này trận pháp bên cạnh hảo có thể dừng lục vũ xua tay ý bảo theo mấy cây hắc côn xuất hiện ở nơi này dựa theo huyền ảo vị trí bài bố không bao lâu nơi này hiện lên một cổ khủng bố sát khí thoạt nhìn ở đoạn ngày lĩnh thập phần tầm thường địa phương thế nhưng có như thế sát trận tồn tại này tuyệt đối có thể chấn sát tiên tôn dưới mọi người, này không khỏi làm kim ô tộc vài tên. Cường giả hơi hơi biến sắc, quả nhiên là đệ tam sát trận lục. Vũ mang theo vui sướng chi sắc nói, hơn nữa, cùng ta nắm giữ không giống nhau. Theo hắn vận dụng thần niệm lực lượng liên hệ Hắc Côn. Đem nơi đây câu thông, này Hắc Côn là Lục Vũ đến Hồng Thủy thế giới được đến, đã từng thiên đế. Đều là tịch này đem kia ác long trấn áp ở đáy nước, có huyền diệu tác dụng. Lục Vũ đối với hắc côn nắm giữ thuận buồm xuôi gió, lúc này ở hắn vận dụng 10 căn hắc côn lúc. Sau, ẩn nấp đệ tam sát trận hiện lên. Hình thành một chỗ tiểu nhân chỗ hỏng, bất quá đây là không đủ. Tuy rằng bọn họ mở ra trận pháp chính là uy năng như cũ tồn tại. Nếu là hiện tại tiến vào trong đó, ở chín đầu trùng tộc thao tác dưới. Như cũ sẽ sinh ra khủng bố sát khí, chẳng sợ bọn họ kiềm giữ tiên tôn pháp khí khả năng cũng sẽ ngã xuống ở trong đó phía trước chín đầu trùng tộc cầm đầu một người chiều dài chín đầu bộ mặt dữ tợn hắn huyết mạch thập phần cường đại chín đầu ở chín đầu trùng tộc chung là trí tôn tồn tại địa vị trí cao vô thượng này thực lực cũng là cùng kim ô tộc thất trưởng lão không phân cao thấp hai người không biết giao thủ quá bao nhiêu lần các có thắng bại dựa theo đạo lý tới nói bọn họ hẳn là đã đến gần rồi nơi này vực mới đúng chín đầu trùng một bên sinh có tám đầu cường giả, nói có thể hay không phát sinh ngoài ý muốn. Nghe nói vũ tộc cùng thạch linh tộc ở bên ngoài vây sát kim ô tộc chẳng lẽ. Bọn họ đã bị chấn giết, người nọ một cái khác đầu nói, nơi này tổng cộng có tám gã chín đầu. Trùng tộc cường giả, thực lực đều là cực độ cường giả, tới cổ tiên hậu kỳ. Chín đầu trùng nhất tộc cùng kim ô tộc là thế địch, ở dương gian xếp hạng cũng chỉ là so kim ô tộc yếu đi một hai gã ở dương gian cũng là cực độ cường thịnh trùng tộc tiên tôn số lượng cũng là có ba vị hơn nữa ở nghe đồn bên trong một người chín đầu trùng tộc tiên tôn là từ trước hai cái thời đại sống lại cực độ cường đại trải qua mấy tràng diệt thế đại chiến này chân chính thực lực đã không thể suy đoán đây cũng là bọn họ vì cái gì muốn tới ngăn chặn kim ô tộc nguyên nhân nếu là kim ô tộc bên trong tên kia lão tổ, bởi vậy lúc này đây biến cố rồi biến mất đi. Bọn họ chín đầu trùng nhất tộc liền có thể không tiếc hết thảy đại giới. Đem kim ô tộc diệt tộc. Được đến bọn họ toàn bộ nội tình, đến lúc đó, chín đầu trùng nhất tộc. Sẽ lần thứ hai cường thịnh, thậm chí sánh vai mười đại trùng tộc. Đây là chín đầu trùng tộc dã tâm, bởi vậy không chỉ có là ở chỗ này. Toàn bộ thần vực bên trong, chín đầu trùng nhất tộc đã bắt đầu động tác, bọn họ không tiếc vận dụng đệ tam sát trận. Cũng là muốn ngăn cản kim ô tộc người. Đang ở bọn họ nói chuyện chi gian. Lục vũ đã bắt đầu tiến thêm một bước động tác, 12 căn hắc bổng tản mát ra sâu thảm quang. Huy, này thượng cường đại thần niệm ở đan chéo, người. Này thần niệm chi khủng bố, chỉ sợ còn ở ta phía trên, kim. Ô tộc thất trưởng lão có chút kinh ngạc. Hắn nhìn không thấu lục vũ tu vi, chính là lại có thể từ thần niệm phía trên cảm giác đến một cổ cảm giác áp bách, mọi người đều là ở một bên đề phòng, lục vũ hiện giờ ở đi. Ngược chiều sát trận, cái chán không tự giác đã phân ra mồ hôi lạnh tới. Đệ tam sát trận, ở cổ trước chiến đấu bên trong, có khủng bố tác dụng. Bởi vì quá mức với nghịch thiên, bởi vậy ở cổ trước thời đại, liền đã bị chia rẽ. Bằng vào lục vũ thủ đoạn, cũng bất quá chỉ là thu thập tới rồi một góc. Hiện tại thật vất vả thấy được mặt khác chủng tộc nắm giữ đệ tam sát trận lục vũ như thế nào cũng muốn được đến bởi vậy hắn không cấm là muốn đi ngược chiều sát trận còn tưởng từ trong đó tìm hiểu ra một góc tới bất quá bởi vì tâm quá lớn mặc dù là thần niệm cường đại lúc này cũng thắng không nổi tiêu hao nãi nãi hy vọng này đó sâu trên người có trận đồ lục vũ cuối cùng mắng một tiếng bất đắc dĩ từ bỏ phân tích chỉ thấy nơi này trận pháp hơi hơi chấn động khiến cho chín đầu trùng nhất tộc chú ý có thể tiến vào lục vũ đứng dậy hủy diệt cái chán mồ hôi chỉ thấy bọn họ dựng thân này một góc trận văn đã xảy ra nào đó huyền ảo biến hóa lấy cực nhanh tốc độ lan tràn tới rồi toàn bộ sát trận này thượng toàn bộ trận pháp ký hiệu tựa hồ đều là đảo ngược một lát cuối cùng khôi phục tới rồi bình tĩnh đa tạ đạo hữu ra tay tương trợ ta kim ô tộc thiếu các ngươi một ân tình kim ô tộc thất trưởng lão trịnh trọng nói không dám không dám lục Vũ nói, nhớ kỹ một hồi lưu cái người sống kim. Ô tộc trưởng lão biết Lục Vũ là muốn được đến đệ tam sát trận. Bọn họ không có chút nào dị nghị, bọn họ có thể tiến vào đến nơi đây. Đều là bằng vào chạm đất vũ đối với trận pháp tạo nghệ kim ô tộc hiện giờ. Chỉ nghĩ được đến chín kiếp thần thảo, chín đầu trùng nhất tộc giấu kín thân hình, lúc này có thể xuyên thấu qua trận pháp một góc chiếu dọi ra tới cảnh tượng, nhìn đến kim ô nhất tộc, đã tiến vào tới rồi trong đó, nên. Thu võng, chín đầu trùng nhất tộc người mạnh nhất, mang theo nhàn nhạt ý cười, nói. Kim ô nhất tộc quá mức với kiêu căng, không nghĩ tới, lúc này đây vì chấn giết bọn hắn. Tộc của ta vận dụng đệ tam sát trận. Hôm nay, khiến cho bọn họ chết ở chỗ này mặt. Thất vị trưởng lão A, toàn bộ chết ở chỗ này, đối với kim ô nhất tộc. Cũng là khó có thể thừa nhận tổn thất đi chín đầu trùng nhất tộc cường giả. Chẳng lẽ là mang theo lạnh nhạt ý cười, bọn họ chảo chuẩn kim ô tộc. Vì được đến chín kiếp thần thảo, tâm tình nôn nóng nhược điểm. Bởi vậy không tiếc vận dụng trong tộc đại nội tinh. Muốn đem bọn họ toàn bộ chấn sát ở đoạn ngày lĩnh. Lấy đoạn ngày lĩnh vì bắt đầu kim ô tộc không lâu lúc sau. Tất nhiên bị tộc của ta tiêu diệt chín. Đầu trùng tộc vài tên cường giả, chẳng lẽ là mang theo ý cười chương 1660 đi ngược chiều sát trận phản sát chín đầu trùng tộc. Theo chín đầu trùng tộc người mạnh nhất trong tay, xuất hiện trận ký. Hoàn toàn đi vào tới rồi trận pháp bên trong, đột nhiên gian. Sát khí tràn ngập toàn bộ đại địa, này toàn bộ khu vực đều ở ầm 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 chấn động. Kim ô nhất tộc người, nhìn về phía vòm trời phía trên, bọn họ đã bị nhốt ở trong đó. Vô tận trận pháp hoa văn, giống như mạng nhện giống nhau dày đặc kim ô tộc thất vị trưởng lão hơn nữa đệ tam truyền thừa người không tồi không tồi vòm trời phía trên xuất hiện chín đầu trùng tộc thân ảnh bọn họ trong ánh mắt mang theo hài hước chín đầu trùng tộc lệ trần thất trưởng lão nhìn về phía trời cao sắc mặt lạnh nhạt đồng từ bên trong kim ô thần hòa hóa thành lưỡng đạo lộng lẫy tiên kiếm chiếu sáng hoàn vũ kim ô tộc nên hạ mặt chín đầu trùng tộc người mạnh nhất lệ trần nhàn nhạt nói đệ tam sát trận A, tộc của ta vẫn luôn bảo tồn, không biết. Hôm nay các ngươi tử trạng là cái dạng gì? Ở đệ tam sát trận bên trong, lệ trần chờ chín đầu trùng tộc có 10 phần tin tưởng. Nơi này không ai có thể chạy đi, chẳng qua là như thế nào chết thôi, toàn bộ đại địa âm phong gáo. Giết giận dữ, ở trong lúc nhất thời, thiên hỏa đều là ảm đạm xuống dưới, gần như tát. Kim ô tộc vài tên trưởng lão trong lòng lo sợ bất an, nhìn chung quanh khủng bố sát trận này hơi thở bởi vì tiên tôn pháp khí thêm vào làm mấy người đều là lưng phát lạnh đệ tam sát trận tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống đỡ nếu là lục vũ không có thành công bọn họ hôm nay khả năng đều sẽ ngã xuống ở chỗ này đây là truyền thuyết bên trong công phạt vô song đệ tam sát trận sau lục vũ lúc này mang theo nghi hoặc chi ý nơi đó tới con kiến thấy được lục vũ lúc sau chín đầu trùng tộc bên trong có một người quát lớn nói lục vũ sắc mặt biến sắc âm lãnh lên con kiến đừng tưởng rằng dài hơn mấy cái đầu nhiều mấy chân miệng liền có thể loạn đánh rắm lục vũ nói hắn vốn dĩ muốn bộ ra bọn họ trên người thời điểm mang đến trận đồ hiện tại thần niệm phát ra cũng không sai biệt lắm có thể xác nhận bọn họ bên trong tựa hồ không có cái loại này cao thâm trận pháp đại sư bởi vậy nhất định phải mượn dùng với trận đồ mới có thể cấu trúc đệ tam sát trận tìm chết người nọ sắc mặt lạnh nhạt không cần cùng bọn họ làm quá nhiều vô nghĩa chém giết lúc sau đi trong tộc phục mệnh chuẩn bị phát động cuối cùng đại chiến lệ trần nói bọn họ đã biết được tin tức hiện tại kim ô tộc lão tổ hiện tại đã ở vào niết bàn bên trong trong tộc mặt khác hai gã lão tổ cũng là ở kiệt lực cứu trị lực lượng đã tiêu giảm không biết nhiều ít ở chỗ này đem bảy tên trưởng lão chém giết lúc sau. Kim ô tộc thực lực tiến thêm một bước suy yếu. Đó là chín đầu trùng tộc phát động chiến tranh thời cơ tốt nhất bởi vậy bọn họ không nghĩ làm. Quá nhiều trì hoãn, mấy người đồng thời tế lực bọn họ đối với đệ tam sát trận nắm giữ cũng không đủ hoàn mỹ, này. Một góc đệ tam sát trận trận văn cũng là yêu cầu vài tên cổ tiên hậu kỳ cường giả. Cộng đồng phát lực mới có thể thúc giục trên không chín đầu trùng tộc tiên tôn pháp khí làm mắt trận theo mấy người lực lượng rót vào dưới bạo phát vô lượng sát khí chết đi lệ trần cười to lúc này hắn đã khó có thể che giấu ý cười hôm nay lúc sau hắn chín đầu trùng nhất tộc thế lực ở được đến kim ô tộc nội tình lúc sau đem không có dương gian thế lực có thể ngăn cản đến lúc đó thống ngự mấy cái địa vực đều là hạ bút thành văn hắn ở điều khiển trận pháp thời điểm, tựa hồ đã thấy được. Hắn chín đầu trùng nhất tộc quật khởi, oanh, sát khí tức khắc tràn ngập toàn bộ trận pháp bên. Trong, kim ô tộc dưới chân, xuất hiện sát ý trận đồ, đem mấy người thân hình hạn chế. Khó có thể tránh thoát tiên tôn pháp khí quang huy, chiếu rọi ở bọn họ thân thể phía trên. Nhất thời chính là phun ra mồm to máu tươi tới, tế ra tiên tôn pháp khí, lục. Vũ hét lớn một tiếng người vương cổ lệnh cũng là xuất hiện ở này trong tay, theo hắn thần niệm câu thông hắc côn, kim. Ô tộc thất trưởng lão, cũng là không có chút nào trần chờ Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở lục vũ trên người, oanh. Khủng bố sát khí bùng nổ, tam tôn tiên tôn pháp khí phát ra quang huy, bao phủ toàn bộ sát. Trận, hai tôn tiên tôn pháp khí, các ngươi cho rằng, liền có thể chống đỡ trụ sát trận sao? Thiên chân, lệ trần khinh thường nói theo trong tay hắn lực lượng lần thứ hai cường thịnh. rót vào tới rồi tiên tôn pháp khí bên trong, sát khí nháy mắt bao phủ lục vũ bọn họ trên. Người, bất quá lục vũ lúc này tự hồ cũng không có bất luận cái gì nôn nóng, con. Kiến, đầu tiên là ngươi. Nói, hắn một lóng tay điểm hướng mới vừa rồi lên tiếng chín đầu trùng tộc cường giả cơ hồ là ở. Khoảnh khắc đệ tam sát trận mắt trận biến hóa phía trên chín đầu trùng tộc tiên tôn pháp khí thế nhưng trực tiếp rơi xuống xuống dưới. Trực tiếp bị người vương cùng kim ô tiên tôn pháp khí chấn áp, hắc bổng bốc lên. Đêm này thay thế, phốc tên kia chín đầu trùng tộc cường giả, trong phút chốc bị một cổ sát khí bao phủ. Thân hình trực tiếp bạo làm bột mịn, huyết vụ phiêu tán. Thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, máu rơi xuống nước đến hắn một bên người trên người, rơi vào này khó. Có thể tin trong mắt đã xảy ra cái gì? lệ trần kinh hãi này sát trận như thế nào sẽ quay lại phương hướng giết ta tộc người hắn một cái khác đầu cũng là lên tiếng chín đầu có từng người ý thức chính là lúc này chẳng lẽ là mang theo giật mình đệ tam sát trận ra ra chơi cái này thời điểm chỉ sợ ngươi lão tổ tiên đều không có xuất thế lục vũ ngạo nghễ mở miệng là ngươi ở sát trận bên trong động tay chân lệ trần hét lớn chín đầu trùng nhất tộc bị phản vây ở nơi này Lệ trần mấy cái đầu, có đã sợ hãi, bọn họ chín đầu trùng nhất tộc chấp trưởng đệ tam sát trận. Một cái thời đại, như thế nào không biết này uy lực chân chính, chính là kiềm giữ tiên tôn pháp. Khí, cũng là khó có thể từ trong đó thoát thân. Hiện tại hắn tộc tiên tôn pháp khí, còn bị hai tôn cùng đẳng cấp giam cầm. Đây là hẳn phải chết chi cục suy, hiện tại sát trận đã bị lục vũ hoàn toàn nắm giữ. Lại là một lóng tay điểm ra, một người chín đầu trùng tộc cường già cho dù là vận dụng cả người thủ đoạn cũng là khó có thể chống đỡ cổ lực lượng này trực tiếp bị sát khí bao phủ bạo làm huyết vụ nghĩ cách chạy ra nơi này lệ trần nôn nóng hắn biết rõ hiện giờ sát trận thoát ly khống chế nếu là tiếp tục ngốc tại nơi này chỉ sợ bọn họ toàn bộ đều phải chết ở chỗ này hắn đối với trận pháp có nhất định tạo nghệ hắn tộc đệ tam sát trận chỉ là tàn khuyết một góc hắn biết trong đó khuyết tật nơi lệ trần không tiếc vận dụng căn nguyên tinh huyết mạnh mẽ thúc giục tiên tôn pháp khí. Làm này thoát ly hai tôn pháp khí khống chế, hắn nhìn về phía sát trận phía tây, sắc mặt u lãnh. Tiên tôn pháp khí phát ra vô lượng quăng, muốn đả thông nơi đó, không thể làm hắn chạy thoát. Kim ô tộc thất trưởng lão này sinh ác độc trực tiếp triệu hồi tiên tôn pháp khí. Đi tới cao thiên phía trên, trên người màu đỏ ánh lửa trùng tiêu mà thượng muốn ngăn cản lệ trần hành động không cần đi lục vũ bình tĩnh ngăn cản đến kim ô tộc thất trưởng lão dừng thân hình bọn họ hiện tại chẳng lẽ là kinh hãi với lục vũ thủ đoạn thế nhưng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem đệ tam sát trận khống chế hơn nữa còn có thể đảo ngược giết địch tưởng công phá đệ tam sát trận khuyết tật lục vũ một tiếng cười lạnh nói có phải hay không quá mức với xem thường ra ra lệ Trần Công kích thủ đoạn, đã đi tới rồi sát trận phía tây một góc chỗ, Lục Vũ không chút hoang. Mang, chỉ thấy lúc này sát trận này thượng trận văn thế nhưng bắt đầu di động lên. Ở sát trận bên trong, Lục Vũ giống như cộng chủ giống nhau, bất luận cái gì hết thảy. Đều là trốn bất quá này đôi mắt oanh. Trận pháp khuyết tật bị rời đi, mà lệ Trần cũng đã chịu phản phệ, bay ngược đi ra ngoài. Cả người co rút, chín đầu miệng mũi giật huyết, trong tay tiên tôn pháp khí càng là suýt nữa rời tay mà ra. Lục vũ lại là mấy chỉ điểm ra, yêu cầu vài tên cổ tiên hậu kỳ đồng thời tế lực vận chuyển sát. Trận ở này trong tay phát động công kích giống như hạ bút thành văn giống nhau. Vài tên cổ tiên hậu kỳ chín đầu trùng tộc cường giả, bạo làm huyết vụ. Thậm chí còn liền chống cự đều là làm không được. Ô Linh Nhi càng là mở to hai mắt nhìn, ở không lâu phía trước chính mình sư muội còn trêu chọc quá lục vũ vì đồng tử hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực nếu là làm này thiết lập hạ trận pháp chỉ sợ so lâm việt còn muốn càng thêm đáng sợ